Đồng tử Khâu Mục Kiệt hơi co lại, sau khi kiến thức thiên kiếm lưu của Lý Vân Tiêu, lòng muốn đạt được cự lộc lại càng lớn. Lý Vân Tiêu nói, cự lộc loa đã bị người vạn tinh cốc vây trong núi, đáng tiếc tư liệu trong đầu du tàng không nhiều lắm, mọi chuyện đều do một đệ tử vạn tinh cốc gọi là Túc Bình chủ trì. Túc Bình, Trần Thiến Vũ và Khâu Mục Kiệt đều nhíu mày, hiển nhiên cũng chưa nghe qua người này. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường, người này tiến vào vạn tinh cốc mới chỉ 10 năm, hơn nữa hiện giờ cũng chỉ có 20 tuổi thôi. 20 tuổi. Hai người đều chấn động, Trần Thiến Vũ nói. Tu vi của hắn như thế nào? Dựa vào gì có thể chủ trì đại cục như thế? Lý Vân Tiêu nói. Người này là đệ tử đích truyền của thiên tinh tử trưởng môn vạn tinh cốc, thiên phú kinh người, thực lực mạnh bao nhiêu du tàng cũng không biết. Ở trong trí nhớ du tàng, hắn rất ghen ghét người này. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Sự quật khởi của bất luận một gã thiên tài nào cũng đều là dưới vô số ánh mắt ghen ghét. Xem ra thiên tinh tử rất coi trọng tên đệ tử này a. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Xem ra hoàn toàn là bồi dưỡng như người nối nghiệp, ta cũng rất có hứng thú gặp kẻ này một lần đấy. 20 tuổi sao, thú vị. Khóe miệng của hắn nhếch lên vẻ tươi cười. Trần Thiến Vũ cau mày nói. Chúng ta vẫn nên đi thôi, chuyện kia càng quan trọng hơn. Lý Vân Tiêu nói. Cũng đã đến nơi này rồi, không bằng vào chiến hồn sơn di. Dọn bãi người vạn tinh cốc là được thôi mà. Trên trán Trần Thiến Vũ chảy ra một chút mồ hôi lạnh, nói. Dọn bãi. Lý Vân Tiêu bước vào bước đến trước người Tả Thừa, nói. Kết giới chi lực vừa rồi ngươi thi triển là sao? Tả Thừa cuống quýt nói. Bẩm đại nhân, đó là Tiểu Kim Linh Châu. Tiểu Kim Linh Châu. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói. Đó là vật gì, ngươi có còn không? Có. Vật ấy tuy rằng chân quý, nhưng Tả Thừa không dám giấu giếm, vươn tay ra, một đạo kim quang linh động lắc lư trong lòng bàn tay, liền ngưng tụ thành một hạt châu kim quang sáng lạn. Lý Vân Tiêu chụp một cái, hạt châu kia lập tức rơi vào lòng bàn tay, một hồi cảm giác đâm tay truyền đến, như vô số cây kim trong tay vậy. Đồng tử Khâu Mục Kiệt hiện lên dị sắc, nói. Kim linh chi khí, không đúng, kém hơn rất nhiều. Không gian chiến hạm ngư của hắn chính là dùng kim linh chi khí thuần khiết chế tạo thành. Lý Vân Tiêu cảm thụ một hồi, đột nhiên chụp một cái. Phanh! Hạt châu kia lập tức nổ bung, hóa ra vô số lệ mang bắn khắp bốn phương tám hướng, như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc tách ra ánh sáng chói lọi, cuối cùng lưu quang rơi vãi nơi đầu ngón tay. Trong lòng Tả Thừa một hồi đau lòng. Lý Vân Tiêu nói, hạt châu này có được thế nào? Tả Thừa nói, loại kim linh châu này là đặc sản của Vô Pháp Thiên, thập phần khó được, là một loại côn trùng sau khi chết hình thành, chôn sâu trong lòng đất thời gian dài bất diệt, lúc này mới ngưng tụ thành hạt châu. Lý Vân Tiêu tay phải chảo lấy, mấy đầu kim linh chi trùng liền hiện ra nói. Chính là loại côn trùng này sao? Đúng, đúng, đúng là trùng này. Tả Thừa nói, giá trị loại côn trùng này cũng rất cao. Cơ hồ ngang với thổ hoàng châu cực phẩm rồi. Lý Vân Tiêu nói. Mục Kiệt huynh, người hiểu rõ các loại hung thú, có nhận ra lai lịch trùng này không? Hắn nhẹ nhàng bắn ra, bắn một đầu côn trùng tới. Khâu Mục Kiệt thoáng cái nắm trong tay, quan sát một hồi, hai hàng lông mày nhướng lên, sau đó đồng tử co rút lại, bắn ra chút hàn tinh, cả kinh nói. Côn trùng này như là, cái này, nhưng mà, sao lại nhỏ như vậy chứ? Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Như là cái gì? Hắn đã từng tìm Cửu Di đánh giá qua vật ấy, Cửu Di từng nói giống như hậu duệ chân linh nào đó, hiện giờ Khâu Mục Kiệt tựa hồ cũng có phán đoán như vậy. Mục đích chủ yếu hắn đến Vô Pháp Thiên ngoại trừ trợ giúp viên cao hàn dung hợp song hồn ra, chính là tìm kiếm loại vật này. Khâu Mục Kiệt đưa mắt nhìn côn trùng kia một hồi, mới chậm rãi nói. Người có nghe qua ngũ hành linh thú chưa? Lý Vân Tiêu cả kinh. Tựa hồ nhớ tới, thất thanh nói. Ngươi nói là thần ý tử kim trùng trong ngũ hành linh thú sao? Khâu Mục Kiệt nói. Đúng là vật kia, vô luận là hình thái hay là loại đặc thù thôn thổ kim linh chi khí kia đều phi thường giống nhau, chỉ là hình thể này, ngũ hành linh thú đều là vật khổng lồ, hơn nữa chỉ có một đầu duy nhất. Lý Vân Tiêu nói. Có thể là hậu duệ vật kia không? Khâu Mục Kiệt cau mày nói. Ngũ hành linh thú tuy rằng cũng là một loại chân linh,
nhưng năm đầu này chính là tụ tập thiên địa ngũ hành tinh hoa mà sinh, cũng không phải là chân linh trên ý nghĩa bình thường, chưa từng nghe qua có thể sinh sôi nảy nở hậu đại bao giờ. Lý Vân Tiêu nói, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, chân long cũng vậy mà, là tồn tại do tinh túy thiên địa mà sinh, không phải cũng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại sao? Nếu không phải là hậu đại thần ý tử kim trùng thì ngươi cảm thấy trùng này là sao? Khâu Mục Kiệt nói, ta càng có khuynh hướng những côn trùng này là tự sinh ra đời. Dù sao giữa thiên địa có thể sinh ra thần ý tử kim trùng, như vậy sinh ra loại côn trùng này cũng không phải là không thể. Hơn nữa hôm nay đã cách quá xa thời cổ đại, các loại năng lượng và tinh hoa đều không còn nhiều nữa, đản sinh ra loại thần ý tử kim trùng phiên bản nhỏ yếu này cũng chẳng có gì lạ. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Cách nói của ngươi cũng rất có đạo lý, nếu đã đến vô pháp thiên, ngoại trừ tử hôi chi khí chết tiệt này ra, biết rõ lai lịch kim linh trùng cũng là một trong các mục đích chuyến đi này của ta. Khâu Mục Kiệt nhìn chằm chằm vào Tả Thừa, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Loại này côn trùng này hoặc là kim cầu kia có còn nữa không? Tả Thừa mở hai tay ra, nói. Không còn nữa rồi. Ân. Ánh mắt Khâu Mục Kiệt phát lạnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tả Thừa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, khổ sở nói. Đại nhân, thật sự không có. Kim Linh Châu ta tổng cộng chỉ có hai quả, hơn nữa là chân tàng qua nhiều năm, không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ căn bản không nỡ dùng. Khâu Mục Kiệt nói. Vật kia mua ở đâu? Tả Thừa cười khổ nói. Giá vật kia cơ hồ tương đương với thổ hoàng châu cực phẩm rồi, ta nào mua nổi. Là mấy lần đi vào vô pháp thiên nhặt được thôi. Về phần côn trùng kia, tuy rằng cũng có người thu mua, nhưng giá trị không bằng kim linh châu, nhưng cũng rất khó gặp. Lý Vân Tiêu nói. Mục Kiệt huynh không cần phải gấp gáp, nếu chúng ta đã tới đây, tự nhiên phải tìm hiểu vật ấy rõ ràng. Trong mắt Khâu Mục Kiệt bắn ra tinh mang, gật đầu nói. Nếu thật sự có quan hệ với thần ý tử kim trùng, vậy thì chuyến đi vô pháp thiên này đáng giá. Tả Thừa trong lòng hơi sợ, hắn cũng không biết cái gì là thần ý tử kim trùng, nhưng biết nhất định là thứ khó lường, hắn hiện giờ chỉ muốn mình an toàn còn sống rời đi. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi đến dưới núi chờ chúng ta. Cái gì? Tả Thừa sững sờ, lỗ tai run rẩy. Lý Vân Tiêu đã sớm nhìn ra trong lòng hắn khổ sở thế nào, cười nói. Các ngươi đến dưới núi chờ ta, tạm thời không cần dùng đến nữa. Vâng, vâng, đại nhân. Hắn đại hỉ, kích động đến cơ hồ muốn khóc, nhìn thoáng qua sơn mạch đã hoàn toàn bị hủy hoại liền vội vàng quay người mang theo mọi người xuống núi. Ở bên trong sơn mạch, trên một khối đất trống, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thất tha thất thểu, một người trong đó còn miệng lớn thổ huyết. Mạch tu đại nhân, làm sao bây giờ? Người đến quá mạnh mẽ, sợ rằng chuyện nơi này phải bại lộ rồi. Một gã áo bào cho nói, hắn tay che ngực, tràn đầy máu tươi rỉ ra, đã bị kiếm khí của Lý Vân Tiêu đả thương tâm mạch. Sắc mặt mạch tu cũng xám trắng, âm trầm nói. Hỏi Thúc Bình xem thử. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đánh vào trong hư không trước người. Một đạo trận pháp hình tròn ngưng tụ thành trước người, sau đó từ từ mở ra thông đạo. Một đạo ấn phù xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, kích bắn vào trong thông đạo. Một lát sau, không gian có chút chấn động, một đạo thân ảnh nhàn nhạt hiện ra, lắc lư trước trận pháp, đúng là Thúc Bình, chỉ có điều chỉ là một đạo hình chiếu, cũng không phải là bản thể. Mạch tu cả kinh nói. Chuyện này đã bắt đầu sao? Sắc mặt Thúc Bình vẫn bình tĩnh, nói. Sắp, các ngươi cũng không ngăn được những người kia sao? Mạch tu đỏ mặt lên. Tràn đầy vẻ xấu hổ nói. Không ngăn được, hơn nữa. Hắn nhìn thoáng qua hai người còn lại sau lưng, hai mắt ửng đỏ, nhịn không được ứa nước mắt. Túc Bình an ủi. Ngươi không cần tự trách, có thể còn sống trở về là tốt rồi. Chỉ có điều người đến rốt cuộc là người phương nào, là cao thủ Phệ Hồn Tông sao? Mạch Tu lắc đầu nói. Những người kia đều phi thường lạ mặt, hẳn không phải. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thần sắc sợ hãi, nói. Trong đó có một gã thiếu niên, nhìn qua tuổi không khác Túc Bình lắm, thập phần khủng bố. Du Tàng và các trưởng lão khác chính là bị hắn giết, hơn nữa chỉ dùng một chiêu kia mạnh kinh thiên động địa, sợ là. Sợ là đã đến trình độ tông chủ đại nhân rồi.
Hai gã trưởng lão sau lưng toàn thân cũng run lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tuổi tương tự ta, trình độ tông chủ đại nhân. Đồng tử Túc Bình co rụt lại, một đạo hàn mang xẹt qua, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là người nọ? Là ai? Mạch Tu cả kinh, hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra là ai, lại không nghĩ Túc Bình thậm chí lại có suy đoán. Túc Bình bình tĩnh nói. Ta cũng chỉ hơi chút suy đoán thôi, chưa hẳn chuẩn xác. Gần đây chuyện thành Hồng Nguyệt các ngươi cũng đều nghe nói chứ. Mạch Tu nói. Tự nhiên nghe nói, kinh thiên như thế, a, à, Túc Bình chẳng lẽ nói đó là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, Lý Vân Tiêu. Túc Bình nói. Niên kỷ ngang ta có thể có thực lực như thế, phóng mắt thiên hạ cũng chỉ có hắn thôi. Nhưng hắn tới vô pháp thiên này làm gì? Không có đạo lý a. Mạch Tu kinh hãi nói. Mặc dù Lý Vân Tiêu kia được truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng ta cũng không cho rằng hắn lại khủng bố như vậy. Túc Bình nói. Trước mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chúng ta chính là vạn tinh cốc, trong thiên hạ ai có thể cản chúng ta? Ba vị trưởng lão theo ta cùng nhau vào đi, bọn hắn muốn tìm được cửa vào cũng phải cần một thời gian. Mạch Tu và ba người vội vàng theo hình chiếu Túc Bình cùng đi vào trong lối kia. Bỗng nhiên bước chân Túc Bình ngừng lại. Làm sao vậy? Trong lòng Mạch Tu khẽ giật mình, hỏi. Túc Bình cười khổ một tiếng, nói. Bọn hắn đã đến. Cái gì? Ba người Mạch Tu đều cả kinh, vội vàng xoay người lại, cả vùng đất trống rỗng kia, chỉ có tử hôi chi khí phiêu đãng đầy trời, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mạch Tu nói. Túc Bình đa nghi quá rồi. Chúng ta đã đi vòng thật lâu mới tới đây, bảo đảm sau lưng không người a. Hai trưởng lão khác cũng khẽ gật đầu, không tin bị người theo dõi. Túc Bình sắc mặt bình tĩnh cất cao giọng nói. Ba vị nếu đã đến, liền trực tiếp hiện thân đi. Các ngươi phải đối mặt có thể là cả vạn tinh cốc, chút mánh khóe ấy làm được gì? Chỉ có thể tự hạ thân phận mà thôi. Hắc hắc, tiểu tử này có ý tứ. Không trung truyền đến tiếng cười lặng lẽ của Khâu Mục Kiệt, sau đó không gian có chút xoay chuyển, một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe, đột nhiên phóng đại thành một đạo khe hở. Thân ảnh ba người từ trong đó hiện ra. Ba người Mạch Tu lập tức mặt xám như tro, toàn bộ đều cứng lại. Túc Bình nhìn ba người, nói. Quả thật không phải người Phệ Hồn Tông, có dám báo ra tên họ không? Khâu Mục Kiệt nhướng mày, nói. Lực lượng chấn động trên người tiểu tử này thật kỳ quái, ô, đây là có chuyện gì? Sắc mặt Túc Bình biến hóa, nhưng thoáng cái liền khôi phục bình thường, nói. Vị này có thể cảm ứng được khí tức trên người ta hẳn là đại thuật luyện sư cửu giai a. Khâu Mục Kiệt hắc hắc nói. Chỉ có thuật luyện sư cửu giai mới có thể cảm ứng được ngươi sao? Xem ra ngươi rất tự tin đối với bản thân a. Túc Bình nói. Một chút tự tin vẫn phải có. Ba vị đã không chịu báo danh hào, vậy ít nhất cũng nên nói do ý đồ đến chứ. Khâu Mục Kiệt nói. Nghe nói trong núi này có một đầu quái thú cự lộc, ngươi có thấy qua chưa? Túc Bình nhíu mày nói. Cái này thứ cho ta không cách nào trả lời. Ha ha, vậy chính là đã thấy rồi. Khâu Mục Kiệt nhe răng lè lưỡi liếm bờ môi vài cái, nói. Giáo quái thú kia cho ta sẽ không còn chuyện gì nữa. Túc Bình nói. Thật có lỗi, không giao được. Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Kiệt huynh, ngươi xông vào đi, con cự lộc kia ở ngay bên trong đấy. Đồng tử Túc Bình đột nhiên co lại. Trên mặt kinh hãi nói. Mục Kiệt huynh, ngươi là phong tử Khâu Mục Kiệt. Ha ha ha. Khâu Mục Kiệt cười ha hả, nói. Không thể tưởng được một tiểu oa nhi cũng biết danh tự bổn tọa. Ánh mắt Túc Bình hơi đổi, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Như vậy vị chính là Lý Vân Tiêu danh tiếng đang thịnh, quấy khiến thành Hồng Nguyệt Long trời lỡ đất kia sao? Không đợi Lý Vân Tiêu trả lời, tựa hồ trong lòng đã thập phần khẳng định. Có lẽ là không cần Lý Vân Tiêu trả lời, ánh mắt của hắn tiếp tục chuyển động, rơi vào trên người Trần Thiến Vũ nói. Như vậy vị đại nhân này lại là người phương nào? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Không thể tưởng được ta vậy mà nổi danh như vậy, tùy tiện một tên điều nhân cũng có thể đoán ra thân phận của ta. Túc Bình nói. Ta cũng không phải tùy tiện điều nhân gì đó, tuy rằng ngươi có danh tiếng rất lớn ở thành Hồng Nguyệt, nhưng nơi này là Tây vực vô pháp thiên. Không cho phép ngươi muốn làm gì thì làm đâu. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Thật sự là kỳ quái, vô pháp thiên hẳn là địa bàn của Phệ Hồn Tông A,
nếu đa không cho phép chúng ta làm gì thì làm, đương nhiên cũng không cho phép người vạn tinh cốc các ngươi rồi. Túc Bình nhướng mày, lời này tựa hồ không cách nào phản bác, chỉ đành nói. Vạn tinh cốc tóm lại là đại phái Tây Vực, so sánh với các ngươi thì xem như là địa chủ rồi. Lý Vân Tiêu cười ha ha nói. Tất cả mọi người là người đại lục thiên vũ, vô pháp thiên này cũng tốt, chiến hồn sơn cũng tốt, tóm lại là lãnh địa của nhân tộc chúng ta, tất cả mọi người đều là địa chủ mới đúng chứ. Nếp nhăn trên lông mày Túc Bình càng sâu hơn, tựa hồ đã biết người trước mắt này khó chơi, nói. Ta không nói nhảm thêm nữa, phải thế nào các ngươi mới bằng lòng rời đi? Khâu Mục Kiệt nói. Giao yêu thú cự lộc kia ra đây. Túc Bình lúc này bác bỏ nói. Điểm ấy ta không làm được. Lý Vân Tiêu nói. Vậy tử hôi chi khí trong chiến hồn sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thứ giống như thần ý tử kim trùng này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn mở tay ra, có mấy đầu côn trùng nằm sấp trong tay phát ra hào quang chói mắt. Ánh mắt Túc Bình ngưng lại, trên mặt lộ ra ngượng nghịu, do dự một hồi mới nói. Ta nói cho các ngươi biết hai chuyện này, các ngươi sẽ nguyện ý rời đi sao? Túc Bình. Mạch Tu kêu một tiếng. Túc Bình nói. Tuy rằng ta không sợ ba người này, nhưng không muốn chuyện phức tạp thêm. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Vậy thì phải xem giá trị tin tức của ngươi lớn bao nhiêu. Túc Bình nói. Vậy thì phải xem lý giải của ngươi đối với giá trị này rồi. Ta nếu không nói, bí ẩn về tử hôi chi khí và côn trùng trong tay ngươi sợ rằng các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, nói. Được, nói cho chúng ta biết lai lịch hai thứ này, chuyện vạn tinh cốc các ngươi ta liền bỏ qua. Nhưng các ngươi cũng không thể ngăn trở ta tìm kiếm hai thứ này được. Túc Bình cau mày nói. Các ngươi muốn căn nguyên tử hôi chi khí và côn trùng kia sao? Đúng. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Sắc mặt Túc Bình trở nên khó coi, nói. Nếu các ngươi nguyện ý ba ngày sau lại đến, chúng ta sẽ nói rõ tình huống mọi chuyện. Ba ngày sau. Ba người trở nên hồ nghi. Lý Vân Tiêu nói. Ba ngày sau hai thứ này có còn ở đây không? Túc Bình lạnh nhạt nói. Ai biết được. Lý Vân Tiêu sủi cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, lười biếng nói. Vậy thì không có cách nào rồi, không bàn tiếp được rồi. Trong mắt Túc Bình bắn ra hàn quang, áo bào xám có chút đong đưa, tựa hồ cảm xúc trong lòng nổi lên gợn sóng, nói. Ba vị đều là đại nhân vật danh chấn thiên hạ, ta thật sự không muốn đối địch với ba vị, nhưng nhất định phải chiến thì Túc Bình cũng không sợ đâu. Dừng dừng. Khâu Mục Kiệt cười lạnh một tiếng khinh thường. Trần Thiến Vũ nhíu hai hàng mày lại, tựa hồ cũng không muốn chiến. Nhưng hắn vẫn lấy gờ Lý Vân Tiêu cầm đầu, rời ánh mắt nhìn qua. Đồng quang Lý Vân Tiêu chậm rãi ngưng tụ, chớp động lên chiến ý, cười thầm. Trong trí nhớ của Du Tàng, hắn đối với các hạ cũng không phục lắm đấy. Dựa vào gì mà một thiếu niên lại có thể trưởng quản đại cục vạn tinh cốc? Túc Bình nói. Du Tàng lòng dạ quá nhỏ, nếu không võ đạo chi lộ sẽ không vẫn lạc ở đây, có lẽ hôm nay cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc như thế. Lý Vân Tiêu nói, hắc hắc, ta cũng cảm thấy rất hứng thú đấy. Trong mắt Túc Bình lóe lên hàn quang lạnh thấu xương, áo bào xám dưới nguyên lực cổ động biến thành cứng rắn như sắt, cả người đều giống như động lại vậy, bất quá chỉ nháy mắt đã lại khôi phục nguyên trạng. Ba người Mạch Tu thoáng cái trở nên khẩn trương, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, nếu có thể thì bọn hắn tuyệt sẽ không gây vào ba tên sát tinh này. Ân, ánh mắt Lý Vân Tiêu, có chút nhìn qua. Ở bên người Túc Bình đột nhiên hiện ra một đạo vòng xoáy, dần dần hóa ra một gã nam tử dáng người khôi ngô, toàn thân cũng phủ trong áo bào xám, hoàn toàn không cách nào nhận ra được khuôn mặt. Con của hắn có chút xoay chuyển, biến thành quỷ dị, trong mắt thải quang hiển hiện, tựa hồ muốn xuyên thấu tầng tầng trở ngại kia, nhìn rõ ràng dung nhan người áo bào xám kia. Nam tử khôi ngô kia tựa hồ đã có phát giác, nhẹ kêu một tiếng, giơ tay lên, mở ra năm ngón tay. Vân tay trên đầu ngón tay dị thường kỳ lạ, tản mát ra ba quang, nhộn nhạo trước người. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tầm mắt của hắn đã hoàn toàn bị ba quang chạm vỡ ra, thân ảnh nam tử áo bào xám biến thành càng thêm hoảng hốt. Hắn biết rõ không cách nào thấy rõ khuôn mặt đối phương nữa, ánh mắt thoáng cái khôi phục như thường, chỉ là trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc. Túc Bình nói, tướng quân, có thể ngăn cản ba người này ba ngày được không? Ba người Mạch Tu run lên,
hoảng sợ nhìn qua tên nam tử áo bảo xám kia, tựa hồ đoán được gì đó, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong áo bảo xám hiện lên một đạo hàn quang, nam tử khôi ngô trầm giọng nói. Ta sẽ hết sức. Túc Bình nhẹ gật đầu, quay người liền đi vào thông đạo, tựa hồ chuyện bên ngoài không quan hệ gì đến hắn nữa. Ba người mạch tu sau kinh hãi ngắn ngủi cũng vội đuổi theo Túc Bình mà đi, nội tâm dâng lên vô số nghi vấn. Mấy người Lý Vân Tiêu cũng không đuổi theo, lối đi kia rất nhanh đóng lại, bên trong đột nhiên biến thành một mảnh sáng trưng, giống như hào quang do vô số dạ minh châu tỏa ra, ấm áp chiếu sáng nhân tâm, tràn ngập một mảnh khí tức thánh khiết, hoàn toàn trái ngược với ngoại giới. Túc Bình, mạch tu rốt cục không có thể nhịn được, đuổi theo, nói. Người nọ thật sự là tướng quân sao? Túc Bình nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là bộ dáng an tường hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi kia. Mạch tu mở to mắt, thở dài nói. Không thể tưởng được ngay cả tướng quân cũng tới, xem ra tông chủ đại nhân không phải tín nhiệm người bình thường a. Có tướng quân ở đây, mọi sự không lo rồi. Không lo sao? Túc Bình lầm bầm lầu bầu thì thầm. Hy vọng như thế đi. Trong thông đạo tràn đầy hào quang thánh khiết chiếu rọi thân ảnh hắn, lộ ra thập phần cô tịch. Hắn đi mấy bước, vẫn ngừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quyết ấn trước đánh ra trước người, lập tức hiện ra một vòng ánh sáng màu xanh. Ân, làm sao vậy? Ánh sáng màu xanh không ngừng chuyển động trước người Túc Bình, bên trong truyền đến một giọng nói, nói. Xem hình dạng của ngươi, tựa hồ gặp phiền toái nha. Túc Bình nhìn qua vòng ánh sáng màu xanh kia, nhàn nhạt nói. Hình dạng của ta có gì khác lúc trước sao? Ha ha! Thanh âm kia cười to nói. Hoàn toàn giống, cũng không khác, chỉ là không có chuyện gì thì ngươi sẽ không tìm tới ta đâu. Ta rất tò mò, dưới thân thể của ngươi là một linh hồn thế nào đây? Khặc khặc, ta rất khát vọng nếm thử đấy. Túc Bình nói. Hiện ở bên ngoài có mấy linh hồn càng thêm ý tứ. Ngươi có hứng thú nếm không? Thanh âm kia an tĩnh thoáng một phát, sau đó trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, cười lạnh nói. Ta biết ngay ngươi tìm ta không có chuyện tốt, muốn ta ra tay chống địch thay ngươi sao? Túc Bình nói. Không cần, ta đã bảo tướng quân đi, chỉ là tâm thần vẫn có chút không tập trung, ngươi giúp tướng quân lược trận là được. Thanh âm kia yên lặng thoáng một phát, nói. Có tướng quân ngươi vẫn chưa yên tâm. Phệ hồn tông ta giúp ngươi giám sát chặt chẽ, tuyệt không người tới, chẳng lẽ là cường giả từ vực khác đến sao? Túc Bình nói, một người là Lý Vân Tiêu, một người là Khâu Mục Kiệt, còn một người thân phận không rõ, nhưng cũng là cường giả cửu tinh đỉnh phong. Cái gì, là hai người kia? Thanh âm kia cực độ khiếp sợ, nói. Lý Vân Tiêu vừa náo động thành Hồng Nguyệt, sao lại đi đến Tây Vực rồi? Túc Bình nói. Vì vật nơi này và thần ý tử kim trùng. Dĩ nhiên là như vậy, chậc chậc, thật đúng là khách tới ngoài ý muốn đấy. Thanh âm kia chép miệng, chậc chậc nói. Linh hồn trong cơ thể Lý Vân Tiêu, nghe nói là người nọ. Túc Bình nhíu đôi chân mày, nói. Ta cũng có nghe thấy, nếu ngươi có thực lực thì có thể đi thử xem. Nhưng không có nắm chắc vạn toàn ngàn vạn không nên ra tay, hiệp trợ tướng quân ngăn cản ba ngày. Tiếng nói còn chưa đáp lời. Ánh sáng màu xanh trước người đã xoay chuyển, biến mất vô tung vô ảnh. Túc Bình càng nhíu chặt mày, bất đắc dĩ tiếp tục đi vào trong thông đạo. Bên ngoài sơn đạo, thông đạo biến mất sau lưng nam tử áo bảo xám khôi ngô. Ba người Lý Vân Tiêu cũng không động, vẫn im im lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, bọn hắn tựa hồ đã nhận ra nam tử khôi ngô này không đơn giản. Nam tử khôi ngô cũng vẫn không nhúc nhích, nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn trở ba người, cũng không muốn xuất thủ trước. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói. Ngươi chính là tướng quân. Nam tử khôi ngô nói. Ngươi biết ta. Lý Vân Tiêu nói. Ta siêu trí nhớ du tàng, tự nhiên biết được. Tướng quân chính là người thần bí nhất trong vạn tinh cốc, luôn như hình với bóng bên cạnh trưởng môn vạn tinh cốc, chưa bao giờ tách ra. Mặc dù là người vạn tinh cốc cũng chưa bao giờ biết rõ thân phận tướng quân, không khéo chính là ta vừa vặn biết rõ. Vậy Túc Bình kia rốt cuộc là người phương nào? Không phải là con riêng của thiên tinh tử đấy chứ? Tướng quân không trả lời. Khâu Mục Kiệt nhíu mày hỏi. Tướng quân này đến cùng có thân phận gì? Hắn cũng đã nhận ra sự bất phàm của đối phương. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Tướng kỳ. Đột nhiên thân hình tướng quân hơi động một chút, không biết gió từ đâu ra lại thổi trường bào kia bay phất phới.
Tướng Kỳ. Khâu Mục Kiệt và Trần Thiến Vũ đều sửng sốt một chút. Tướng Kỳ cờ tướng là một loại trò chơi đối kháng phổ biến và đơn giản nhất, cơ hồ mỗi người đều biết chơi cả. Lý Vân Tiêu nói, tướng quân đi theo bên người Thiên Tinh Tử chính là tướng trong cờ tướng, năm đó Thiên Tinh Tử mang theo tướng Kỳ đánh bạc một trận với Đằng Quang, kết quả là thua. Tướng quân nói, chuyện bí mật như thế ngươi cũng biết sao? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói, Đằng Quang đối với ngươi khen không dứt miệng đấy. Tướng quân nói, trận thuật của Vương Tọa đại nhân thiên hạ vô song, năm đó ta bị nhốt trong trận, bị giết cửu tử nhất sinh, tự giác nhận thua. Lý Vân Tiêu nói, tuy rằng ta biết rõ ngươi là tướng, nhưng rất ngạc nhiên các ngươi đến cùng là tồn tại thế nào đấy. Tướng quân nói, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi. Hắn mở ra bàn tay lớn, bắt lấy áo choàng trên người mình đột nhiên xốc lên, bay phất phới, một đạo ánh mặt trời chiếu vào, kim quang chói mắt phản xạ ra, một mảnh kim quang sáng lạn. Đồng tử Khâu Mục Kiệt co lại, cả kinh nói, khôi lỗi. Tướng quân kia đúng là một bộ áo giáp toàn thân màu vàng, trên đó khắc đầy trận pháp, khuôn mặt trầm ổn hào phóng, trong mắt rất có linh tính. Tướng quân nâng hai tay lên, giữa 10 ngón tầm kẹp lấy 6 miếng hạt châu màu vàng, trên mỗi miếng đều có khắc một chữ triển nhỏ, theo thứ tự là, sĩ, tượng, mã, xe, pháo, tốt. Bàn tay lớn màu vàng trầm ổn kia khẽ động, 6 quân cờ bắn ra, hóa thành 6 đạo lưu quang rơi xuống. Trong một mảnh kim quang chớp động, 6 đạo thân ảnh hoảng hốt bất định dần trở nên rõ ràng hơn. Ba người Lý Vân Tiêu có chút nhíu mày, bởi vì khí tức trong 6 đạo kim quang kia thập phần cường đại, khiến bọn hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên một mảnh kim mang đẹp mắt bồng lên, 6 đầu khôi lỗi màu vàng hình thái không đồng nhất, tạo hình kỳ dị xuất hiện ở 4 phía. 6 đầu khôi lỗi đều có khuôn mặt cổ quái, lại thập phần linh động, đôi mắt thâm thúy kia thoáng cái đồng loạt nhìn sang. Nhìn khiến ba người đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tướng quân, là muốn đối phó ba tên cặn bã này sao? Một gã khôi lỗi vai rộng thân thấp, trên vai khiêng một cái ống đồng năm thước sắc mặt đông lạnh, ánh mắt lăng liệt phóng tới. Thân hình khôi lỗi có chút xoay chuyển, phát ra tiếng vang kim loại két một cái, mặt ngoài chớp động lưu quang. Hi hi, pháo đôn, đừng có khinh thường ba người này đấy nhé. Một gã hình thể gầy gò, cả cái đầu giống như một vòng trăng non dựng đứng, lông mi thật dài rũ xuống, ánh mắt mỉm cười, lại tản mát ra hồng mang. Cẩn thận ngóng nhìn vào, sâu trong con ngươi đúng là một mảnh biển máu màu đỏ. Ở nơi trái tim trung tâm khôi lỗi khắc lấy một chữ sĩ. Pháo khẽ nói, chẳng lẽ ba tên này còn có thể lật trời sao? Sĩ cười hì hì nói, nếu không có đại phiền toái, tướng quân sao lại để cho chúng ta đi ra? Hơn nữa dưới thị huyết yêu đồng của ta, cũng nhìn ra sự bất phàm của ba người này đấy. Tướng quân nói, sĩ vô song nói không sai, ba người này đều phi thường khó giải quyết, nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần vây khốn bọn hắn 3 ngày là được. Vây khốn 3 ngày, khó giải quyết đến loại trình độ này sao? Một gã thân thể rất tròn như hình cầu, trên bụng khắc lấy một chữ tượng tiểu triện như cối xay, sắc mặt há ngưng trọng, duỗi ra cánh tay ngắn nhỏ đến lăng không một chảo. Một đạo kim quang xoay nhanh đến. Hào quang trong tay hắn biến dài ra, hóa thành một thanh liêm đao lớn gấp đôi thân hình hắn, BOANG. Một tiếng khiêng trên vai. Vù vù. Lập tức một cổ khí thế bá đạo cuồng tuyệt phát ra, chấn khai tử hôi chi khí chung quanh, hình thành đạo đạo vòi rồng thật nhỏ gào thét vọt lên. 7 tên kỳ khôi sắc mặt đều lăng liệt, kim quang lưu chuyển trên không trung, một mảnh tráng lệ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lướt qua trên thân từng người, gật đầu khen. Đây chính là chân diện mục của tướng Kỳ bên người Thiên Tinh Tử sao? Xem ra thật sự rất khó giải quyết đây. Dừng. Khâu Mục Kiệt cười nhạo nói. Ta nói là cái gì, bất quá chỉ là một đám khôi lỗi chiến lực tạm được mà thôi, buồn cười Thiên Tinh Tử lại xem những vật này như bảo bối. Những vật này. Sắc mặt pháo trầm xuống, lập tức có nộ khí phun ra, lạnh giọng nói. Tướng quân, trực tiếp giết bọn chúng có được không? Tướng quân khuôn mặt không thay đổi, bình tĩnh nói. Tự nhiên có thể, nhưng rất khó, vây khốn là được rồi. Rất khó, vậy hãy để cho ta đến thử xem thực lực 3 tên cặn bã này đi. Dưới chân pháo đột nhiên ầm ầm một tiếng, liền tạc ra một cái hố to, cả người sớm đã hóa thành kim quang bắn ra. Thật nhanh, 3 người Lý Vân Tiêu trong lòng đều cả kinh, pháo kia nhìn như thấp bé.
nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đó tuyệt không phải thuấn di, mà thuần túy là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, toàn bộ không gian hoàn toàn bị ép tới biến hình. Ầm ầm, một đạo kim quang nổ bung trên không Khâu Mục Kiệt, trong một đoàn kim mang lắc lư, chỉ thấy pháo ra một quyền, trực tiếp đánh lên nắm tay Khâu Mục Kiệt. A! À, Khâu Mục Kiệt kêu thảm một tiếng, thân hình run rẩy lên, toàn bộ mặt đất lập tức bị đè sập, sụp đổ ba thước. Tốc độ ra tay của pháo quá nhanh, khiến cánh tay hắn còn chưa cục biến hóa, đã bị Bách Nghênh đón lấy, trực tiếp quyền cốt nát bấy, trước cẳng tay huyết nhục mơ hồ. Hừ, cặn bã không chú ý miệng lưỡi, nhớ kỹ tính danh người giết ngươi, bổn tọa gọi là Truy Phong Pháo. Truy Phong Pháo thoáng cái thu hồi nắm đấm, tốc độ của hắn nhanh đến có chút không chân thực, cả người đều mơ mơ hồ hồ, hốt hoảng. Ống đồng năm thước như họng pháo kia bay xuống khỏi vai, bị coi như cây gậy đập xuống dưới. Phanh! Tay trái Khâu Mục Kiệt hóa thành kim sắc phiến tí, năm ngón tay mở ra ngăn trước họng pháo, toàn bộ cánh tay run lên, thân hình bị ép tới trượt xa mấy trường, vẽ ra trên mặt đất hai cái rãnh sâu nhìn thấy mà giật mình. Truy Phong Pháo cười lạnh nói. Chào tạm biệt gặp lại sau, cặn bã. Trên họng pháo màu vàng kia đột nhiên hiện ra vô số trận vân. Khí ẩn chi lực cường đại đột nhiên tản ra, ở phía sau thân hình thấp bé của hắn hiện ra một cái trận pháp phạm vi mấy trượng, vô số phù văn bay múa. Đồng tử Khâu Mục Kiệt đột nhiên co lại, trong mắt một mảnh kinh hãi, chỉ cảm thấy trong họng súng dưới nắm ngón tay mình có một cổ lực lượng kinh khủng lập tức sắp đánh ra. Ầm ầm, một chùm tia sáng cự đại bắn ra, trực tiếp đánh vào đại địa, lực lượng bành trướng tản ra khắp núi đồi. Sơn thể bị đánh ra thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Toàn bộ địa hình hoàn toàn bị thay đổi mất. Nhưng ở bên ngoài biên hóa nhìn thấy mà giật mình này, khắp núi đồi đều là những kim quang sau khi pháo kích kia, như mưa xuân rơi vãi trên mặt đất, một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Tạch! Họng pháo sau khi bắn ra, lần nữa gánh được hắn gánh lấy trên vai. Ánh mắt Truy Phong Pháo lạnh lẽo, nhìn qua từng chút kim mang trên đồi núi, lạnh lùng nói. Bị đánh thành bã vụn rồi sao? Đôi đồng tử đỏ tươi của Sĩ Vô Song đột nhiên ngưng tụ, quát. Coi chừng. Thân thể Truy Phong Pháo nhoáng một cái, dáng người vốn đã thấp bé lại co lại, như gốc cây vậy, một đạo trảm kích chợt lướt qua sát đỉnh đầu hắn. Khâu Mục Kiệt toàn thân là tổn thương, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tay cầm lấy phác đao, đứng ở cách đó hơn 10 trượng. Hừ, ta biết ngay ngươi không chết, đang chờ ngươi đấy. Phanh. Chỗ Truy Phong Pháo đứng đột nhiên nổ bung. Thân thể của hắn bắn ra ngoài, thoáng cái đánh ra một quyền, không khí bị tầng tầng đánh tan. Khâu Mục Kiệt mở hai tay ra, hắc trạch chi vũ hơn 1000 mắt mở ra. Cái gì? Truy Phong Pháo cả kinh, tựa hồ bị hắc vũ và cùng thiên nhãn dọa sợ rồi. Ầm ầm, một quyền kia triệt để đánh nát không gian, lại chỉ xoắn diệt được tàn ảnh mà Khâu Mục Kiệt lưu lại, chân thân thoáng cái đã xuất hiện ở phía sau Truy Phong Pháo. Sĩ Vô Song cả kinh nói. Pháo đôn coi chừng, hắn nắm giữ thần thông không gian đấy. Không sao. Truy Phong Pháo hét lớn một tiếng, họng pháo trên vai lần nữa bắn lên, xoay tròn trên không trung gõ mạnh về phía sau mình. Quả bí lùn ngươi đã triệt để chọc giận ta rồi. Hừ, tên cặn bã vô lương không chú ý mồm miệng, giận thì đã sao, còn không phải vẫn phải chết sao. Ầm ầm, họng pháo gõ xuống, lại một phương không gian nghiền nát. Tàn ảnh của Khâu Mục Kiệt trực tiếp bị xoắn nát bấy. Bỗng nhiên vô số nhục tu hiện ra trong không trung, trong khoảnh khắc trói chặt lấy Truy Phong Pháo thoáng cái siết chặt, khiến hắn không thể nhúc nhích. Xèo, xèo kít, tê, tê. Mấy chục căn nhục tu kéo căng ra, một chỗ khác đúng là Khâu Mục Kiệt, hai tay của hắn 10 ngón hóa thành móng vuốt sắc bén, chớp động lên lục mang, nhưng trong mắt càng lộ ra vẻ tàn khốc. Hung minh chảo, không gian tê liệt. Rầm rầm rầm. Không gian bốn phía nhục tu lập tức nát bấy, một mảnh đen kịt. Trên thân Truy Phong Pháo không ngừng có không gian trảm kích chi lực rơi xuống, binh binh bằng bằng hoạch xuất vô số đạo dấu vết, như thiên nhận phong trảm, cuồn cuộn không dứt. Đồng tử Khâu Mục Kiệt co rụt lại, bắn ra hàn quang, hung minh chảo của mình xé rách không gian, đối phương dưới lực xé rách kia không ngờ vẫn vững như Thái Sơn. Không có tác dụng đâu, thân thể của chúng ta gần như bất hoại. Loại công kích trình độ này chỉ có thể gãi ngứa thôi. Thanh âm Truy Phong Pháo từ trong thanh âm xé rách kia truyền ra, sau đó một đạo kim quang phóng lên trời, cắt đứt vô số nhục tu, pháo kích khủng bố đột nhiên đánh ra.
Phanh! Một chùm tia sáng cự đại vắt ngang qua trời cao, đánh chỗ Khâu Mục Kiệt đứng nát bấy. Truy Phong Pháo cau mày lại, tuy rằng tốc độ của mình cực nhanh, nhưng đối phương nắm giữ không gian thần thông, cứ đánh tiếp như vậy cũng không phải là cách. Ân! Bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngoại trừ nhục tu khủng bố không ngừng nổ bung, tựa hồ không có một tia thanh âm, Truy Phong Pháo tay phải ôm họng pháo ở dưới nách, cảnh giác đề phòng lấy. Đột nhiên từng mảnh hào quang chói mắt phóng tới, đầy trời xuất hiện lân phiến, như bông tuyết rơi xuống vậy. Hào quang trên những lân phiến kia chiết xạ ra gờ lọt vào trong kim quang, đột nhiên tất cả lân phiến xoay chuyển, dưới một cổ lực lượng dẫn dắt trước sau nối thành một mảnh, cuốn tới mà lên. Truy Phong Pháo cả kinh, những lân phiến kia như kết thành dây leo, tổng cộng hai đạo từ trái phải lao đến, rầm 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 chói chặt lấy hắn, cắt lấy thân hình, nhưng lại chỉ có thể hoạch xuất ra các ngấn cản. Không phải nói vô dụng sao? Ngươi có cảm thấy phiền không hả? Truy gạch dưới pháo giận dữ, chữ pháo trên bả vai hắn thoáng cái sáng lên, bộc phát ra kim quang, khí thế cả người đột nhiên tăng lên. Phá! Họng pháo bay lên khỏi nách, xoay tròn phía đánh bay tất cả lân phiến, trên người càng tản mát ra từng vòng kim mang, như tinh hoàn lượn vòng lấy ở bốn phía thân thể. Đột nhiên trên bầu trời hiện ra một bóng ma, càng lúc càng lớn. Cái gì, đó là... Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, một dấu chân cực lớn lăng không rơi xuống, yêu minh mông lực lan ra, không gian nơi đó vào thời khắc này đã bị phong tỏa lấy, trong dấu chân hiện ra một chữ đế. Thân thể Truy Phong Pháo run lên, giờ phút này tinh hoàn màu vàng xoay tròn, lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, nhưng dưới phong ấn của một cước này lại giống như có núi cao vô cùng trầm trọng không ngừng đè xuống, tốc độ của mình vậy mà không thể nào thi triển ra được. Người lùn, chết đi! Khâu Mục Kiệt tức giận xông lên trời, giống to một tiếng kinh thiên động địa. Dưới một cước này bao hàm căm giận ngút trời của hắn, đầy trời đều là yêu văn quỷ dị, còn có yêu lực minh mông của đế thính thú kia. Trên mặt Lý Vân Tiêu rốt cục giãn ra thoáng một phát, khen. Một cước này có thể dẫm quả bí lùn này thành đĩa sắt không? Nếu như dẫm thành đĩa sắt thì không phải chết rồi sao? Nếu như không chết thì có thể tự phục hồi lại không? Hắn liên tiếp hỏi ra ba vấn đề. Mấy đầu khôi lỗi cũng cảm nhận được lực lượng một cước kia, sắc mặt đều đại biến. Con mắt huyết sắc của Sĩ Vô Song bỗng nhiên co rụt lại, quát to. Nguy hiểm, Mã Phi Phi. Một gã khôi lỗi đầu như ngựa, thân hình cao gầy, một chữ mã chiếm cứ lấy nửa bên mặt, bao trùm lấy mắt trái. Hắn lười nhác dương mắt nói. Đã rõ. Sau đó duỗi tay phải ra, lăng không nâng lên. Ba một tiếng tùy ý đánh ra tiếng vang. Trong miệng thở khẽ nói. Nhảy. Xa xa thân ảnh Truy Phong Pháo đột nhiên nhoáng một cái, lập tức liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cái gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, bắn ra tinh mang. Lần trực tiếp chuyển rời này ngay cả Khâu Mục Kiệt cũng chưa từng phát giác, đế thính chi túc đột nhiên rơi xuống, dẫm vào mặt đất, uy lực minh mông trong khoảnh khắc nổ bung lên. Ầm ầm. Đế thính một cước dẫm vào mặt đất, cắm sâu vào địa mạch, lực lượng khủng bố chân khắp bốn phía, sơn thể xốc lên thành phiến. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, yêu lực minh mông kia dẫm bằng cả tòa núi dẫm bằng, hình thành một cái hạp cốc cự đại, như một cái đáy nổi đặt trong sơn mạch không ngớt không dứt, sâu không thấy đáy. Đáng chết! Dưới quang ảnh và cho bụi đầy trời, thân ảnh Khâu Mục Kiệt chớp động, một vòng ánh sáng màu xanh hóa thành đinh ốc, phóng mạnh tới Truy Phong Pháo. Có thể tránh thoát một lần liền cho rằng có thể sống được sao? Truy Phong Pháo cả kinh, khuôn mặt ngưng trọng, không còn loại khinh thị trước kia nữa, vội gỡ họng pháo xuống, nhắm ngay phía trước. Trên họng pháo hiện ra vô số trận quang. Ánh sáng màu xanh đột nhiên trì trệ, ở trước Truy Phong Pháo hóa ra thân ảnh Khâu Mục Kiệt, sắc mặt âm hàn mở ra hai cánh, mở ra thiên nhãn. Oanh! Trong ống pháo bắn ra một đạo trùm tia sáng, đánh nát tầng tầng không gian. Đột nhiên trong hơn 1000 thái cổ thiên mục bắn ra quang mang kỳ lạ, Khâu Mục Kiệt một tay bấm niệm pháp quyết, hư không trước người trở nên quỷ dị, chùm tia sáng vốn thẳng tắp đột nhiên thay đổi, hiện lên hình đinh ốc. Cái gì? Truy Phong Pháo kinh hãi, trong mắt mở trừng ra. Nộ hỏa của bổn tọa, không phải tên người lùn ngươi có thể thừa nhận được đâu, để mạng lại chịu đi. Khâu Mục Kiệt ánh mắt phát lạnh, tay phải vẽ vòng trước người, đạo chùm tia sáng kia theo thế tay hắn mà động. Xoay tròn liền phản xạ trở về. Những kỳ khôi khác đều hoảng hốt.
Truy Phong pháo thu pháo đồng lại, cả người như gió hoảng hốt, thoáng cái liền cách đó tầm hơn 10 trượng. Thân ảnh vừa ngừng ổn, liền trông thấy gương mặt cười lạnh của Khâu Mục Kiệt đã sớm không giống hình người, đồng tị thiết trụy, đỉnh đầu sinh giác. Hanh cáp. Hai cổ sóng âm chi lực tuôn ra, điệp ra cùng một chỗ, như sóng biển đẩy tới, toàn bộ không gian bị chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Ồ ồ. Truy Phong pháo một tay cầm lấy pháo đồng ngăn ở trước người, lập tức bị sóng âm chi lực cuốn vào, bị chấn đến không ngừng trượt trên không trung. Đột nhiên một cái bóng mờ cự đại lặng yên không một tiếng động hiển hiện ở phía sau thân Truy Phong pháo, há to mồm, lộ ra cửa động đen kịt. Không tốt. Sĩ Vô Song cả kinh nói. Mã Phi Phi. Mã nhướng mày, không thoải mái nói. Đã biết, còn có, thỉnh xưng gọi tên chính xác của ta, ta gọi là Mã Phi Ảnh. Tốt, Mã Phi Phi. Ngươi cần ăn đòn a. Đã biết, Mã Phi Phi. Mã Phi Ảnh tay giơ lên, kết thoáng một phát chỉ tới, nói. Nhảy. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra tia cười, nói. Cùng một chiêu số thi triển hai lần, hiệu quả sẽ đại giảm nha. Mã Phi Ảnh toàn thân run lên, lộ ra một mảnh thần sắc, Truy Phong pháo dưới miệng chiến hạm ngư cũng không bị nhảy ra. Cái gì? Không chỉ có hắn, mà Kỳ Khôi còn lại cũng cực kỳ sợ hãi. Tướng quân ngưng giọng nói. Bước nhảy không gian của Mã Phi Ảnh chính là tập trung lực lượng tại một điểm, lập tức đánh bại quy tắc không gian trói buộc sinh ra thuấn di, bản chất khác với thuấn di dựa vào tinh thần lực, mặc dù là tập trung vào không gian cũng sẽ không mất đi hiệu lực a. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đó là vì hắn đã sớm không còn tại không gian các ngươi thấy nữa rồi. Tướng quân nhíu mày ra, nói. Có ý gì? Trong mắt sĩ nổi lên hồng mang, đột nhiên cả kinh nói. Tầng bong bóng kia. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía Truy Phong pháo hiện ra một tầng màng nước, giống như là một cái bong bóng cự đại bao lấy hắn vào trong đó. Không chỉ có như thế. Trong miệng chiến hạm ngư còn có vô số bong bóng lớn nhỏ bay ra, toàn bộ không gian đều trở nên hoảng hốt không thôi. Sau khi một chiêu kia của Mã Phi Ảnh mất đi hiệu quả, chiến hạm ngư trực tiếp một ngụm cắn xuống, nuốt Truy Phong pháo vào trong. Sáu gã Kỳ Khôi sau giật mình ngắn ngủi liền khôi phục sắc mặt như thường, không có chút vẻ khẩn trương. Mã Phi Ảnh khẽ cười nói. Để pháo đôn thụ chịu tội cũng tốt, ai bảo tính tình nóng nảy kia một mực không thay đổi chứ. Sĩ Vô Song vặn vẹo dưới dáng người, nháy mắt, nói. Hi hi, chỉ sợ ở trong bụng cá kia sẽ khiến tính tình của hắn càng thêm luống cuống, một pháo đánh ra a. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn, nói. Các ngươi khẳng định thân thể mình gần như bất hoại, pháo đôn kia bị nuốt cũng không có gì đáng ngại đúng không? Sĩ Vô Song cười đùa nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói thật cho ngươi biết a, một cước vừa rồi rơi xuống. Cho dù Mã Phi Phi không ra tay, pháo đôn cũng chưa chắc có chuyện gì đâu. Lý Vân Tiêu nói. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc đi. Sĩ Vô Song nói. Đánh cuộc gì? Khóe miệng Lý Vân Tiêu khẽ nhếch, trong mắt bắn ra hàn quang trào phúng, nói từng chữ. Đánh cuộc pháo đôn kia không thể ra được nữa rồi. Cái gì? Sĩ Vô Song cả kinh. Sắc mặt tướng quân cũng ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại. Các loại khí tức mất trật tự trên trời cao dần dần tiêu tán, khôi phục một mảnh không khí trầm lặng. Thân thể khổng lồ chiến hạm ngư vắt ngang trên bầu trời, im im lặng lặng lơ lửng. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng trên đầu cá, quan sát đại địa, lạnh giọng nói. Còn có 6 khối sắt vụn, cùng tiến lên làm chất dinh dưỡng cho cá của bổn tọa đi. Hắn hai chân dẫm trên đầu cá, hai đạo trận pháp mở rộng dưới chân. Linh khí kinh người không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, phi tốc khôi phục lấy lực lượng hao tổn vừa rồi. Tướng quân sắc mặt nặng nề nói. Quả nhiên đã mất đi tia liên hệ với Truy Phong pháo rồi. Cái gì, điều đó không có khả năng. Năm người còn lại hoảng hốt, Sĩ Vô Song càng kinh hô lên. Tướng quân nhìn chằm chằm vào chiến hạm ngư một hồi, nói. Chẳng lẽ là trận pháp trên người con cá kia cản trở cảm ứng của ta đối với Truy Phong pháo sao? Sĩ Vô Song cực kỳ khó tin tưởng, nói. Thế nhưng mà cảm giác của tướng quân đối với chúng ta hẳn là sinh tử bất diệt a. Tướng quân nói. Ta biết rõ Truy Phong pháo còn sống, nhưng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, cũng không biết là lực lượng cường đại gì, vậy mà có thể chặt đứt liên hệ giữa chúng ta, đây là lần đầu 7 người chúng ta gặp phải từ khi sinh ra đời a.
Đầu hắn chuyển qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao không? Lý Vân Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, áo bào theo gió mà lên, cười nhạt nói. Kỳ thật cũng không có gì, bụng chiến hạm ngư kia ta cũng đã đi qua. Bên trong là một phương không gian độc lập dùng kim linh chi khí tạo thành, có lẽ chính là lao tù kiên cố nhất dưới phiến thiên không này rồi. Tướng quân nói. Kim linh lao tù, khó trách. Lý Vân Tiêu cười nói. Kim linh không gian kia không chỉ là một cái lồng giam A, mà còn là không gian luyện khí nữa. Tướng quân toàn thân run lên, khuôn mặt bình tĩnh rốt cục lần đầu tiên biến sắc, thất thanh nói. Không gian luyện khí, chẳng lẽ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Hắn chính là đại thuật luyện sư cửu giai A, thân thể của các ngươi tuy rằng cứng rắn, nhưng chịu được đại thuật luyện sư luyện hóa sao? Sĩ Vô Song khẩn trương, nhưng vẫn hoài nghi nói. Ngươi và hắn là đồng bọn, tại sao phải nói cho chúng ta biết những điều này? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Huyết sắc yêu đồng kia của ngươi chẳng lẽ còn có thể phân biệt địch ta đồng minh sao? Sĩ Vô Song lập tức không hề do dự nữa, quát. Mã Phi Phi, thiên thiên tượng. Xíu. Mã Phi Ảnh lập tức hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tượng tròn vo kia nói. Lúc có người ngoài, thỉnh cho ta một chút mặt mũi, ta gọi thôn thiên tượng. Xíu. Nói xong, hắn cũng khiêng liêm đao phá không mà đi. Hai đạo quang mang một trái một phải, xỏ xuyên qua trời cao, lao tới chỗ Khâu Mục Kiệt. Mã Phi Ảnh khép hai ngón tay lại, giơ lên cao cao, gõ mạnh xuống một ngón, quát. Bạo. Phanh. Thân ảnh Khâu Mục Kiệt lập tức biến mất, trên đầu cá hắn đứng thoáng cái nổ tung, đại lượng bong bóng bừng lên, ọt 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 bay khắp đầy trời. Sĩ Vô Song hét lớn. Coi chừng bong bóng kia. Thôn thiên tượng nhướng mày, hít vào một hơi, cái bụng tròn vo kia càng lớn thêm vài phần, thoáng cái nhổ ra ngoài. Vù vù vù. Một cổ vòi rồng phun tới, thổi bay bong bóng đầy trời. Đột nhiên một đạo hào quang màu đỏ tươi hiện lên, vô cùng mau lẹ, từ trong những bong bóng kia bắn ra. Thiên mạch độc mang. Đồng tử thôn thiên tượng đột nhiên co lại, thân hình nhoáng một cái muốn né tránh, nhưng tốc độ đạo hồng mang kia cực nhanh, lập tức liền đánh tới trước người, mà hình thế hắn lại quá lớn. Phanh. Một đạo độc châm trực tiếp chọc vào trong rốn hắn, giống như cuống rốn kết nối với Khâu Mục Kiệt ở xa xa, đúng là vĩ châm của Khâu Mục Kiệt. Phốc. Thôn thiên tượng nhổ ra một ngụm chọc khí, toàn bộ gương mặt thoáng cái bắt đầu vặn vẹo, liềm đao lắc lư chém tới cái đuôi mảnh khảnh kia. Phanh. Thân ảnh Khâu Mục Kiệt lóe lên, phác đao ra tay, chém mạnh lên liềm đao kia, vầng sáng bỗng nhiên giải khai, như liệt nhật vậy, hào quang vạn trượng. Ban tử tử, cút đi. Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, đuôi dài hất lên, thôn thiên tượng lập tức nhấc bay lên, theo đuôi dài không ngừng xoay quanh trên không trung, cuối cùng dùng sức phun ra. Hành cáp. Hai đạo sóng âm hợp nhất, xoáy lên không gian phong bạo truy kích qua. Ầm ầm. Thôn thiên tượng bị xê phong bạo kia đánh trúng, cả người bị cuốn vào, thoáng cái biến mất trên trời cao. Mã Phi Ảnh hoảng hốt, hai bước liền lướt qua bong bóng đầy trời kia, một quyền từ phía sau lưng đảo tới Khâu Mục Kiệt. 3. Khâu Mục Kiệt nghiêng người xoay chuyển, bàn tay lớn màu vàng chụp lấy nắm đấm đối phương. Tạch. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thuấn di đến sau lưng Mã Phi Ảnh, một quyền kia cũng bị hắn bẻ cong queo tới, Mã Phi Ảnh thoáng cái mất đi trọng tâm, trực tiếp bị nhấc lên, đằng trên không trung. Ân, đánh không nát sao? Vậy thì bổn tọa vặn ngươi thành bánh quai trèo. Đỉnh đầu Khâu Mục Kiệt bay ra mấy chục căn nhục tu thoáng cái trói chặt lấy Mã Phi Ảnh, bắt đầu lôi kéo, thân hình kim loại cao gầy kia vặn vẹo cực độ. Mã Phi Ảnh khẽ cắn, đột nhiên hai đạo quang mang bay ra ngoài, một trái một phải, hóa thành hai cái Mã Phi Ảnh, hình thái giống hắn như đúc. Cái gì? Khâu Mục Kiệt cả kinh, khó có thể tin nói. Khôi Lỗi cũng biết phân thân thuật sao? Bên trái Mã Phi Ảnh một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm ra. Phía bên phải Mã Phi Ảnh mở ra trung bình tấn, hai đấm đánh xuống dưới. Khâu Mục Kiệt nhướng mày, tất cả nhục tu thoáng cái thu về, thả người trở ra, vài bước liền trở lại trên người chiến hạm ngư. Oanh! Công kích của Hà Y Mã Phi Ảnh đánh cùng một chỗ, tuôn ra hào quang kinh thiên. Bản tôn bị vặn vẹo thoáng một phát khôi phục hình thái, hai đạo phân thân lập tức trở lại trong cơ thể. Trong mắt bản tôn tuôn ra lửa giận, nhảy lên đuổi tới. Khâu Mục Kiệt trên mặt lạnh lùng,
lẳng lặng xông lại hắn, đầu cá nổ bung trước kia cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem, nói. Khó thắng a. Khuôn mặt Sĩ Vô Song có chút ngốc trệ, kinh ngạc nói. Lực lượng người nọ dường như vẫn một mực bảo trì ở đỉnh phong, chiến liền ba người vậy mà không có một tia yếu bất nào, đây là thế nào? Tướng quân nói. Ta cũng phát hiện. Hắn hỏi Lý Vân Tiêu. Có thể nói cho chúng ta biết, đây là có chuyện gì không? Lý Vân Tiêu nói. Cái này thì thứ cho khó tiết lộ, các ngươi chỉ cần biết rằng người này có thể nói là đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh là được. Đệ nhất nhân dưới siêu phàm nhập thánh. Sĩ Vô Song kinh hãi, vội la lên. Tiểu tốt, theo ta lên. Thân hình nàng khẽ động, liền phóng lên trời. Tên binh sĩ kia cũng vội bật lên, đuổi theo Sĩ Vô Song mà đi. Cũng chỉ còn lại tướng quân và xe là ở nguyên tại chỗ. Tướng quân tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển qua, nói. Sao hả? Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng. Mở rộng bước chân đi đến hai người, nói. Khâu Mục Kiệt thoáng cái dẫn năm người rời đi, không thể không khen ngợi hắn, ta muốn đi vào trong sơn thể độ khó liền giảm đi nhiều rồi. Tướng quân nói. Các ngươi cũng muốn xuất thủ sao? Lý Vân Tiêu tương chỉ mà đứng, nói. Nếu ngươi không ngăn trở thì chúng ta cũng không cần xuất thủ. Tướng quân nói. Nhiệm vụ của chúng ta chính là vây khốn các ngươi ba ngày. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Một đạo ánh sáng chói lọi trong trẻo nhưng lạnh lùng chớp động trong tay hắn hóa thành lãnh kiếm băng xương, hàn khí sáng quắc. Lý Vân Tiêu múa bảo kiếm trước người, kiếm chỉ tướng quân, nói. Thân hình gần như bất hoại của các ngươi có thể kháng trụ lợi kiếm trong tay ta không? Tướng quân nói. Vô luận có thể kháng trụ hay không, phải ngăn cản các ngươi ba ngày. Vậy thì không cần nhiều lời nữa. Lý Vân Tiêu kiếm quang bồng lên. Quanh thân hiện lên ra vô số kiếm phù, cả người lập tức đâm lên. Tướng quân sắc mặt không thay đổi, tay giơ lên hai ngón khép lại đánh xuống. Phanh! Hai ngón đập vào trên thân kiếm, chấn ra đạo đạo vầng sáng kim sắc tản ra. Lý Vân Tiêu chỉ thấy kiếm thế trong tay trầm xuống, nhưng cổ tay hắn run run liền vùng ra khỏi cổ lực lượng kia. Thân hình khôi ngô của tướng quân rốt cục động, nhẹ nhàng tránh qua bên cạnh thoát một kiếm kia, sau đó tay trái ra quyền. Quyền uy vô biên ở trên không trung hóa thành linh quang, mạnh mẽ ép tới. Trong quyền uy kia tuôn ra một mảnh kim quang, là thác nước từ cửu thiên rơi xuống. Lý Vân Tiêu một ngón tay điểm trên thân kiếm, phát ra một tiếng đương giòn tan, lãnh kiếm băng xương thoáng cái trở nên có linh tính hơn, một kiếm chảm thiên bổ tới. Xuy! Toàn bộ thác nước màu vàng bị một kiếm xé mở, đâm xuống dưới. Long cong! Mũi kiếm bị hai ngón tay tướng quân kẹp lấy, không thể tiến thêm chút nào nữa. Nhưng trên thân kiếm phong mang quá thịnh, kiếm quang thật nhỏ xoay khai nơi hai đầu ngón tay, lập tức một ngón tay bắn lên, đương một tiếng chấn khai thân kiếm. Đồng thời quyền uy hiển hách tuy rằng bị kiếm thế xé rách, nhưng lực lượng uy mãnh không giảm, thoáng cái đánh lên người Lý Vân Tiêu. Phanh! Trên người Lý Vân Tiêu tách ra kim quang, bị đánh bay tầm hơn 10 trượng mới đứng vững thân hình. Thật mạnh! Lý Vân Tiêu khen từ đáy lòng, bất diệt kim thân của hắn vận chuyển lại, kim quang sán lạn, cùng kỳ khôi tương xứng. Tướng quân nói, ngươi cũng rất mạnh. Lý Vân Tiêu nói, tập thể dục chấm dứt, tiếp theo liền đến món chính rồi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nguyên lực bành trướng rót vào trong kiếm, một cổ vầng sáng lượn vòng lên bốn phía. Trên lãnh kiếm băng xương không ngừng bắn lên ma ha cổ tự, bay vào không trung tiêu tan. Tiếng kiếm minh chói tai nhức óc, kích động ở bốn phía, trên thân kiếm dần dần hiện ra ảo ảnh, như mỹ nữ khuynh thành tuyệt diễm, lại như hung thú diện mục dữ tợn, còn có tuyết rơi bay tán loạn, xuất hiện thành trì, cổ đạo. Tướng quân sắc mặt ngưng tụ, nói. Kiếm ý thật mạnh. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh, những dị cảnh kỳ quái này tựa hồ như do lãnh kiếm băng xương ghi chép lại vậy. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm giơ lên, kiếm ý khủng bố kích động bốn phía. Toàn bộ thiên địa tựa hồ có cảm giác như phong vân ép xuống vậy. Kiếm quyết trảm yêu. Ầm ầm. Trời cao nghiền nát, một đạo kiếm ý mênh mông không thể địch nổi tuôn ra, cuốn tới toàn bộ sơn mạch. Mặc dù mấy người đại chiến trên bầu trời trên mặt cũng lộ ra thần sắc. Sĩ Vô Song càng phân tâm ngóng nhìn xuống, vẻ mặt hơi đổi. Tướng quân sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nắm lại đứng nguyên tại chỗ bất động.
Toàn bộ sơn mạch vỡ ra trước mặt hắn, hiện ra khe rãnh cực lớn, kiếm ý như thiên địa chi uy không thể chống lại, cuồn cuộn mà đến. Viêm thương. Đột nhiên một đạo nhẹ giọng, xe vẫn im lặng bóng khẽ động, kim quang thành một nhúm bay vụt đến, lăng không sinh ra hỏa diễm. Oanh! Kim quang kia xuất hiện trên kiếm quang, lực lượng khủng bố nhộn nhạo ra, phong bạo trực tiếp cuốn lên trời. Tướng quân Thủy Trung đứng trên mặt đất, chưa từng nhúc nhích thoáng một phát. Chỗ hắn đứng chính là tọa độ đi thông vào trong sơn mạch nên hắn phải giữ vững vị trí, không thể rời nửa bước. Trong gió lốc kia, tiếng cắt đứt kim loại không dứt bên tai, xe sắc mặt trầm ngưng, thân hình lớn gấp đôi lúc trước, một cây trường thương bốc lên lên hỏa diễm nắm trong tay, cắn răng chống lại dư uy kiếm khí kia. Lý Vân Tiêu sau một kiếm cũng không ra tay nữa, mà thu ánh mắt về, cẩn thận dừng ở lãnh kiếm băng xương. Cảnh tượng kỳ dị hiện ra trước kia đã không thấy nữa, khôi phục lại thân kiếm trước kia, ba quang lưu chuyển. Mỹ nữ lãnh diễm băng khiết kia tất nhiên là vương hậu Thủy Yên La của Tuyết Chi Quốc lúc trước, mà yêu thú diện mục dữ tợn kia chính là yêu tộc họa đấu đã mang đến tai nạn cho Tuyết Chi Quốc. Hơn nữa hắn vừa rồi đặc biệt chú ý tới, hung tướng của họa đấu kia quả thật có vài phần tương tự thương, nhưng lại nhiều hơn hung ác và bạo lực chi khí. Trong mắt trái hắn hiện ra một cái ấn ký gợn sóng, trực tiếp mở ra. Trong không gian đồng thuật, một đạo tàn ảnh cự đại lơ lửng trong đó, tựa hồ lâm vào ngủ say. Quả nhiên, ban đầu ở Hải Chi Xâm Lâm giúp vợ Hải Hoàng Nhu Vi điểm đăng đã trực tiếp rút ra đạo tàn hồn họa đấu này, một mực trói buộc trong không gian mắt trái của mình, hôm nay xem ra chính là tàn hồn họa đấu trong kiếm kia rồi. Về phần trong cơ thể Nhu Vi tại sao có thể có tàn hồn đại yêu Tuyết Chi Quốc năm đó thì không cách nào biết được, muốn biết rõ tất cả, sợ rằng còn phải đi Hải Chi Xâm Lâm một chuyến. Giờ phút này kiếm phong bạo dần dần tiêu tán, thân hình vẫn xa cũng hiển lộ ra, hào quang toàn thân ảm đạm đi rất nhiều. Oanh! Cách đó không xa đột nhiên nổ tung không hiểu thấu thoáng một cái kim cầu cuồn cuộn bay ra, đúng là thôn thiên tượng bị hanh cáp chi âm của Khâu Mục Kiệt cuốn đi, rốt cục đã bị kéo về. Lý Vân Tiêu nói, Trần Thiến Vũ, người đối phó bản tử kia, ta đến chém xe. Thân ảnh hắn nhoáng một cái, liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện trên không vẫn xa, bổ mạnh xuống một kiếm. Thân hình vẫn xa đã khôi phục bình thường, kim thương hất lên, hiển hiện thương hoa như mọc thành phiến, cũng lựa chọn tiến công. Phanh! Hai kiện huyền khí đụng vào nhau, thân thương lập tức bị chém ra vết rách, vẫn xa tựa hồ lực yếu, bị Lý Vân Tiêu ép tới không ngừng lui về phía sau. Trần Thiến Vũ cũng lên tiếng xuất kiếm, chém tới trên người thôn thiên tượng kia, hai người rất nhanh đấu cùng một chỗ. Tướng quân nhướng mày, nói. Vẫn xa, không nên ngạnh bính với hắn, chui lợi kiếm này có chút dị thường, tạo thành uy hiếp rất lớn đối với thân thể của chúng ta. Tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên trên không phế tích, không ngừng rầm 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 nổ bung. Lý Vân Tiêu cười nói. Không nên ngạnh bính, do hắn sao? Hai người đánh khó phân thắng bại, tất cả đều là chiêu thức đối với thân thể của chúng ta, Lý Vân Tiêu mỗi một cái đều tính toán tốt. Tận lực chém vào cùng một nơi trên chiến thương. Hắn cũng không còn chiến pháp nào khác nên liền dùng loại biện pháp hữu hiệu nhất cũng là ngốc nhất này, từng chút một chém đối phương. Phanh! Rốt cục dưới một kiếm, viêm thương kia cũng đã đứt đoạn. Trên mặt vẫn xa lộ ra thần sắc, hai cái con ngươi đột nhiên co rút lại cùng một chỗ, lãnh kiếm băng xương đã chém đến trước mặt hắn. Tướng quân đứng ở sau vẫn xa, sắc mặt trầm xuống, hai đấm nhắc tới đánh mạnh ra ngoài, quát to. Cách sơn đả nghiêu, oanh, hai đạo quyền uy lập tức xuyên thấu vẫn xa, đánh lên kiếm quang, phanh một tiếng chấn khai Lý Vân Tiêu. Trên bầu trời, Khâu Mục Kiệt dưới ba gã kỳ khôi liên thủ, phải mệt mỏi ứng phó, hắn cũng trông thấy Lý Vân Tiêu đánh lâu không xong, giận dữ hét. Ngươi còn chơi cái gì hả? Còn không mau động thật sự đi. Lý Vân Tiêu thối lui xa vài chục trượng mới xua tan quyền kình kia, lúc này mới cười nói. Ta cũng không chơi. Lực lượng của tướng và xe tựa hồ lợi hại hơn các kỳ khôi các đấy. Khâu Mục Kiệt tức giận hừ nói. Vậy ngươi đến đổi với ta đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần, ta đã tìm được cách thủ thắng rồi. Đồng tử tướng quân đột nhiên co lại, nói. Cách thủ thắng, nếu không có lực lượng tuyệt đối thì tuyệt đối không thể nào làm được đâu. Lý Vân Tiêu nói. Chỗ ngươi đứng chính là tọa độ ấn ký đi thông vào trong sơn mạch A. Cho nên ngươi thủ hộ ở đó, một tấc cũng không rời.
Tướng quân nói. Phải thì đã sao, đây là chuyện rất dễ phát hiện mà. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì, nếu ngươi đã muốn thủ hộ C một phương không gian này, ta liền đập nát nó. Bốn đạo quang mang bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, đan vào cùng một chỗ trên không trung, hóa thành một ngọn núi bay ra ngoài. Lý Vân Tiêu hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng có phủ văn tuôn ra trong đầu xuất thiên phong, sơn thể càng lúc càng lớn, khoảng chừng nửa mẫu, bay lên trên không tướng quân nện mạnh xuống. Tướng quân rốt cục động dung rồi, nhìn qua núi nhỏ rơi xuống kia trên mặt lộ ra kinh hãi. Nhưng hắn cũng không muốn chạy trốn, hai đấm nắm chặt lại, khí thế trên người cấp tốc tăng lên, uy áp chi lực vậy mà ngưng tụ thành như thực chất phóng lên trời. Thanh quang quyền. Hai cái nắm đấm màu vàng đột nhiên đánh ra, trên không hóa ra một mảnh thanh sắc kết giới, bắn ra một đạo hào quang to lớn, nghênh hướng ngọn núi kia, tựa hồ muốn nổ nát tất cả trở ngại. Ầm ầm, thanh sắc quyền kình đánh lên sơn thể kia, đột nhiên nghiền nát. Chỉ có thể ngăn cản thế rơi của đâu xuất thiên phong một cái chớp mắt, lần nữa rơi xuống. Cái gì? Tướng quân toàn thân hoảng hốt, lần đầu tiên thất thần. Ầm ầm, núi nhỏ kia rơi xuống. Toàn bộ không gian sau khi bị ép tới cực độ vặn vẹo liền nứt vỡ khắp bốn phía. Bên cạnh hồ sâu do đế thính chi túc đạp ra lúc trước lần nữa bị đánh ra một cái hố trời cực lớn, cát bay đá chạy toàn bộ tuôn lên trời, mắt đục ngầu không thể thấy. Đầu xuất thiên phong sau một đập liền hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong tay Lý Vân Tiêu, không ngừng xoay tròn trên lòng bàn tay, linh khí mười phần. Mã Phi Phi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu tê tâm phế liệt của sĩ vô song. Bụi bậm tan hết, trong hố có một đạo bóng dáng kim sắc, là một kỳ khối đã bị đâu xuất thiên phong triệt để ép thành hình phiến rồi. Chỉ có điều từ hình thái kia mà xem, cũng không phải là tướng quân, mà là Mã Phi Ảnh. Lý Vân Tiêu nói, a, đã chết trong nháy mắt, một kích toàn lực đột phá không gian bình chướng, một cước đá tướng quân ra ngoài, xả thân hộ chủ, đáng giá tán thưởng a. Không gian trên phiến kim loại kia khẽ động, thân ảnh tướng quân hiện ra. Mặt đầy vẻ giận dữ. Vài đạo kỳ khôi trên bầu trời cũng bay thấp xuống, thôn thiên tượng cũng rời khỏi giao chiến, cùng đáp vào trong hố trời. Mã Phi Phi, ô ô ô. Sĩ vô song nhìn không được cực kỳ bi ai, hai hàng nước mắt chảy xuống, khóc ròng nói. Mau đứng lên đi, chỉ cần ngươi có thể đứng lên, ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là Mã Phi Phi nữa, nhất định sẽ gọi tên đầy đủ của ngươi mà. Từng kỳ khôi trong lòng đều là một cổ bi thương, giữ im lặng. Tướng quân nói, là ta khinh suất rồi, đã hại Mã Phi Ảnh. Ha ha, làm tốt lắm. Khâu Mục Kiệt bay thấp đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, duỗi ra ngón tay cái tán dương nói. Bảy mất đi hai, năm tên còn lại rất nhanh sẽ thu thập hết rồi. Lý Vân Tiêu nói, ai, ra tay hơi nặng rồi, xem bộ dạng khổ sở của bọn hắn, khiến cho ta có chút băn khoăn rồi. Khâu Mục Kiệt cười lạnh nói. Bớt ở đây ra trang tử bi đi. Ngươi không giết bọn hắn cũng sẽ giết ngươi, đừng để tạo hình đáng yêu bề ngoài của bọn hắn che mắt. Huống hồ chẳng qua chỉ là khôi lỗi mà thôi, đè bẹp còn có thể luyện về mà. Ngươi biết cái gì? Sĩ vô song khóc hô lớn. Mặc dù chủ nhân có thể lại luyện lại Mã Phi Phi, cũng sẽ không phải là Mã Phi Phi lúc trước nữa rồi. Thôi đi, không phải thì không phải. Dù sao chỉ là khôi lỗi thôi. Khâu Mục Kiệt vẻ mặt khinh thường, khinh miệt nói. Nói trắng ra là, chung quy cũng chỉ là kết quả luyện khí thôi. Ta muốn giết ngươi. Sĩ vô song kêu to thê lương bi phẫn, trong hai tròng mắt trở nên một mảnh huyết hồng, vội vọt lên. Sĩ vô song. Tướng quân hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên liền xuất hiện ở bên người sĩ vô song, thoáng cái bắt lấy bờ vai của nàng. Tỉnh táo. Hừ. Tỉnh táo có thể làm gì chứ? Muốn mạng sống thì mau nhường đường cút đi. Khâu Mục Kiệt cười nhạo nói. Nói cho các người biết một tin dữ, tên người lùn đắc tội với ta cũng đã bị luyện thành sắt vụn rồi. Ha ha ha. Hắn cười ha hả mỉa mai, mặt mũi tràn đầy khinh miệt và vẻ khinh thường. Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ khẽ nhíu mày, hai người đều cảm thấy hắn tùy ý thất thố như vậy cực kỳ không ổn. Hai mắt sĩ vô song đã đỏ rực. Thân hình run nhẹ nhẹ. Tướng quân nói. Thế cục bây giờ không cho phép có xúc động, mỗi người các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, ý nghĩa của kỳ khôi chính ta chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải là khoái ý ân cừu. Vâng, tướng quân.
Bốn người cùng quát lên, thanh âm đều nhịp, mang theo bi phẫn và lửa giận tràn ngập, còn có một loại quyết tâm trong đó. Lý Vân Tiêu không khỏi cau mày lại, nói. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là vị thiên tài đương thời nào lại có thể luyện chế ra tồn tại như các ngươi thế? Hừ, ngươi đừng xem trọng bọn hắn. Khâu Mục Kiệt lạnh lùng nói. Chẳng qua chỉ là khôi lỗi đơn giản thôi, hơn nữa dung hợp ngoại hồn vào trong, đạt tới một loại trạng thái tương đối cân đối mà thôi. Thiên hạ hôm nay mục gia khôi lỗi thuật mạnh nhất cũng không có khả năng luyện chế ra khôi lỗi linh động như thế. Lý Vân Tiêu nói. Nếu là rót linh hồn vào vậy thì Mã Phi Phi kia chỉ bị hao tổn linh hồn, sao lại chết đi chứ? Khâu Mục Kiệt nói. Linh hồn là một trong tam đại nan đề trong luyện chế nhân thể, khó có thể sở thấu. Trong thân thể của bọn hắn đã khảm đầy các loại trận pháp phức tạp, giam cầm hồn phách trong đó chắc chắn sẽ sinh ra biến hóa nhất định. Người phá hủy đi căn cơ tồn tại của bọn hắn, tự nhiên sẽ khiến bọn hắn chết đi rồi. Năm kỳ khôi sắc mặt đều biến hóa, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Tướng quân nói, không quản các ngươi miệt thị chúng ta như thế nào, không quản các ngươi phỏng đoán chúng ta như thế nào, cũng không quản thực lực các ngươi mạnh bao nhiêu, chúng ta đều thủ vững nhiệm vụ. Chậc chậc, rất có chí khí, nhưng các ngươi hiểu rõ sao? Khâu Mục Kiệt thoáng cái cười lạnh nói. Ta đối phó hai tên, ba tên còn lại các ngươi kéo ở một thời gian ngắn, đợi ta thu thập xong sẽ đến giúp các ngươi. Hắn xông lên trước, trực tiếp thuấn di mà qua, nắm lấy phác đao chém tới đầu sĩ Vô Song, nhe răng cười nói. Bán Nguyệt Đầu và tên tiểu tốt tử kia, mau lên đây nhận lấy cái chết. Xuy. Đột nhiên một đạo lệ mang hóa thành nguyên khí chảm kích, ngang trời mà đến. Phanh. Lực lượng một đao của Khâu Mục Kiệt bị chấn khai. Ra tay đúng là thôn thiên tượng, liềm đao thật dài nắm trong tay, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, bộ dáng kiên quyết. Thôi đi, heo mập, bổn tọa lát nữa sẽ thu thập ngươi. Khâu Mục Kiệt ngoắt tay với sĩ Vô Song một cái tay, cười nhạo nói. Muốn báo thù cho hai tên ngu xuẩn kia thì cứ tới đây đi. Sĩ Vô Song đưa mắt lên nhìn hắn thoáng một phát, Khâu Mục Kiệt lập tức trong lòng hơi kinh, con mắt đỏ tươi tràn đầy cừu hận kia đã khôi phục như thường, tĩnh như xử nữ. Tướng quân nói, bảo vệ tốt vị trí của mình, chỉ cần bản thân chúng ta không xuất hiện sơ hở thì bọn hắn cũng không có cách nào đâu. Vâng, bốn người cùng kêu lên đáp, án lấy quy tắc nhất định vây ở bên người tướng quân, trong mơ hồ bảo hộ lẫn nhau, công thủ tương vọng. Sắc mặt Khâu Mục Kiệt thoáng cái phát lạnh xuống, biết rõ có chút phiền phức rồi. Lý Vân Tiêu khen. Không hổ là tướng quân, rất nhanh liền có thể nhận rõ tình thế, hơn nữa tổ chức ngay ngắn. Chỉ có điều đã mất đi một mã một pháo, muốn ngăn trở ba người chúng ta, đã là không thể nào rồi. Hắn giơ tay lên, đầu xuất thiên phong lần nữa bay lên. Tướng quân sắc mặt đại biến, quát. Vật ấy ngàn vạn không thể đón đỡ. Tứ sắc quang mang xoay tròn. Lần nữa hóa thành núi nhỏ rơi xuống trung ương mấy kỳ khôi kia. Lui! Tướng quân hét lớn một tiếng, năm người lập tức hóa thành hào quang tản ra. Lý Vân Tiêu nói. Ra tay! Khâu Mục Kiệt không đợi hắn lên tiếng, cũng đã xông về sĩ Vô Song. Tướng quân sắc mặt trở nên khó coi, chỉ một chiêu đã phá vỡ trận thế phòng ngự của bọn hắn, nhưng chiêu này thật sự uy lực vô cùng lớn, căn bản không thể chống lại được. Trần Thiến Vũ cũng cầm kiếm lao đến, lần nữa đánh thành một đoàn với thôn thiên tượng. Vẫn Xa và Tiểu Tốt trở lại bên người tướng quân. Tướng quân lo lắng đưa mắt lên nhìn, nói. Hai người các ngươi đi trợ giúp sĩ Vô Song đi. Vẫn Xa cả kinh, nói. Tướng quân, vậy ngươi? Tướng quân nói. Nghe lệnh làm việc. Vâng. Hai người tuy rằng thập phần lo lắng, nhưng không dám kháng lệnh, hóa thành hào quang phóng lên trời. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Tướng quân muốn đích thân đối phó ta sao? Tướng quân nhìn qua đầu xuất thiên phong lượn vòng trong tay hắn, nói. Nếu mã và pháo không bỏ mình, trong tay ngươi lại không có huyền khí này thì bảy người chúng ta kết trận, các ngươi há có thể gây khó dễ. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Điều kiện cần cho giả thiết này nhiều lắm, một mặt nghĩ lung tung cũng không phải là chuyện tướng quân nên làm đâu. Tướng quân nói. Ta biết rõ thế cục không thể quay lại, cho nên ta áp mấu chốt trận chiến này lên người mình. Sau khi hắn nói xong, hai con người thoáng cái chớp động tinh mang. Lưu quang trên người tựa hồ càng thêm linh động. Khí diễm màu vàng ngập trời, một cổ uy thế khí phách trấn khai.
Lý Vân Tiêu nói. Ý của ngươi là, chỉ cần thắng được ta thì đại cục liền định sao? Tướng quân nắm nắm đấm, ngưng thanh nói. Đúng vậy, ba người các ngươi chỉ cần phá vỡ một người, đại cục liền có thể định rồi. Thanh quang quyền. Hào quang khủng bố tóe lên từ trên người hắn, trước người hóa thành một mặt thanh quang, lăng không bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu thân thể lóe lên, liền thối lui xa vài chục trượng, thân thể vừa mới ổn định, liền cảm nhận được sau lưng chợt có một cổ quyền uy rơi xuống. Thật nhanh! Trong lòng của hắn hơi kinh, tốc độ này đã không thua gì truy phong pháo rồi. Lập tức không dám nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay ra chảo tới. Phanh! Nắm đấm của tướng quân đánh vào lòng bàn tay hắn, đau nhức kịch liệt truyền ra, mặc dù có bất diệt kim thân, thân thể ngũ môn, nhưng vẫn cảm thấy xương cốt trong cánh tay nứt vỡ không ít. Cái gì? Tướng quân trong lòng hoảng hốt, khó mà tin được đối phương có thể tiếp được một quyền của hắn như thế. Lại đến. Hỗn loạn vương quyền. Rầm 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 oanh. Thoáng cái đầy trời đều là quyền ảnh và vô số không khí bị đánh nát, nắm đấm như lưu tinh rơi xuống, chỉ có điều tất cả đều là màu vàng cả. Trong mỗi một quyền kia, không chỉ kinh khí bạo phá, hơn nữa còn ngăn chặn không gian bốn phía, không cách nào trốn chạy được. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, loại quyền uy khí phách cuồng dã này cương mãnh dị thường, nhưng bên trong có mang theo nhu tính, khiến linh khí bốn phía chuyển động, không ngừng rót vào trong quyền thế kia. Hắn nào dám đón đỡ bằng tay không nữa, lật tay cầm kiếm mà đứng, lập tức trên thân kiếm dâng lên vô số kiếm vân, bay vào không trung chợt lóe lên rồi biến mất, hóa thành một đạo kiếm chi kết giới. Rầm 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 phanh. Vô số quyền ảnh rơi vào trên kết giới như mặt nước bị thổi gợn lên vậy. Ngăn cản tốt. Tướng quân hét lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, quyền uy tăng gấp đôi. Cái gì? Lý Vân Tiêu dưới sự kinh hãi, kết giới đột nhiên bị phá, quyền ảnh đầy trời nện xuống, không ngừng đánh lên trên thân kiếm, trên người hắn. Phanh. Trên người Lý Vân Tiêu đã trúng mấy quyền, khí huyết xông lên cổ họng, phun ra một miệng lớn máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cổ lực lượng kia. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khiếp sợ không thôi, thân thể còn chưa ổn định đã cảm thấy uy thế như núi lâm không đánh tới. Kiếm cương. Hắn nộ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết đánh vào trên lãnh kiếm băng xương, trong chốc lát bắn ra một đạo hoa quang, chém tới uy áp kia. Ầm ầm. Cổ uy áp kia lập tức đã ngừng lại, Lý Vân Tiêu bắt lấy khoảng thời gian này thoáng một phát đứng vững thân hình, bừng tỉnh lại. Hảo kiếm. Tướng quân khen. Người có bảo kiếm, bổn tướng quân cũng có. Một đạo kim quang bắn ra trong tay hắn, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một thanh kim kiếm. Còn đây là vương giả chi kiếm, chảm ngươi không nhục. Trên kim kiếm tản mát ra từng đạo vầng sáng, trên đó đột nhiên bày biện ra trận pháp liên tiếp, linh khí bốn phía dũng mãnh rót vào, trong khoảnh khắc đã bị hút sạch. Vương kiếm chảm quyền. Một đạo kim mang mênh mông rơi xuống. Tất cả linh khí hút và tựa hồ thoáng cái đều tràn ra, hóa thành kiếm cương khủng bố phóng tới Lý Vân Tiêu. Chẳng qua chỉ là lực lượng bá tuyệt mà thôi, cái này cũng gọi là kiếm sao. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, con người như nước hồ sâu, cả người thoáng cái trở nên tĩnh cực độ. Kiếm chính thức, là có hô hấp, còn sinh mệnh, có linh hồn tồn tại, mà tuyệt không phải chỉ là thu nạp và thổ nạp lực lượng. Trên người hắn trở nên sáng lên, cũng chưa hề đụng tới. Lại có vô số kiếm phủ tuôn ra trên thân, mạn thiên phi vũ. Mở to hai mắt ra mà nhìn đây, nếu như ngươi mà cũng là vương giả chi kiếm, vậy thì ta cũng có thể gọi là thần chi kiếm rồi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, kiếm phủ đầy trời ngưng tụ, đều bay vào trong lãnh kiếm băng xương, thoáng cái kiếm khí bạo dạp, quy tắc chi lực khủng bố như sóng biển mãnh liệt, bay tới trước người. Thiên địa dưới một kiếm kia đột nhiên bị chém ra. Tất cả mọi người đều ngừng chiến đấu. Hoảng sợ nhìn sang. Quan NHT hân Lý Vân Tiêu vô số kiếm khí kích động, từng vòng kiếm phù mạn thiên phi vũ, như là vô số giấy vàng phiêu đáng, kể lấy câu chuyện tử vong. Hai cổ kiếm khí mênh mông rốt cục đụng vào nhau, lực lượng bành trướng cuốn tới toàn bộ thiên địa, Lý Vân Tiêu và tướng quân đồng thời bị cuốn vào trong đó. Mọi người đều hoảng sợ, dưới lực lượng kinh khủng kia kích động, tất cả hào quang không ngừng bị cắn nuốt, mà ngay cả thần thức và ánh mắt cũng bị hút vào. Hoàn toàn không thể cảm giác được tình huống trong đó. Chỉ cảm thấy mơ hồ có hai đạo quang mang qua lại như con thoi. Phanh! Tiếng kim loại va chạm cực lớn truyền ra,
sau đó một đạo kiếm hoàn lăng liệt bay lên, đánh tan hoàn toàn lực lượng cuồng bạo kia. Một đạo kiếm quang như nước long cong vọt lên, trực tiếp dũng mãnh vào mây xanh, bổ ra trời xanh. Phạm vi trăm trượng quanh kiếm quang sinh ra áp lực thật lớn, tất cả vật chất trong khoảnh khắc đều bị quấy đến nát bấy. Trần Thiến Vũ và Thôn Thiên Tượng trước tiên đã thối lui trăm trượng, nhưng vẫn cảm nhận được kiếm lực kinh khủng kia, hai người đều cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài trăm trượng cũng đã bị trùng kích như thế, vậy thì người trong kiếm quang làm sao thừa nhận được một kiếm kinh thiên như thế chứ? Trần Thiến Vũ toàn thân run rẩy nói. Hắn là, kiếm trảm tinh thần. Đây là kiếm trảm tinh thần A. Tướng quân, Thôn Thiên Tượng hét lớn một tiếng, liền hóa thành kim quang xông tới. Kiếm thế trong tay Trần Thiến Vũ trầm xuống, hóa thành ngàn vạn mà lên, như võng kiếm lăng không, rơi xuống trên người Thôn Thiên Tượng. Thôn Thiên Tượng liêm đao lượn vòng, cả người như con quay xoay tròn, vô số đạo ảnh va vào kiếm ảnh, chấn ra kim mang bắn khắp đầy trời. Lòng bọn người sĩ vô song cũng trầm xuống, dưới kiếm ý vừa rồi, nếu nói là tướng quân có thể bình an vô sự chống được thì bọn hắn dù thế nào cũng khó mà tin được. Khâu Mục Kiệt biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu, tuy rằng cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều, thừa lúc ban người sĩ vô song phân thần liền vội hấp nguyên đan bổ sung lực lượng. Cả vùng đất khói bụi tản ra, hai đạo thân ảnh dán cùng một chỗ chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người. Tướng quân, sĩ vô song cũng nhìn không được nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống, che miệng mà khóc. Trên mặt đất, một nửa vương giả chi kiếm bị tướng quân nắm trong tay, lãnh kiếm băng xương đâm vào bộ ngực của hắn, từ sau lưng xuyên ra. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra tái nhợt nhàn nhạt, trên tay cầm kiếm lộ ra gân xanh, mơ hồ có chút run rẩy. Sắc mặt tướng quân vô cùng bình tĩnh, nói. Một kiếm này tên gì? Lý Vân Tiêu vận chuyển nguyên lực, khiến thân hình đang run nhẹ của mình an định lại, mới nói. Kiếm trảm tinh thần. Tướng quân lộ ra giật mình, nói. Thì ra là nó. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi rất mạnh, dưới kiếm trảm tinh thần còn có thể sống được, ta đã nghĩ ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Tướng quân nói. Đổi lại bọn hắn thì khẳng định đã xong đời. Nhưng ta là tướng quân, cấu tạo có chút không giống với bọn hắn. Lý Vân Tiêu có chút nhướng mày lên, nói. Sao lại không giống? Phanh! Tướng quân giơ tay lên, thoáng cái bắt lấy lãnh kiếm băng xương, rút nó ra ngoài. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, cánh tay của hắn run rẩy, một kiếm vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng, thân kiếm không ngừng bị tướng quân rút ra khỏi cơ thể. Phanh! Cánh tay tướng quân ra sức hất lên, chấn Lý Vân Tiêu bay ra mấy trượng. Sau đó một đạo kim quang vọt lên trên người hắn, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bắn ra một đạo hàn quang lăng liệt, chiếu thắng ra. Lý Vân Tiêu toàn thân cự chiến, ánh mắt kia phảng phất như nhìn thấu thân thể hắn, chiếu thẳng nội tâm vậy. Ngươi là... Hắn hoảng hốt nói. Khôi lỗi tại sao có thể có ánh mắt linh động như thế được? 3. Tướng quân chắp tay trước ngực, khí diễm ngập trời vọt lên quanh thân, lực lượng không ngừng kéo lên. Toàn bộ thân hình trở màu vàng nên lưu quang bắn ra bốn phía, cơ hồ như muốn hòa tan vậy. Cho nên, cuối cùng nhất người thua vẫn là ngươi a, Cổ Phi Dương. Nhãn quang tướng quân trở nên vô cùng thâm thúy, như bầu trời xanh thẳm, hiểu rõ tất cả thế gian. Thanh khiếu bá quyền. Song trưởng chắp tay trước ngực bắn ra ra kim quang, dâng lên sức mạnh to lớn ngập trời, đột nhiên hóa quyền đánh ra. Quyền này, ngươi là... Lý Vân Tiêu toàn thân đại chấn, thoáng cái đã hiểu rõ gì đó, trong quyền thế kia mang theo khiếu võ ý vô tận, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Khí tức tử vong lại rõ ràng như thế, hắn bất chấp nghĩ nhiều nữa rồi, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, hóa ra ba đầu sáu tay, sau lưng trong bốn quyền lấy nắm kim quang đánh mạnh ra ngoài. Trước người một tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra ma thiên khải, lăng không mà xuống. Một tay dẫn kiếm, lần nữa chém ra. Kiếm quyết, trảm yêu. Ầm ầm, kiếm ý kia dưới quyền mang đột nhiên nghiền nát, đánh lên ma thiên khải. Phanh, ma thiên khải bình yên vô sự, mà Lý Vân Tiêu lại phun ra một búng máu, pháp tướng thoáng cái thu hồi, cả người như con diều bị đánh bay ra ngoài. Đúng là cách sơn đả nghiêu. Tướng quân một quyền đắc thủ, tay phải một chảo, vương giả chi kiếm bị chém nứt kia liền bay vào tay, cả thân ảnh chớp động liền biến mất tại chỗ, truy kích Lý Vân Tiêu.
nguyên lực bành trướng rót vào trong kiếm gãy, phanh thoáng một phát tuôn ra kiếm cương. Ân, tướng quân nhướng mày, giơ kiếm lên liền chém tới Trần Thiến Vũ ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu. Phanh, Trần Thiến Vũ một kiếm vung lên, ngăn cản lấy, lập tức bị đẩy lui mấy trượng. Sao lại mạnh như vậy? Trong lòng của hắn cả kinh, mình chính là cường giả cửu giai đỉnh phong A, rõ ràng bị một kiếm đánh lui. Vương giả trảm quyền. Tướng quân tựa hồ có chút cảm xúc rồi, đã mất đi loại lạnh nhạt thong dong trước kia, một kiếm chém mạnh tới, vô số linh khí bốn phía lập tức bị thu nạp, trong khoảnh khắc phụt lên mà ra. Ầm ầm. Hai người Trần Thiến Vũ và Lý Vân Tiêu lập tức bị kiếm khí trùng kích vào, cả tòa sơn mạch lần nữa bị chém ra, giống như bánh ngọt vậy, đã triệt để không thành bộ dáng. Trên thân kiếm gãy, kiếm cương sau khi phun ra nuốt vào vài cái liền dần biến mất đi. Tướng quân cầm lấy kiếm gãy đứng trên không trung, con người băng lãnh nhìn vào trong phế tích vô tận kia, đảo qua từng chút. Ta biết rõ ngươi còn chưa có chết, đi ra đi. Tướng quân lạnh như băng hô, nhưng không có một chút hồi âm. Ngươi không phải muốn vào bên trong sơn mạch sao? Hiện giờ ta đang đứng ở đây, đi ra đi. Liên tiếp hô vài lần, đều không có chút thanh âm nào cả. Thôn Thiên Tượng phi thân xuống, nói. Tướng quân, vừa rồi Lý Vân Tiêu đã bị quyền uy của ngươi kích thương, hơn nữa thêm vào một kiếm này, cho dù không chết tất nhiên cũng sẽ trọng thương nơi thân, không có một năm nửa năm căn bản không có khả năng khôi phục đâu. Tướng quân có chút nhướng mày, tuy rằng hắn không tin Lý Vân Tiêu cần một năm nửa năm dưỡng thương, nhưng 10 ngày nửa tháng khẳng định không thoát, đến lúc đó mình đã sớm đi rồi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn lại Khâu Mục Kiệt. Khâu Mục Kiệt toàn thân run lên, hai cánh triển khai, thoáng cái nhảy ra trăm trượng, trở nên cảnh giác. Vừa rồi một chiêu kiếm chạm tinh thần kia của Lý Vân Tiêu mặc dù là hắn ngạnh kháng cũng tất nhiên trọng thương, càng đừng nói đến chuyển bại thành thắng như thế. Phong Tử Kiệt, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Tướng quân lạnh giọng nói. Khâu Mục Kiệt cả kinh, tướng quân này khí thế trên người hoàn toàn khác với lúc trước, vết kiếm trước kia của Lý Vân Tiêu vẫn còn trên người, lồng ngực bị xuyên qua, trực tiếp có thể xuyên thấu qua cửa động nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Ngươi không phải tướng quân, ngươi là ai? Hắn quát hỏi. Mấy người sĩ vô song kinh hãi, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này của tướng quân. Tướng quân nói. Thiên hạ to lớn, không phải là người nào ngươi cũng biết đâu. Khâu Mục Kiệt nhíu mày lại, suy tư hàm nghĩa những lời này. Đột nhiên trước người hắn lóe lên kim quang, tướng quân thừa lúc thuấn di tới, năm ngón tay mở ra liền chảo xuống. Không có khả năng. Khâu Mục Kiệt khiếp sợ, vội vỗ lấy hai cánh. Xuy, xuy. Năm ngón tay tướng quân đột nhiên hóa thành lợi kiếm, bắn ra, không gian hoảng hốt, hai đạo kiếm quang xuyên qua. Hắc Trạch Chi Vũ lập tức bị chém nứt, cả bầu trời cũng trực tiếp bị chém thành ba phần. A! À, Khâu Mục Kiệt đau nhức kêu thảm một tiếng, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh, nhưng không cho phép hắn nghĩ nhiều, cái đuôi sau lưng liền vung lên, thiên mạch độc mang liền phóng ra ngoài. Phanh! Trên kiếm gãy lần nữa nhổ ra kiếm cương, chém mạnh lên đuôi dài kia, thoáng một phát chém xuống độc châm trên đó. Khâu Mục Kiệt hoảng hốt, vội hóa ra đồng tị thiết chủy, hành cáp nhị lực liền đánh ra. Bản thân lại toàn thân hóa ra lân phiến, thả người trở ra, trong khoảnh khắc đã chạy trốn ra ngoài trăm trượng. Tướng quân một kiếm chém vào sóng âm phong bạo kia, trong khoảnh khắc xoắn nát, kiếm ý không giảm đuổi theo Khâu Mục Kiệt mà đi, rơi vào trên người toàn thân lân giáp của đối phương, chấn lên ánh lửa liên tiếp, mặc dù tổn thương nhưng lại không có gì nguy hiểm đến tánh mạng. Chiến hạm ngư cách đó không xa ọt 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 nhổ ra mấy cái bong bóng cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Tướng quân quay người lại, liền phi rơi xuống. Bọn người sĩ vô song vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn thân ảnh quen thuộc, lại tựa hồ như cực kỳ lạ lẫm kia. Tướng quân đứng trên vùng đất, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh vào hư không trước người. Một đạo thanh sắc trận pháp hiện ra, đột nhiên mở ra, thông đạo hiển hiện. Đi thôi. Tướng quân nhẹ giọng kêu to một tiếng. Thân hình sĩ vô song bồi hồi, loại cảm giác quen thuộc kia lần nữa trở về rồi. Nàng sững sờ nói. Đi, đi đâu? Tướng quân nói. Đi vào sơn mạch, bên ngoài chiến hồn sơn đã bị phá hủy triệt để, trong ngắn hạn cũng sẽ không có người đến, chúng ta rời đi sẽ không người nào có thể tìm được cửa vào nữa rồi. Sĩ vô song nói. Tướng quân, ngươi vừa rồi. Tướng quân nói. Không cần hỏi nhiều.
hắn đi đầu bước vào trong lối đi kia, chậm rãi đi vào bên trong. Mấy người sĩ vô song hai mặt nhìn nhau, cùng nhau rơi xuống, theo sát phía sau. Rất nhanh thông đạo kia đã dần dần khép lại, biến mất vô tung, chỉ còn lại đá vụn bột phấn đầy trời, mà ngay cả hình thái sơn thể cũng đã triệt để mất đi. Sau một lúc, một đạo ánh sáng âm u đột nhiên hiện lên trên phế tích, như quỷ hỏa du đãng trên không trung. Sau khi bay vài vòng, ma trời kia đột nhiên rơi xuống, trên mặt đất hóa ra một đạo thân ảnh cao gầy, giống như khô lâu vậy. Ánh mắt của hắn quét một vòng, nói. Không thấy hồn phách cổ phi dương, có lẽ vẫn chưa chết, chỉ là đã đào tẩu rồi, đáng tiếc. Vừa rồi ẩn mà không ra, cũng không biết là phúc hay họa. Tuy rằng bị mất đi hồn phách cổ phi dương, nhưng lại phát hiện ra bí mật của tướng quân A. Người nọ dùng tay vuốt vuốt chòm râu ngắn nhỏ, lầm bầm lầu bầu tự hỏi. Chuyện hồn phách cổ phi dương có thể tạm hoãn, hắn giờ phút này bị trọng thương, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể khôi phục được, trước tiên vẫn nên làm tốt chuyện chiến hồn sơn quan trọng hơn. Nam tử khô gầy làm ra quyết định, thân ảnh lóe lên, lần nữa hóa thành ma chơi, sau khi bay vài vòng liền phanh một tiếng biến mất trên không trung. Chiến hồn sơn đã triệt để mất đi hình thái sơn mạch, trở nên thất linh bát lạc, hơn nữa địa mạch hủy hết, không ngừng có âm thanh đứt đoạn truyền ra. Sau đó ma trời cũng biến mất, không gian có chút thay đổi, thân ảnh Lý Vân Tiêu cùng Trần Thiến Vũ cũng hiện ra. Hai người mặt không có chút máu, mang thương thế trên người. Khục khục, Lý Vân Tiêu ho ra vài bún máu, tự giễu nói. Trọng thương là đúng, nhưng mà nói ta trong 10 ngày nửa tháng mới khỏi hẳn sao? Ta thấy mình cũng không có nhỏ yếu như vậy đâu. Hắn lấy thiên tài địa bảo ra, không thèm nhìn mà nuốt vào, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo linh khí mênh mông từ bốn phương tám hướng lao tới, đều rót vào trong cơ thể. Trần Thiến Vũ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, trong linh khí mênh mông trùng kích như thế, vội vàng điều tức thu nạp. Linh khí ngưng tụ thành hình rồng quanh thân Lý Vân Tiêu, không ngừng rót vào trong. Trần Thiến Vũ cảm thấy có ích lợi, nhưng mà không được bao lâu linh khí hình rồng đã tán đi. Hắn mở mắt ra, kinh hãi phát hiện sắc mặt Lý Vân Tiêu hồng nhuận phơn phớt. Thương thế trên người dường như cũng đã bị ngăn chặn. Vân Thiếu, ngươi, thương thế của ngươi. Hắn kinh ngạc nói. Lý Vân Tiêu nói. Như thế nào, ngươi còn cho rằng ta phải mất 10 ngày nửa tháng nữa hay sao? Trần Thiến Vũ im lặng nói. Không, không phải, chỉ là quá nhanh mà. Lý Vân Tiêu nói. Cường độ thân thể của ta hơn xa tưởng tượng của ngươi, huống hồ ta tổn thương cũng chưa khỏi hẳn, chỉ được 7-8 phần mà thôi. 7-8 phần. Trần Thiến Vũ trực tiếp ngây ngốc, không biết nên nói cái gì. Thương thế của hắn theo lý thuyết nhẹ hơn Lý Vân Tiêu, nhưng mà chưa khôi phục được một thành đấy. Thật tình không biết bất diệt kim thân của Lý Vân Tiêu có thể hấp thu lực lượng từ thương thế không có nghiêm trọng như người ta vẫn nghĩ, tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần người bình thường. Lý Vân Tiêu không nói đề tài này, nói. Vừa rồi ma trời biến thành người hơi quen thuộc. Nhất thời nhớ không nổi là vị nào. Sắc mặt Trần Thiến Vũ trầm ngưng, nói. Người vừa rồi nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là Phệ Hồn Tông phó tông chủ Vưu Mật. À, đúng, chính là hắn. Lý Vân Tiêu vỗ một quyền vào lòng bàn tay, nói, ta nói sao quen mắt như vậy, tiểu tử này đã trở thành phó tông chủ sao? Chậc chậc, sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, đã thay đổi cách nhìn triệt để rồi. Trần Thiến Vũ nói. Chiến hồn sơn là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, người Phệ Hồn Tông xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng mà bọn họ sao dễ dàng tha thứ cho người Vạn Tinh Cốc Dương Oai tại đây? Lý Vân Tiêu nói, tình huống có khả năng có nhiều loại, ví dụ như Phệ Hồn Tông cũng vừa mới phát hiện, hoặc là sớm đã giữ kín không nói ra để chủ bị đại âm mưu. Tóm lại Vưu Mật xuất hiện đã làm chuyện này càng trở nên lý thú rồi. Trần Thiến Vũ nói, là tốt hay là xấu? Lý Vân Tiêu nói, rất khó nói, đi một bước tính một bước a. Vốn ta cho rằng bằng 3 người chúng ta đủ sức đoán chừng tất cả, hiện tại xem ra phiền toái rất lớn, ngay cả tướng quân, đều không rõ. Còn không biết trong sơn mạch này có bao nhiêu cao thủ đấy, phải mau chóng giải quyết chuyện ở nơi này, nếu không Viên Cao Hàn đến thì tình huống càng trở nên phức tạp hơn. Trên mặt Trần Thiến Vũ vẫn còn sợ hãi, nói. Thế, tướng quân, là chuyện gì thế? Lý Vân Tiêu nói. Cuối cùng vẫn chuyển bại thành thắng, người ra tay chính là Thiên Tinh Tử. Cái gì?
trưởng môn vạn tinh cốc thiên tinh tử. Trần Thiến Vũ hoảng hốt, cả kinh nói. Thân phận của tướng quân dĩ nhiên là bản thân thiên tinh tử. Thế thiên tinh tử bình thường vẫn xuất hiện là ai? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nghĩ nhiều, tướng quân là tướng quân, thiên tinh tử là thiên tinh tử, chỉ là thiên tinh tử hàng lâm vào cơ thể của tướng quân mà thôi. Tướng quân tồn tại ý nghĩa chỉ là vật hàng lâm của thiên tinh tử mà thôi. Thuật phụ thể hàng lâm bình thường rất khó phát huy ra uy lực lớn như vậy, nhưng tướng quân này hẳn được luyện chế đặc thù, cho nên độ phù hợp cực cao. Thì ra là thế. Trần Thiến Vũ nhìn qua Lý Vân Tiêu, rốt cục nhịn không được hỏi. Vân Thiếu, ngươi thật sự là đại nhân vật kia. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười cười, nói. Có phải hay không thì có quan hệ gì hay sao? Cái này. Trần Thiến Vũ nói. Ta hiểu rồi. Lý Vân Tiêu chuyển hướng chủ đề, nhìn qua Hắc Trạch Chi Vũ cùng Đoạn Vĩ Độc Châm, cười nói. Phong Tử Kiệt đúng là chủ quan, bị thiên tinh tử đứt tay đứt chân, xem ra giáo huấn cũng không nhỏ đâu. Trần Thiến Vũ nghĩ tới mà sợ, nói. Nếu thật sự là trưởng môn thiên tinh cốc ra tay, chỉ bằng vào bằng hữu kia của Vân Thiếu mới có thể chống lại. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn nói là Sa Vưu, nói. Xem tình huống trước rồi nói. Thời điểm cần thiết ta sẽ triệu hồi hắn ra, nhưng mà hắn nguyện ý ra tay hay không thì ép ta cũng không có nắm chắc quá lớn. Sa Vưu khôi phục tự do, quan hệ với hắn xem như khá tốt, nhưng mà không dễ dàng chỉ huy như trước kia, nếu như tính tình đùa nghịch của nó bộc phát thì chẳng thể làm gì. Đi thôi, chúng ta tiến vào vùng núi này nhìn xem, rốt cuộc chúng định làm trò quỷ gì. Lý Vân Tiêu đi vào chỗ tướng quân biến mất, đồng tử co rút lại, hóa thành huyết sắc. Rất nhanh tìm được tiêu điểm tọa độ, thông đạo không gian chậm rãi mở ra. Hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Khí tức thánh khiết ập vào mặt, làm cho người ta sinh ra cảm giác trang nghiêm kính sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Đạo lực lượng này cảm giác tràn ngập thánh khiết cùng sinh cơ, hoàn toàn trái ngược với khí tức màu xám cho bên ngoài nha. Trần Thiến Vũ chấn động mạnh. Lý Vân Tiêu nói. Có vô tướng sinh, sinh tử tương theo, mặc dù có chút cổ quái. Thực sự không khó lý giải. Thiên địa âm dương luôn nương theo nhau mà sinh, nếu như khí tứ thần thánh ở đây biến mất, khí tức màu xám bên ngoài cũng không tồn tại. Thông đạo này không phải do người tạo thành, giống như thiên địa tạo ra, hai người đi từng bước tiến lên phía trước. Trong sơn thể, trong hang động đá vôi, bốn phía là thạch nhũ cao vút, cao thấp dính vào nhau. Trong động đá vôi này tất cả đều là bùn đất, phía dưới là dung nham, bọt khí nóng hổi không ngừng sinh ra. Một con quái thú hình lộc đang nằm trong bùn, toàn thân màu xám, thân hình giống như thạch điêu, hoàn toàn không nhúc nhích. Túc Bình đứng trên một cây thạch nhũ, mặt không biểu tình nhìn qua quái thú hình lộc kia, trên đầu kia thú có một lão giả đang ngồi, toàn thân áo bào xám, sắc mặt uy nghiêm. Lão giả tay bấm niệm ấn quyết, cũng không nhúc nhích giống như quái lộc. Đột nhiên Túc Bình ngẩng đầu lên, nhìn qua một hơi, nói. Đều giải quyết rồi. Phương hướng kia có 5 tên quân khôi, tướng quân đi đầu nói. Đều trốn. Túc Bình nhướng mày, nhìn qua lão giả ngồi xếp bằng trên đầu quái lộc nói. Chẳng lẽ là trưởng môn ra tay? Tướng quân nói. Đúng vậy. Túc Bình gật gật đầu, nói. Không thể ngờ khó giải quyết như vậy, các ngươi vất vả. Tổn thất pháo cùng mã, chuyện ở đây giải quyết xong sẽ bổ sung. Trong mắt đám người sĩ vô song hiện ra thần thái bi thương nồng đậm, lóe lên rồi biến mất. Tướng quân mặt không biểu tình, chỉ ứng tiếng nói. Vâng, liền trực tiếp đứng ở một bên, không lên tiếng nữa. Túc Bình nói, nếu trưởng môn ra tay, sợ rằng thời gian sẽ kéo dài, các ngươi phải tăng cường phòng bị. Trừ người phệ hồn tông ra, còn phải phòng đám người Lý Vân Tiêu quay lại. Vâng, tướng quân nói. Thông hướng trong sơn thể này có 6 thông đạo, không bằng bố trí kết giới phong kín triệt để, đến lúc đó chúng ta lại phá phong mà ra. Điêu Tu và hai gã thất tán tử trọng thương trong hang động nghe vậy lập tức nói. Phương pháp này không tệ, mặc dù phong ấn không được, ít nhất cũng có tác dụng cảnh báo. Hắn lập tức phân phó hai người khác bắt tay đi bố trí. Túc Bình nhíu mày lại, nhưng cũng không nói chuyện, tùy ý cho bọn họ hành động. Ánh mắt của hắn nhìn qua lão giả trên đầu cự lộc, vẫn không nhúc nhích. A! À, đột nhiên có tiếng hét thảm truyền tới, sau đó huyết quang tung tóe trong hang động. Một gã thất tán tử đang phong ấn cửa động,
Trong lúc này đầu của hắn bay lên cao, máu tươi bắn ra ngoài như suối phun, phát ra âm thanh tê tê. Ai? Mọi người đều hoảng hốt, Điêu Tu càng kinh sợ không thôi, tức giận suýt nữa ngất đi. Thất tán tử trong cả Tây vực danh khí thật lớn, bảy người bọn họ dù không xưng tình như thủ túc, nhưng cộng đồng cùng tiến thoái, tất cả đều là chiêu bài của Vạn Tinh Cốc, nói ra nổi tiếng, danh khí thậm chí còn áp qua trưởng môn. Không thể ngờ lần này ra ngoài chỉ còn lại hai người, bọn họ làm sao không bi phẫn cơ chứ? Chậc chậc, đây không phải thất tán tử trung đoạn Lâm Hồng sao? Không tệ không tệ, hồn phách này rất tốt. Không gian lối đi lắc lư, thoáng một xuất hiện mấy đạo thân ảnh, gương mặt âm trầm cổ quái, mấy khí tức tỏa ra làm người khác không rét mà run. Tập Ngọc Luân là ngươi. Có tiếng kinh hô vang lên, Túc Bình cũng nhướng mày, sắc mặt khó nhìn. Tập Ngọc Luân chính là phó tông chủ Phệ Hồn Tông, không chỉ có hắn, sau lưng có vẻ đều là cao thủ của Phệ Hồn Tông. Một người trong đó tay cầm một đạo hoàng sắc quang mang, lắc lư trong tay không dứt, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy bộ dáng Đoạn Lâm Hồng, dường như hết sức thống khổ. Điêu Tu phẫn nộ quát. Mau thả hồn phách Đoạn Lâm Hồng ra. Thả, chậc chậc, muốn thả có thể, dùng hồn phách người bù vào đi. Người nọ suy cười, lạnh lùng nhìn qua Điêu Tu, trực tiếp há to mồm, nhổ ra một đạo thanh sắc quang mang, nó hóa thành khôi lâu màu vàng trên không trung. Khô lâu màu vàng chậm rãi mở to mắt ra, nó nhìn qua hồn phách Đoạn Lâm Hồng rồi chảy nước miếng. Người nọ khinh miệt cười nói. Điêu Tu đứng đầu thất tán tử nha, nếu ngươi hùng hồn bảo ta thả người như vậy ngươi còn có tinh thần hy sinh vì đồng bạn hay không? Ngươi, ngươi, tà ma. Điêu Tu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hai đấm nắm chặt, hắn đương nhiên không có khả năng dùng hồn phách của mình đi đổi. Người nọ cười nhạo. Nếu ngươi không chịu hy sinh, ngươi hét lên làm quái gì? Cũng không phải là ta không thả ngươi, chỉ có thể trách ngươi không thành ý. Hắn ném ánh sáng màu vàng ra ngoài, khô lâu màu vàng đại hỉ, lập tức há to mồm ăn hết, trong miệng còn có âm thanh bẹp bẹp vang lên, ai nghe cũng sơn hết gai ốc. Ừng ực, Điêu Tu chật vật nuốt xuống một chút, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Túc Bình cũng là nhăn mày lại, nói. Các ngươi là có ý gì? Muốn triệt để khai chiến sao? Tập Ngọc Luân một thân hắc bào thùng thình, mặt trên vô số kim sắc khô lâu, duỗi người, nói. Nơi này là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, ngươi còn hỏi ta là có ý gì? Đầu óc ngươi bị nước vào rồi sao? Túc Bình nói. Mặc dù là lãnh địa của phái ngươi, lẽ nào chúng ta ngốc cũng ngốc không được sao? Gặp mặt sẽ giết trưởng lão phái ta. Tập Ngọc Luân cười nhạo nói. Ngốc được, tự nhiên ngốc được. Nếu biết đây là lãnh địa của Phệ Hồn Tông, như vậy bên trong Chiến Hồn Sơn tất cả mọi người đều chịu phái ta bảo vệ, lại bị bọn ngươi giết sạch rồi, đây là đạo lý nào? Túc Bình thoáng chút thua thiệt, chỉ đành nói. Lúc chúng ta đi đến Chiến Hồn Sơn, người trong núi này cũng đã chết đi, thế nào trách ở trên đầu bọn ta? Nga, nguyên lai là như vậy. Tập Ngọc Luân không nhanh không chậm nói rằng. Vừa rồi Đoạn Kiền Hồng cũng là đột nhiên tự mình chết, chúng ta chỉ là vừa vặn nhìn thấy, đã thuận lợi bắt lấy hồn phách của hắn. Túc Bình gõ một cái đầu, nói. Vậy các ngươi bây giờ muốn phải như thế nào? Tập Ngọc Luân nhìn cự lộc quái thú bị khóa ở trung ương, mặt trên vũng bùn chỉ lộ ra nửa thân trên, hai đôi cự sừng như là hai tòa đá lởm chởm quái sơn, đỉnh đầu càng giống như một gò núi, lão giả ngồi ngay ngắn trên đó vẫn không nhúc nhích, như là đang nhập định vậy. Tập Ngọc Luân sắc mặt nghiêm nghị, cất cao giọng nói. Phệ Hồn Tông Tập Ngọc Luân gặp qua Thiên Tinh Tử đại nhân. Thiên Tinh Tử vẫn như cũ bất động thanh sắc, ngoảnh mặt làm ngơ. Tập Ngọc Luân lại cất cao giọng nói. Phệ Hồn Tông Tập Ngọc Luân gặp qua Thiên Tinh Tử đại nhân. Vẫn là vô thanh vô tức, Thiên Tinh Tử thật giống như đã cùng với cự lộc quái thú một đạo hóa đá. Tập Ngọc Luân kinh ngạc nói. Thiên Tinh Tử đại nhân đây là thế nào? Túc Bình lạnh nhạt nói. Tập Ngọc Luân đại nhân, hà tất giả bộ chứ? Nếu không phải biết trưởng môn lúc này khác thường, các ngươi dám giết Đoạn Kiền Hồng sao? Tập Ngọc Luân cười, nói. Nói như vậy ta nghe được tin tức là sự thật. Túc Bình nói. Ta rất muốn biết, là ai nói cho ngươi biết tin tức? Tập Ngọc Luân cười lạnh nói. Phái ta phó tông chủ Vưu Mật đại nhân cũng không phải vẫn đi theo bên cạnh các ngươi sao? Truyền quay lại chút tin tức toán ấy cái gì? Nói nhảm. Trong hang động rộng lớn chợt truyền đến một tiếng gầm lên, mấy đạo quang mang lóe lên,
thân ảnh khô gầy của Vưu Mật hiển hóa đi ra, vẻ mặt tái xanh, nói. Tập Ngọc Luân, đừng vội giá họa cho ta. Hắn nói. Túc Bình, việc này cũng không phải do ta làm. Hừm, Vưu Mật, người quả nhiên là kẻ phản bội. Tập Ngọc Luân lạnh lùng nói. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói không phải ngươi. Dĩ nhiên đầu phục Vạn Tinh Cốc, ngươi có còn nhớ rõ bang quy. Vưu Mật hơi biến sắc mặt, sau đó khôi phục bình thường, nói. Đương nhiên nhớ kỹ, nhưng ta càng nhớ kỹ Vạn Tinh Cốc bang quy. Hắn thản nhiên nói. Bởi vì ta trước khi tiến nhập Phệ Hồn Tông đó là người của Vạn Tinh Cốc. Cái gì? Mọi người đều là kinh hãi, ngay cả Điêu Tu cũng giật mình không thôi, nhìn về phía Túc Bình, tựa hồ đang cầu xin, nhìn thấy người sau mặt không biến hóa, liền biết Vưu Mật nói không sai. Trên mặt của Tập Ngọc Luân hoảng sợ không ngớt, cắn răng cả giận nói. Vạn Tinh Cốc bước này đi được thật là ác độc a. Thảo nào những năm gần đây Phệ Hồn Tông ta vẫn nơi trốn bị các ngươi áp chế, nguyên lai là tình huống như vậy. Túc Bình nói. Vưu Mật trưởng lão mấy năm này đích xác phát huy tác dụng không nhỏ, cực khổ. Chỉ bất quá Phệ Hồn Tông tựa hồ đã ở trong phái ta nằm vùng nội gián a, ngay cả thân phận của Vưu Mật trưởng lão cũng bại lộ, ta rất muốn biết nội gián là người phương nào. Vưu Mật vội hỏi. Nhưng cầu không thẹn trưởng môn đối với ta kỳ vọng, Phệ Hồn Tông nội gián nằm vùng trong lòng ta có mấy cái suy đoán, chỉ là không dám xác định. Túc Bình nói. Vậy là tốt rồi, đợi sau chuyện chỗ này, nhất định điều tra rõ. Tập Ngọc Luân vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Sau chuyện này, nếu bản tọa đã tới, các ngươi còn có thể rời khỏi nơi đây sao? Túc Bình động dung nói. Phệ Hồn Tông chín vị trưởng lão toàn bộ xuất động, xem ra thực sự muốn nhất quyết sinh tử, hai phái tranh chấp hậu quả, hoàng phủ bật trưởng môn có thể có suy tính. Tập Ngọc Luân cười gần nói. Nếu không có tông chủ đại nhân hạ lệnh, ta sao dám làm ra quyết đoán như vậy? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở tiêu diệt Vạn Tinh Cốc các ngươi a. Hồng bào lóe lên, hắn trực tiếp nhằm phía trong vũng bùn. Làm càn. Vưu Mật quát dẹp đường. Tập Ngọc Luân giao cho ta. Thanh quang chớp động xuống, liền đuổi theo, trong tay Phệ Hồn Phiên vừa ra, một đạo quỷ ảnh hướng phía hồng bào táp tới. Ngươi tên chó săn này, làm thật đúng là tận trách a. Tập Ngọc Luân giận dữ, quả đấm bấm tay niệm thần chú, một thanh lợi kiếm nắm trong tay mạnh mẽ đâm. Phanh. Lợi kiếm kia quang mang chém ở trên Phệ Hồn Phiên, chán phóng ra, bắn về phía tứ phương. Trong đó mấy đạo dư quang thẳng đến trung ương trên người Thiên Tinh Tử. Túc Bình sắc mặt trầm xuống, đi phía trước một bước dẫm lên liền xuyên toa mà qua, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Thiên Tinh Tử, phất ống tay áo một cái đem kiếm mang kia cuốn đi. Hôm nay ai cũng không cứu vãn được Vạn Tinh Cốc bại cục. Trường kiếm trong tay Tập Ngọc Luân vũ động, một phát chém xuống, quát dẹp đường. Vạn quỷ phệ linh. Đạo trường kiếm kia ở trong tay thoáng chút tiêu thất, hóa ra một khuôn mặt quỷ to lớn, mặt trên tràn đầy vết rạn nứt, phanh một tiếng tản ra. Trong sát na, vô số mặt quỷ lớn chừng quả đấm bay lên, như là cá trích qua sông, trong miệng phát sinh các loại tiếng kêu oa oa hướng trung ương phóng đi. Túc Bình mặt không đổi sắc, quả đấm vỗ xuống dưới lòng đất. Một đạo quang vượng mông mông từ lòng bàn tay hắn tản ra, ngưng tụ thành tinh hoàn phương viên 10 trượng ở quanh thân. Bang bang bang. Vạn quỷ lao xuống, toàn bộ đụng vào trong đó, khiến cho tinh hoàn bất ổn. Túc Bình xuất ra một khối ngọc bội, lăng không hóa ra vài đạo quyết ấn trên đó, ném ra ngoài. Ong ong ong. Trong ngọc bội truyền đến thanh âm như ong mật, vừa bay vào trong tinh hoàn, lập tức tuôn ra vô số ký hiệu, vòng quanh quang mang xoay tròn. Nhất thời tinh hoàn kết giới hỗn loạn thoáng chút trở nên kiên cố đứng lên, vạn quỷ vừa đụng chúng lập tức bị đánh văng ra, oa oa kêu to không ngớt. Vưu Mật kinh sợ không ngớt, quát dẹp đường. Chết tiệt! Trong tay hắn Phệ Hồn Phiên ném ra, lăng không mở ra, nhất thời một khô lâu kim quang lắc lư nổi lên. Khô lâu kia con người đảo một vòng, ở dưới quyết ấn của Vưu Mật khống chế bay ra, há mồm đã hướng bách quỷ cắn tới, bất diệt nhạc hồ. Tập Ngọc Luân giận dữ. Hai tay bấm tay niệm thần chú, trường bào bay tốc lên, phía sau một cái hư ảnh yêu thú to lớn nổi lên, mạnh mẽ nhảy vào trong cơ thể hắn. Đùng đùng, thân thể kia không ngừng mà nổ ra lực lượng tới, trong khoảnh khắc yêu hóa thành hình thể to lớn, hai chân mạnh mẽ hướng phía Vưu Mật bắn ra đi. Ầm ầm, Vưu Mật hoảng hốt, vội vàng quả đấm bấm tay niệm thần chú,
kim sắc khô lâu to lớn mạnh mẽ hạ xuống. Ầm ầm. Uy lực một quyền của Tập Ngọc Luân một đem khô lâu màu vàng kia đánh cho biến hình, quyền kình mạnh mẽ càng xuyên thấu mà qua. Phanh. Vưu Mật nắm phệ hồn phiên đưa ngang trước người, đem dự uy ngăn lại, tại chỗ chấn bay ra ngoài, trong mắt một mảnh kinh hãi. Phệ hồn tông lưỡng đại thần thông, chia làm hồn chiến kỹ pháp và tế luyện phệ hồn phiên, cái trước ban đầu tu luyện chắc trở, đồng thời tiến bộ thong thả, nhưng một ngày đại thành, uy lực vô cùng. Lúc trước Lý Vân Tiêu đó là cùng với Sa Vưu liên thủ thi triển tuyệt kỹ này, nhiều lần hóa hiểm thành an. Phệ hồn phiên tuy rằng tế luyện dễ dàng hơn, nhưng bước vào kim hồn cảnh giới, cứ để thăng một điểm liền cần nuốt chửng đại lượng hồn phách, đây là việc phạm kỵ, mặc dù ở bên trong phệ hồn tông cũng là minh lệnh cấm chỉ, cho nên muốn tu luyện được thập phần chắc trở. Vưu Mật thực lực hiển nhiên không bằng Tập Ngọc Luân, ở sau một kích liền bắt đầu sinh thối ý, không dám cứng rắn đối địch. Ngươi tên phản đồ này, bản tọa hôm nay liền trước tiên xé rách ngươi. Tập Ngọc Luân khuôn mặt dữ tợn, như là một con voi ma mút đứng thẳng lên, một bước liền xúc địa thành thốn, luân khởi đại quyền đánh mạnh đến. Toàn bộ hang động tuy rộng lớn, nhưng chiến đấu cũng cực nhỏ, Vưu Mật tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái liền đem phệ hồn phiên triển khai. Nhất thời thay trời đổi đất, toàn bộ hang động đều phảng phất đặt mình ở trong địa phủ, các loại cô hồn dã quỷ bay tới bay lui. Chủ hồn màu vàng kia hai mắt trợn lớn lên, phun ra ma chơi, hình thái kinh khủng. Hừm, phô trương thanh thế, nạp mạng đi thôi. Tập Ngọc Luân vẻ mặt cười nhạt, nơi quyền kình đi qua, toàn bộ dị tượng âm trầm đều bị phá vỡ. Vưu Mật sắc mặt trắng bệch, nắm phệ hồn phiên làm xong dự định liều mạng, giống to hơn muốn xông lên. Ba, đột nhiên một tay khoát lên trên vai hắn, nói. Để ta lên đi. Liền thấy kim quang lóe lên. Tướng quân để ngang trước người hắn, hai tay tạo thành chữ thập, trong mắt nổ bắn ra tinh mang, quát dẹp đường. Thanh khiếu phách quyền. Một đạo kim quang bắn ra, mạnh mẽ nghênh hướng quyền kình của Tập Ngọc Luân. Ầm ầm. Hai cổ quyền uy nổ lên, một mảnh đất rung núi chuyển, toàn bộ trong hang động tràn đầy loại lực lượng thánh khiết này, tựa hồ có thể đem lực lượng hóa giải càng không có sụp xuống. Cái gì, lực lượng này? Tập Ngọc Luân hoảng hốt. Chỉ thấy tướng quân quyền uy xuống, hắn dĩ nhiên không thể chống đối, cổ uy lực hảo hãn, mờ mờ ảo ảo ở trên hắn. Ngươi là... Hắn kinh hô lên. Tướng quân nói. Nếu đã dự định xuất thủ, sẽ có giác ngộ toàn quân bị diệt. Tập Ngọc Luân, vĩnh viễn táng ở dưới chiến hồn sơn đi. Phanh. Đột nhiên một tiếng vang dội, sau đó kim mang tuôn ra, thân thể tướng quân bị kiềm hãm, nắm tay mới giơ lên thật cao, đã dừng trên không trung. Tựa hồ không thể động đậy. Đôi mắt thâm thúy như biển chợt co rụt lại, nói. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt, chỉ thấy phía sau tướng quân, Vưu Mật một phiên bắn rơi, trực tiếp cắm vào vết thương trên người hắn, chỗ bị kiếm chạm tinh thần của Lý Vân Tiêu đánh thương. Không chỉ có như vậy, kim sắc chủ hồn trực tiếp nhảy vào bên trong khôi lỗi, còn có đại lượng cô hồn dã quỷ một chút tản ra, đem bốn phía tướng quân biến thành một mảnh âm trầm đáng sợ. Túc Bình cả giận nói. Vưu Mật, ngươi. Ha 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 ha. Vưu Mật tùy ý cười ha hả, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, lo lắng nói. Chư vị, không nghĩ tới sao. Tập Ngọc Luân cũng gương mặt cười nhạt và đắc ý, ánh mắt tràn đầy châm chọc giống như là nhìn thấy kẻ ngu si nhìn mọi người, hắc hắc chào phúng. Tướng quân sắc mặt không ngừng mà biến hóa, chủ hồn màu vàng kia ở trong cơ thể hắn không ngừng phá hư trận pháp. Hơn nữa bắt đầu thôn phệ linh hồn của hắn. Túc Bình cắn răng nói. Vưu Mật, người đó là nghĩa tử của trưởng môn A. Tại sao muốn phản bội Vạn Tinh Cốc? Đám người điêu tu đều kinh hãi, nghĩ không ra Vưu Mật vẫn còn có tầng quan hệ này. Vưu Mật cười hắc hắc nói. Túc Bình, người là sẽ thay đổi A. Ta ở phệ hồn tông nhiều năm như vậy, các người đã tuyệt không lo lắng ta sẽ thay đổi sao? Liền chỉ bằng một danh hiệu nghĩa tử hư vô mờ ảo. Có thể hơn được chức vị phó tông chủ phệ hồn tông của ta sao? Tướng quân! Sĩ Vô Song cả kinh, hai mắt đỏ bừng, thân ảnh chớp động liền vọt tới. Đồng thời một mảnh kim quang nổ đùng lên, mấy tên kỳ khôi khác cũng là bay lên trời, sắc mặt giận dữ. Thiêu, thiêu, thiêu! Mấy đạo nhân ảnh ngăn ở trước mặt bọn họ, đều là mang vẻ mặt châm chọc, chính là chín vị trưởng lão phệ hồn tông. Một người trong đó trong cơ thể truyền đến tiếng gào giống, một cổ yêu khí cuồng dã lao ra,
thân thể trong nháy mắt yêu ma hóa, lăng không lấy ra một cây thiết búa gõ xuống tới. Ầm ầm, không gian trực tiếp bị gõ nổ tung, một cổ gió lốc cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay tất cả. Vù vù, thân thể của năm tên kỳ khôi bị kiềm hãm, một cơn lốc sượt ở trên người phát sinh tiếng gió rít lạnh tóc gáy, đem năm người đều đánh văng ra. Hắc hắc, đàng hoàng một chút cho lão phu. Tên trưởng lão kia hé miệng rộng, lộ ra răng nanh kinh khủng. Tướng quân trong cơ thể không ngừng tuôn ra tiếng bang bang vang lên, khuôn mặt vặn vẹo lại, ngũ quan hết sức khó coi. Đột nhiên thần sắc thống khổ buông lỏng, bộ mặt chậm rãi giãn ra, đồng quang cũng từ từ tiêu thất, trên thân thể kim quang sán lạn ảm đạm xuống. Ha 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 ha, Vưu Mật cười như điên, nói. Thiên Tinh Tử, người bị hủy một đạo phân thân, người hôm nay đã là long khốn chỗ nước cạn, ngồi đợi bị rút gân bác cốt đi. Phốc, trung ương vũng bùn, lão giả ngồi trên cự lộc quái thú rốt cục có phản ứng, phun ra một búng máu tươi, mở hai tròng mắt, bắn ra hàn quang sắc bén, nhìn chằm chằm vào Vưu Mật. Ánh mắt kia lạnh lẽo, như là hàn băng vạn năm, khiến Vưu Mật đánh một giật mình, cả người run rẩy một chút. Vội vàng vận chuyển xa công, lúc này mới đem phần lãnh ý ngăn chặn, nhưng nội tâm hắn vẫn cực kỳ kinh hãi, cảnh giác miễn cưỡng cười nói. Nghĩa phụ đại nhân, không hổ là siêu phàm nhập thánh cường giả, bị diệt một đạo phân thân còn có thể có khí phách như thế. Túc Bình kinh hãi, bay lên đỉnh đầu cự lộc quái thú, nói. Trưởng môn, người thế nào rồi? Trong mắt của Thiên Tinh Tử tràn đầy thất vọng và thương hại, nhìn đến Vưu Mật nội tâm một trận khó chịu, quay đầu sang chỗ khác né tránh. Thiên Tinh Tử thu hồi ánh mắt, nếp nhăn trên mặt thoáng chút tăng nhanh, thở dài nói. Vẫn bị thất bại, người định không bằng trời định a. Trong mắt Túc Bình lóe lên một đạo lễ mang, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như thường, nói. Thiên hành có thường, không thể làm trái. Thiên Tinh Tử gật đầu, trong mắt tuôn ra hàn mang, nói. Thế nhưng đám kiến hồi phệ hồn tông này và Vưu Mật lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua. Hắn lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, chỉ thấy một đạo quang mang xuyên qua tinh hoàn, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở trước mặt Vưu Mật, ngũ chỉ như chảo hạ xuống. Vưu Mật cả người run lên, ngũ chỉ như là cự trụ giơ lên trời, định trụ một phương thiên địa, tự mình quanh thân huyệt vị bên trong nguyên lực như là trong nháy mắt ngưng động lại, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lạnh từ hai gò má hắn chảy xuống. Thanh! Tập Ngọc Luân hét lớn một tiếng, hai tay ở trước người vẽ vòng tròn, một đạo ấn ký ở giữa hai tay ngưng tụ thành, mạnh mẽ chụp được. Mã Vương cổ công! Phanh! Một cổ sức mạnh to lớn dũng mãnh vào trong cơ thể. Trong nháy mắt giải khai toàn bộ gông cùm trên người hắn. Trong song đồng của Vưu Mật mạnh mẽ bắn ra tinh mang, bầu trời hiện ra thân ảnh cự thú. Thanh Dương Quỷ Lục Quyết. Hai tròng mắt của Vưu Mật thoáng chút hóa thành lục sắc, từ trong cơ thể tuôn ra hồn phách màu vàng kia, song trưởng đánh ra. Lực lượng của hai người vào giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, toàn bộ không gian bên trong hang động đều hơi bị xoay tròn, mọi người đều cảm thấy một cổ lực lượng to lớn khó có thể địch nổi. Ẩn ở trong hư không Lý Vân Tiêu cũng là trên mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay quyết ấn biến đổi, một ký hiệu trong suốt bay ra, một chút tản ra. Trên người hắn và Trần Thiến Vũ hai người bao bọc một tầng u quang, ở dưới không gian kia bắt đầu khởi động lực lượng bình yên vô sự. Lý Vân Tiêu thời khắc này trong song đồng như yên như sương, bạch mang một mảnh, nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt lại là hắc lấm tấm điểm, quỷ dị phi thường. Kỳ quái! Nội tâm hắn âm thầm thì thầm một tiếng. Trong song trưởng của Vưu Mật lực lượng như bài sơn đảo hải áp đến về phía trước. Trong song đồng của Thiên Tinh Tử bắn ra hàn quang lăng liệt, quát dẹp đường. Nghịch tử, muốn chết. Ngũ chỉ nắm chặt, trên không trung hiện ra hư ảnh, toàn bộ một cơn lốc tựa hồ hơi bị kiềm hãm, sau đó mạnh mẽ mở đánh ra. Ầm. Thiên Tinh Tử vỗ vào một trường trong một cơn lốc, toàn bộ kim sắc hồn phách trực tiếp bị đánh biến hình, lưỡng cổ lực lượng trùng kích cùng một chỗ. Phốc. Phốc, hai người Tập Ngọc Luân và Vưu Mật đều là phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Trong mắt hai người kinh hãi không gì sánh được, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, chỉ thấy Thiên Tinh Tử cũng là khóe miệng tràn ra tiên huyết, hiển nhiên thụ thương không cạn. Ha ha ha, Thiên Tinh Tử, nghĩ không ra sẽ có ngày hôm nay đi. Vưu Mật vừa chỉ thương thế của mình, lại vừa cười như điên nói. Không cần tông chủ đại nhân xuất thủ. Chỉ dựa vào chúng ta cũng đủ để diệt ngươi.
Thiên tinh tử sắc mặt tái xanh, quát dẹp đường. Nghịch tử, vì sao phản bội ta? Vưu Mật lạnh lùng nói. Nghịch tử, phóng sạch sẽ một chút cái miệng của ngươi. Ai là con của ngươi? Sắc mặt của thiên tinh tử dị thường xấu xí, cắn răng nói. Lúc trước ta thấy ngươi thiên phú cực cao, lúc này mới đem ngươi mang về tài bồi, không ngờ lại là nuôi bạch nhãn lang. Vưu Mật sẵn giọng nói. Bạch nhãn lang, hừm, ngươi đem ta mang về vạn tinh cốc, còn không phải là bởi vì ta tự thân thiên phú cao, nếu ta thiên phú rác rưởi mà nói, ngươi sẽ mang ta trở về sao? Còn nữa đem ta xếp vào bên trong phệ hồn tông, làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi có từng cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Thiên tinh tử tức giận cả người run rẩy, rung giọng nói. Ngươi cái tên nghịch tử này. Câm miệng. Vưu Mật phẫn nộ quát. Tên Túc Bình này mới là con trai ngươi đi. Hắc hắc, một tiểu tử thật trắng trẻo, ta thật không biết hắn có bản lãnh gì, có thể lăn lộn đến ngươi ngay cả tướng quân đều đưa cho hắn. Không chỉ có là ta không phục, sợ rằng cả vạn tinh cốc đều không có ai tin phục. Túc Bình sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, một tia rung động chưa từng, lẳng lặng đứng ở trên đỉnh đầu cự lộc quái thú, mà quái thú tựa hồ bị ống khóa che lại, triệt để chỗ ở trong giấc ngủ say. Điêu Tu cả giận nói. Kẻ phản bội, không cần tìm cho mình mượn cớ. Trong mắt của Vưu Mật lóe lên vẻ lo lắng, lạnh giọng nói. Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng xứng nói chuyện với ta. Điêu Tu bị hắn quát vẻ mặt đỏ bừng, chỉ đành cả giận nói. Kẻ phản bội đáng xấu hổ, người người đều có thể mắng. Ha ha, thiên tinh tử đại nhân, ngươi thật sự có khiếm lo lắng. Vưu Mật có được thiên phú như thế, ở phệ hồn tông làm sao sẽ không được coi trọng đây. Nhưng lấy tu vi và tâm tính của hắn, há có thể lừa gạt được tông chủ đại nhân. Tập Ngọc Luân cũng là nhịn không được cười nói. Thiên tinh tử lạnh giọng nói. Hay cho một chiêu tương kế tự kế, hoàng phủ bật ở nơi nào? Để hắn đi ra. Tập Ngọc Luân nói. Đối phó ngươi không cần tông chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Ngươi bị chúng ta hủy một đạo phân thân, lúc này lại bị chúng ta kích thương, chỉ cần ta và Vưu Mật hai người liên thủ, liền có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Ha ha, quá ngây thơ. Trên người thiên tinh tử mạnh mẽ tuôn ra khí tức, lăng không ép tới, châm chọc nói. Các ngươi đã là cửu tinh đỉnh phong cường giả, lẽ nào vẫn không rõ siêu phàm nhập thánh đáng sợ sao? Mặc dù ta chỉ còn lại có một tia lực lượng, cũng không phải là các ngươi có thể chống lại. Toàn bộ không khí bị khí thế của hắn đẩy rung động, ở bên trong hang động không ngừng quay về, hai người Vưu Mật và Tập Ngọc Luân cả kinh. Không ngừng mà lui về phía sau. Thiên tinh tử rất tiếc rẻ nguyên lực trên người, từng bước một hướng phía hai người ép tới, lạnh lùng nói. Nếu hoàng phủ bật ẩn núp không được, ta đây trước hết thu thập hai người các ngươi món lòng, ta lại muốn nhìn hắn có thể thấy chết mà không cứu được hay không. Tập Ngọc Luân quát dẹp đường. Ngươi mới là lão bất tử món lòng. Giống. Trong cơ thể hắn truyền đến tiếng yêu hồn gầm gừ, lăng không đạp một cái hai chân liền vọt tới. Đại quyền đánh nổ uy áp, ầm ầm xuống. Vưu Mật cũng biết lúc này là sống chết trước mắt, trước hết xuất thủ chiếm thượng phong, nhưng hắn dù sao cũng là nghĩa tử của thiên tinh tử, nội tâm thủy chung chột dạ, không có khí tức giống như Tập Ngọc Luân vậy. Phệ hồn phiên trên không trung vừa chuyển, lăng không phấp phới, kim sắc chủ hồn bay ra, kiệt kiệt tiếng cười quái dị, há to mồm đã cắn tới. Chút tài mọn, thiên tinh tử nghiêm nghị mà đứng, đưa tay chộp một cái. Nhất thời đem một quyền của Tập Ngọc Luân đều tiếp được, bị chấn lên từng vòng quyền mang kích tán. Sau đó tay trái lăng không một chảo, một thanh chiến đao bay vụt mà đến, trên đao ký hiệu chớp động, mơ hồ có các loại trận pháp, hàn quang lăng liệt tùy ý chém xuống. Suy, bầu trời trong nháy mắt bị chém ra, hồn phách màu vàng kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, sau khi lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thoáng chút hóa thành hai kim hồn, kiệt kiệt lao xuống. Hừm. Xem ra ngươi cũng đem phệ hồn tông công pháp làm chủ tu rồi, hiện tại để ngươi biết một chút về vạn tinh cốc tuyệt học. Đao mị. Thiên tinh tử vung tay trái lên, trên đao phát sinh tiếng run rẩy ong ong, thoáng chút bắn ra vô số thanh mang, trong nháy mắt đem lưỡng đạo kim sắc hồn phách trói buộc. Vỡ. Chiến đao vung lên, lưỡng đạo kim hồn trong nháy mắt bị vắt nát bấy. A. À. Vưu Mật không rõ kêu thảm một tiếng, trên người tuôn ra nghìn vạn đạo cột máu tới. Tựa như đao kia mị lực chém ở trên người hắn, cả người lăng không lui về phía sau, khí thế không ngừng yếu bớt. Tập Ngọc Luân kinh hãi,
hai bên gò má chảy xuống mồ hôi lạnh, một quyền của mình bị Thiên Tinh Tử chộp vào lòng bàn tay, hoàn toàn không thể nhúc nhích, trong cơ thể yêu hồn tựa hồ bị đối phương kiềm chế. Vạn Tinh Cốc và Phệ Hồn Tông đối lập vô số năm, nếu nói là đương đại đối với Phệ Hồn Tông chiến pháp lý giải, đồng thời am hiểu sâu cách phá giải nhất, không phải Vạn Tinh Cốc chẳng còn ai khác. Vô số năm qua, các loại thần thông tuyệt học của Vạn Tinh Cốc, trên cơ bản đều có nhằm vào Phệ Hồn Tông khắc chế ở bên trong. Kế tiếp sẽ chém ngươi. Thiên Tinh Tử xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Tập Ngọc Luân, vung lên đao tới, khóe miệng hiện ra tàn nhẫn châm biếm. Chi! Tập Ngọc Luân hoảng hốt, một trái tim không ngừng trầm xuống, hét lớn. Ta không tin. Hai gã cửu tinh đỉnh phong ở dưới bố trí chu đáo chặt chẽ, diệt phân thân của đối phương, đồng thời liên thủ một chiêu trực tiếp kích thương đối phương, lúc này lại vẫn không còn sức đánh trả. Mã Vương cổ công. Trong cơ thể Tập Ngọc Luân truyền đến không cam lòng giống giận, cả người thân thể lần thứ hai biến thành lớn, bị quả đấm của Thiên Tinh Tử cầm chậm rãi xoay, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Trên mặt của Thiên Tinh Tử châm biếm không giảm, một đao đánh xuống. Ngay khi trái tim của Tập Ngọc Luân rơi xuống đáy cốc, nguy cơ tử vong bao phủ, cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời gian, ánh đao kia đột nhiên vừa chuyển, vốn có khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tiêu thất, cả người thoáng chút thoải mái hơn. Suy, đao mang thuận lợi chém về phía hơi nghiêng, đem bầu trời bổ ra. Một đạo thân ảnh màu đen ở tiếp ánh đao trực tiếp bị chém thành hai khúc, nhưng thân ảnh kia một chút hoảng hốt, lại dung hợp cùng với nhau, đao mang kia thật giống như đã từ trong cơ thể hắn xuyên thấu mà qua vậy. Thân ảnh màu đen kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên, người Phệ Hồn Tông thì đại hỉ. Tông chủ đại nhân, mọi người lúc này đều kêu to lên, thanh thế rung trời. Tiếng nổ vang vọng khắp động đá vôi. Sắc mặt Vạn Tinh Tử âm hàn, cắn răng nói. Hoàng Phủ Bật, ngươi là con rùa đen rút đầu đã chịu ra rồi sao? Đạo thân ảnh kia mặt đen lại, trên môi là hai dòm râu dài, nhìn qua giống như thân hào nông thôn, hai mắt có uy và dòng điện lập lòe. Hắn nhìn qua Vạn Tinh Tử, đảo mắt nhìn qua tinh không, nói. Lý Vân Tiêu, Trần Thiến Vũ, xuất hiện đi. Mọi người đều cả kinh. Nhìn theo ánh mắt của Hoàng Phủ Bật, Vạn Tinh Tử và Túc Bình đều nhướng mày. Thân ảnh sĩ vô song chấn động, hắn lập tức đưa mắt nhìn qua. Lý Vân Tiêu biết rõ giấu không được, đành phải thu ấn quyết lại, cùng Trần Thiến Vũ hai người hiển lộ thân ảnh trong hư không. Vạn Tinh Tử cả kinh, nói. Trên người của ngươi có tổn thương. Lý Vân Tiêu cười nói. Là do các hạ thủ lưu tình, không có một tát chụp chết tại hạ, cảm tạ ân không giết. Hừ. Vạn Tinh Tử hừ một tiếng. Hoàng Phủ Bật nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, dùng tay vuốt chòm râu mép, nói. Quả nhiên là khí chất cổ phi dương, chậc chậc, thật sự là không thể ngờ lại đoạt xá tiên thiên chi thai, có phách lực. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không hiểu thì chớ nói lung tung, chuyện ta ác như vậy, ngươi cho rằng ta là ngươi hay sao? Râu mép Hoàng Phủ Bật run lên, trong mắt bắn ra hào quang quái dị, nói. Chẳng lẽ không phải đoạt xá tiên thiên chi thai? Lý Vân Tiêu nói. Hỏi nhiều như vậy làm chi? Biết rõ cũng không có chỗ tốt cho ngươi đâu. Hoàng Phủ Bật thả tay xuống, nói. Được rồi, việc này ta sẽ không tìm tòi làm cái gì. Ngươi tại thành Hồng Nguyệt huyên náo xôn xao, hiện tại tới nơi này của ta làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Việc này nói rất dài dòng, gặp phải mấy vị đánh nhau là hoàn toàn ngoài ý muốn. Không thể ngờ hai vị tông chủ đại nhân lại xuất hiện ở đây, xin hỏi ta hiện tại có thể đi không? Đi. Hoàng Phủ Bật cười nói. Thời khắc lịch sử như vậy, ngươi không muốn nhìn hay sao? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Sau khi nhìn ta có thể rời khỏi hay không đã? Khóe mắt Hoàng Phủ Bật mang theo ý nghiền ngẫm, nói. Vậy phải xem chính ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Ta là người đần, ngươi nói thẳng là có hay là không? Hoàng Phủ Bật cười nói. Phi Dương huynh làm gì khiêm tốn như vậy? Dùng tài trí của ngươi há không rõ? Hiện tại tông ta diệt Vạn Tinh Cốc nằm trong lòng bàn tay, Phi Dương huynh cứ đứng ngoài xem là bình yên vô sự. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói. Nghe cũng không tệ. Hắc hắc, cổ Phi Dương, ngươi là người thông minh, lời này ngươi tin sao? Thiên Tinh Tử vẻ mặt trào phúng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Hoàng Phủ Bật đại nhân nói thành khẩn rõ ràng, phát ra từ đáy lòng, vì sao không tin chứ?
Thiên tinh tử cười lạnh nói. Biết rõ còn cố hỏi, giả vờ làm cái gì vậy? Tuy ta với ngươi không quen, nhưng mà nghe đồn về ngươi không ít. Tăng thêm ngươi lần này giả chết 20 năm, đoạt xá tiên thiên chi thai, người có thể làm ra chuyện như vậy há có thể là người ngu. Đừng quên Hoàng Phủ Bật có thiên cấp chủ hồn muốn nhất ăn là cái gì sao? Hoàng Phủ Bật lạnh giọng nói. Thiên tinh tử, đừng có sắp chết lại châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta với Phá Quân Võ Đế, hai người chúng ta từng có giao tình đấy. Thiên tinh tử cười nhạo nói. Cái gọi là giao tình của các ngươi, sợ rằng là ngồi cùng một chỗ uống chung hai chén trà. Lý Vân Tiêu suy tư nói. Là một chén. Hừ. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật trầm xuống, nói. Phá Quân Võ Đế, đừng nói ta không niệm giao tình. Ngươi lựa chọn đứng về phía ta hay là đối địch với ta? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không chọn có được hay không, trực tiếp để cho ta rời khỏi. Các ngươi thần tiên đánh nhau, chúng ta phàm nhân gặp nạn. Hoàng Phủ Bật nói. Vậy cũng không do ngươi, ngươi bây giờ chỉ có tu vị cửu tinh võ đế, nếu không bằng vào chút giao tình, nào có tư cách bàn điều kiện với ta? Lý Vân Tiêu nói. Lời này nghe thật tổn thương tình cảm. Vưu Mật nói. Tông chủ đại nhân, nếu tên Cổ Phi Dương này không niệm tình xưa, cần gì cho hắn mặt mũi? Tông chủ đại nhân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hoàng Phủ Bật nói. Ân, ngươi nói cũng đúng, hồn của Phá Quân Võ Đế cùng Trần Thiến Vũ ngươi cứ lấy đi, vừa vặn tăng cái phiên của ngươi lên một cấp độ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu như thường, sắc mặt Trần Thiến Vũ đại biến, tràn đầy vẻ giận dữ, sát khí tỏa ra ngập trời. Vâng, tạ tông chủ đại nhân. Vưu Mật cuồng hỉ, ánh mắt đảo qua Lý Vân Tiêu hai người, nói. Tập Ngọc Luân, phiền toái ngươi giúp ta. Trên mặt Tập Ngọc Luân mang theo thần sắc phức tạp, nếu để cho Vưu Mật đạt được hồn của hai người này, sợ là thực lực sẽ đuổi kịp và vượt qua mình, nhưng giờ phút này trước mặt tông chủ lại không thể biểu hiện là mình không muốn, huống chi Vưu Mật chơi vô gian đạo, tương kế tự kế, cống hiến thật lớn cho hành động lần này, nếu lần này có thể thuận lợi tiêu diệt Vạn Tinh Cốc thì công lao của hắn lớn ngập trời. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn chúng không thoát được đâu. Tập Ngọc Luân hàm hồ ứng tiếng nói. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài. Ai, thật sự là thế sự như quân cờ. Thiên tinh tử đại nhân, vừa rồi ngươi mới đả thương ta, không thể ngờ rằng lúc này mệnh châu chấu như ta rồi. Phi, ai mệnh châu chấu với ngươi chứ? Thiên tinh tử khinh thường nói. Ngươi chỉ là cửu tinh võ đế, làm gì có tư cách cùng mệnh với ta? Chỉ là pháo hoi hôi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Lời này đúng là đả thương ngươi, kẻ yếu không nhân quyền, đi đâu cũng bị khinh thị. Ha ha, đã thừa nhận chính mình là kẻ yếu, vậy nên nhận mệnh đi. Trong mắt Vưu Mật bắn ra hào quang tham lam, nhịn không được đoạt xuất thủ trước, hắn ném phệ hồn phiên ra bay thẳng về phía hai người, muốn ngay lập tức nuốt hồn phách của hai người ngay. Hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy tướng quân kích thương hai người này, tuyệt không khả năng hoàn toàn khôi phục trong ngắn hạn, tuy trên người Lý Vân Tiêu nhìn không ra mánh khóe, nhưng mà sắc mặt Trần Thiến Vũ lại khó coi, nội thương hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Phệ hồn phiên mở ra ngay trên không trung, khí tức âm trầm đáng sợ bao phủ hai người, lập tức thay trời đổi đất, trở thành địa ngục khổ hải, khắp âm hồn du quỷ bao phủ các nơi. Trong nội tâm Trần Thiến Vũ lục bộp chấn động, giật mình không thôi, bất luận võ giả nào cũng cực kỳ sợ hãi công pháp của Phệ Hồn Tông. Ngoại trừ Vạn Tinh Cốc. Khặc 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 khặc. Những du hồn kia cười quái dị, quấn quanh lượn vòng bao phủ hai người, không ngừng cắn nuốt đế khí của bọn họ. Chủ hồn màu vàng đứng cách đó không xa, hai mắt tỏa ra hào quang, thèm chảy nước miếng. Cười con em ngươi. Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, thái cổ thiên mục ở mi tâm mở ra, hỏa diễm bắn ra ngoài. Sau đó hai tay hóa vòng, gió mạnh xoáy lên, mơ hồ có tiếng rít. Đại phong xa. Ngọn lửa xoay tròn theo gió xoáy, nó lập tức bay qua thiêu đốt ngập trời, lập tức hóa thành biển lửa. A à, những du hồn kia không ngừng hét thảm lên, chúng bị hỏa diễm đốt thành cho tàn, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa. Ngay cả chủ hồn màu vàng cũng thét thảm thiết, nó không ngừng nhảy loạn trong hỏa diễm, không ngừng kêu to. Tất cả mọi người lập tức cả kinh, cảm nhận được lực lượng hỏa diễm kia mang theo linh tính rất mạnh, không ngừng đốt hộ thể nguyên lực của bọn họ. Hoàng Phủ Bật cao mày nói. Thiên phượng chân hỏa. Sắc mặt Vưu Mật trắng bệch, rất nhiều du hồn tử vong và chủ hồn trọng thương làm hắn bị ảnh hưởng theo,
sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Tập Ngọc Luân đại nhân, chư vị trưởng lão. Vài tên trưởng lão đang định ra tay, Tập Ngọc Luân nói. Không cần sợ, người này thần hỏa cực kỳ bất phàm, trước tiên xem rõ ràng rồi động thủ. Vưu Mật tức giận. Đợi xem rõ ràng, kim hồn của ta có phiền toái. Tập Ngọc Luân cau mày nói. Vưu Mật đại nhân, tính trước làm sau, nhiều tính toán nhiều thắng, đây chính là đạo vô địch. Lý Vân Tiêu đánh ra một chảo, đại chùy xuất hiện trong tay mang theo lôi quang cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm, lôi điện lập tức bao phủ chủ hồn, hơn nữa lập tức nổ tung, vô số lôi long nổ cực lớn. Phốc, Vưu Mật không ngừng thổ huyết, thân thể bị cắn trả bay ngược ra sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, bộ dáng già nua hơn 10 tuổi. Trong lòng Tập Ngọc Luân mừng rỡ, lúc này mới có một chút tốt đẹp, giả bộ như tức giận. Cảm thương người phệ hồn tông của ta, muốn chết. Giống. Trong cơ thể hắn có mãnh thú gào rú, dường như đã bị lây, sau lưng có ba gã trưởng lão phệ hồn tông cũng đồng thời yêu hóa, yêu khí cường đại bắn ra ngoài. Phanh. Thân hình Tập Ngọc Luân lóe lên, nhanh chóng xuyên qua biển lửa xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, đánh ra một quyền. Lý Vân Tiêu trên mặt cười lạnh, thiên chùy không biết đổi thành lãnh kiếm, trực tiếp đâm vào quyền phong kia. Kiếm quang lăng liệt, xùy một tiếng xuyên qua quyền kình. Toàn thân Tập Ngọc Luân đại chấn, chỉ cảm thấy trên nắm tay có lạnh ý băng hàn, cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu. Gai xương. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, trên nắm tay ken két tỏa ra bạch cốt tùm, giống như đâm vào người hắn. Phanh. Lý Vân Tiêu một kiếm chém lên gai xương kia, lại không thể gọt đứt, nhíu mày suy tư. Tập Ngọc Luân thu gai xương, hắn đổi tay cầm kiếm, đánh ra một quyền, quát. Chết đi. Người dám nói chữ chết, với ta đã không có bao nhiêu kẻ còn sống trên đời. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, một đạo ấn quyết hiện ra, âm thanh long cong từ kiếm quang bắn ra ngoài, chung quanh là kiếm phủ bay đầy trời, hình thành kết giới bên canh hắn. Sắc mặt Hoàng Phủ bật biến hóa, quát. Nguy hiểm. Hắn vẫn không nhúc nhích, Vạn Tinh Tử cũng không nhúc nhích. Tất cả mọi người biết rõ một khi bọn họ ra tay, tất nhiên sẽ là thiên băng địa liệt, cả thiên địa sụp xuống. Bang bang! Gai xương của Tập Ngọc Luân bị chém thành hai đoạn, kiếm ý vòng qua trước người Lý Vân Tiêu một vòng, một quyền kia lại đánh tới. Ầm ầm! Một tiếng nổ vang lên, Tập Ngọc Luân kêu thảm một tiếng bay ngược ra, chỉ thấy hắn nằm trên mặt đất huyết nhục mơ hồ. Hoàng Phủ bật nói. Ngàn vạn không được chủ quan. Đừng quên linh hồn trong thân thể này chính là đệ tam võ đế, thiên hạ đệ nhất kiếm giả, phá quân cổ phi dương A. Thân ảnh Vạn Tinh Tử hơi động một chút, dường như cũng bị những lời này ảnh hưởng, lập tức có vài phần tâm tư xem cuộc chiến. Lý Vân Tiêu một kiếm đắc thủ, trên mặt châm chọc, cầm theo kiếm đi lên từng bước. Vưu Mật mặc dù nhìn qua có phần hả hê, nhưng trông thấy Lý Vân Tiêu hung hãn mạnh mẽ như vậy, trong lòng có chút sợ hãi, quát to. Chín vị trưởng lão đồng loạt ra tay. Chín người chấp động trong khoảng khắc, thoáng cái vây quanh Lý Vân Tiêu, ngăn cản đường đi của hắn. Túc Bình vào lúc này đứng trong tinh hoàn, sắc mặt nghiêm nghị, nói. Điêu Tu trưởng lão, Sĩ Vô Song, đây là thời điểm các ngươi phục vụ tông môn rồi đấy. Vâng, chết mới dừng. Sắc mặt Điêu Tu trầm xuống, hắn và Thất Tán Tử lộ ra khí chất thấy chết không sờn. Quân khôi Sĩ Vô Song không có tâm phản bội. Trên người tỏa ra kim quang chuẩn bị liều chết. Hào khí trong động đá vôi trở nên khẩn trương lên, chân khí thánh khiết cũng ngưng kết lại. Lý Vân Tiêu rút kiếm từng bước tiến lên, nói. Hoàng Phủ bật, hôm nay ngươi diệt Vạn Tinh Cốc, còn muốn rút hồn của ta, đúng là dã tâm quá lớn nha. Có lẽ sẽ để ngươi cả đời hối hận ở đây. Quang Phủ bật cười lạnh nói. Cổ Phi Dương, ngươi cũng từng là tồn tại tuyệt đỉnh trong thiên hạ, mặc dù linh hồn của ngươi mạnh hơn nữa. Tu vị thân thể chỉ có cửu tinh võ đế mà thôi, ở trước mặt của ta nhảy nhót cái gì? Huống hồ đối với ngươi, ta đã có an bài rồi, Côn Lãng trưởng lão. Hắn vừa quát lên, chín tên trưởng lão có một lão giả đi ra. Đôi mắt lão giả này híp lại, nó có màu nâu sậm, nhìn qua giống như không màu. Tập Ngọc Luân đại hỉ nói. Ta đúng là quên, dùng năng lực của Côn Lãng trưởng lão đối phó Cổ Phi Dương này dễ như trở bàn tay. Côn Lãng nói. Tông chủ cùng phó tông chủ đại nhân nâng đỡ, ta hết sức nỗ lực. Tập Ngọc Luân nói, đây không phải hết sức, mà là phải làm được. Vâng,
Côn Lãng hét lớn một tiếng, khí thế trên người dâng trào, khí thế tỏa ra chung quanh làm cát bay đá chạy. Nhưng mà mọi người là cường giả, cũng không cảm thấy có gì dị thường. Nhưng mà Hoàng Phủ bật nhíu mày, nói. Khí tức thánh khiết làm người ta an tâm này là từ đâu mà có? Vạn Tinh Tử khẽ nói. Ngươi không cần biết. Hoàng Phủ bật gật đầu nói. Vậy bỏ đi, đợi tí nữa ta sẽ tra rõ ràng. Sau khi khí thế Côn Lãng bạo phát, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn bay lên sau đó nở ra. Hắn há to miệng thốt ra vài tiếng, từng thanh quang của hắn từ từ tạo thành trường kiếm. Kiếm kia tạo thành mặt quỷ đáng sợ, thân kiếm hư thực bất định, rất phiêu hốt. Sau khi tạo thành thanh kiếm này, linh khí của Côn Lãng giảm nhiều, thân hình trở nên cứng ngắc, hắn khô quắt như cái xác không hồn, thời điểm cầm trường kiếm trong tay, trong hốc mắt bắn ra vài đạo hào quang sáng ngời. Nhất kiếm chảm thiên. Trường kiếm sáng ngời quét qua hư không, Côn Lãng nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp phóng tới Lý Vân Tiêu. Trên thân kiếm có quỷ dị, nhưng tính sao? Một kiếm của Lý Vân Tiên chém lên bầu trời, thoáng cái bổ qua. Nhất kiếm chảm thiên. Cả không gian đột nhiên vỡ ra, kiếm khí lăng lệ như sóng biển quét qua Côn Lãng. Oanh! Kiếm thế xuyên thấu qua hồn lưu kiếm, trực tiếp chém lên người Côn Lãng, kiếm quang nhập vào cơ thể, phanh một tiếng bắn ra sau lưng, bắn vào vách động, đá vụn bắn ra các nơi. Sắc mặt Côn Lãng vặn vẹo thống khổ, miệng thổ huyết thật nhiều, hiển nhiên trọng thương. Trần Thiến Vũ nhịn không được cười lên, nói. Vị trưởng lão này cũng quá mức vô lễ a. Hắn mỉm cười lắc đầu, lại đột nhiên nụ cười cứng lại, kinh hãi nói. Vân Thiếu, ngươi như thế nào? Thân ảnh Lý Vân Tiêu run rẩy khó hiểu, trên trán mồ hôi rơi xuống như mưa, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trần Thiến Vũ lúc này mới phát hiện, kiếm trong tay Côn Lãng như nhuyễn tiên dài hơn 10 thước, trực tiếp chọc vào ngực của Lý Vân Tiêu, kiếm kia gần như trong suốt, không ngừng có phù văn quỷ dị lưu động phía trên. Biến hóa này làm người bên ngoài Phệ Hồn Tông kinh hãi, đồng tử Túc Bình đột nhiên co lại, cả kinh nói. Hồn lưu kiếm, đây là hồn lưu kiếm thuật. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Cái gì là hồn lưu kiếm thuật, Vân Thiếu không có việc gì chứ? Hắn cầm kiếm đứng đó, sắc mặt cảnh giác nhìn qua chung quanh. Hộ pháp ho Lý Vân Tiêu. Ha ha, trước kia Lý Vân Tiêu đoạt xá là tiên thiên chi thai, hiện tại bị hồn lưu kiếm chém trúng, hắn phải chết không nghi ngờ. Vưu Mật cuồng hỉ, trong mắt có tinh quang lóe lên, kêu lớn. Côn Lãng trưởng lão, ngàn vạn đừng làm hồn phách của hắn tổn thương quá lợi hại. Ta còn muốn ăn đấy, khặc khặc khặc. Lý Vân Tiêu đau nhức khom lưng xuống, một tay che trước ngực, đôi môi trắng bệch run rẩy lên. Túc Bình nói. Hồn lưu kiếm cũng không chỉ là thanh kiếm, mà là thần thông truyền thừa của Phệ Hồn Tông, có thể ngưng tụ hồn phách của mình thành thanh kiếm, trực tiếp công kích thậm chí thôn phệ linh hồn đối phương, chỉ cần một chiêu đắc thủ này đã có kết quả tất thắng rồi. Linh hồn. Lý Vân Tiêu rung giọng nói. Đạo lực lượng này, nó đang rút linh hồn lực. Hoàng Phủ bật lạnh lùng nói. Đoạt xá tiên thiên chi thai có thể dung hợp thân thể không có gì khác cả. Nhưng hồn lực quá mạnh mẽ lại không thể thông qua thân thể phát huy ra, giống như mãnh hổ bị nhốt trong lồng, dùng hồn lưu kiếm đối phó ngươi là tốt nhất, không ai giá khiêu chiến chiến hồn sơn, mai táng biết bao anh hùng hào kiệt, chôn cất không ít người như Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng sử dụng kiếm chém vào hồn lưu kiếm, lại trực tiếp xuyên qua, căn bản là vật vô hình. Côn Lãng giống như cương thi, bắt đầu chậm rãi khôi phục khí huyết, rốt cuộc khôi phục sáng bóng. Vô dụng, kiếm này chính là hồn phách của ta tạo thành, vô ảnh vô hình, giống như dòng nước chuyển động, đây là hồn lưu, cầu một khi dựng mà thành thì vĩnh viễn khó giải, thẳng tới khi ta rút sạch hồn lực mới thôi. Lý Vân Tiêu nói, ý của ngươi kiếm chính là hồn của ngươi. Côn Lãng gật đầu nói, đúng vậy, phá quân đại nhân, ta biết rõ ngươi nghĩ gì, nhưng mà phản công ta thật sự không thực tế. Hồn lưu kiếm này ta tu tập nhiều năm, thu nạp vô số hồn phách. Đã luyện thành không hồn không chảm, mặc dù là cửu giai đại thuật luyện sư cũng có thể chém giết dễ dàng. Vưu Mật cả kinh nói. Côn Lãng người người rút sạch hồn lực của hắn, ta ăn thế nào? Côn Lãng nói. Phó tông chủ đại nhân yên tâm, ta chỉ là rút sạch hồn lực của hắn, cũng không thôn vệ hồn hắn, đợi tí nữa phó tông chủ đại nhân tự ra tay thu tính mạng của hắn là được. Vưu Mật nói. Cũng chỉ có thể như vậy, hồn lực bị rút sạch nhưng hồn phách vẫn còn.
cần dùng đại lượng tinh hồn chăn nuôi là đủ. Trần Thiến Vũ thấy Lý Vân Tiêu đã không sức hoàn thủ, đã sớm không yên lòng, tức giận giống lên, cầm kiếm đánh tới. Hừ, xem rõ đây là phương nào đi, đây đâu phải nơi ngươi dương oai. Tên trưởng lão hóa yêu của Phệ Hồn Tông lúc này đánh tới một quyền. Ầm ầm, quyền phong tuôn ra như vòng xoáy lớn, nó xoay tròn như kết giới, thoáng cái đẩy Trần Thiến Vũ trở về. Thương thế trong người Trần Thiến Vũ lại bị xé rách ra, nhịn không được oa một tiếng phun máu tươi. Trong hai mắt của hắn mang theo thần thái vô lực và không oán, nhìn qua giống gốc cây già. Thân thể cực lớn mang theo khuất nhục cực lớn. Từ khi thực lực bước vào cửu tinh đỉnh phong thì hắn đã phong vân một cõi, bế nghĩa thiên hạ, ít có địch thủ. Thời điểm Viên Cao Hàn phái hắn đi thành Hồng Nguyệt, tuy là một trong bảy siêu cấp thế lực, nhưng y vẫn tin rằng mình hết sức quan trọng, đủ để ảnh hưởng đại cục cả thành Hồng Nguyệt, nhưng mà kết quả làm cho hắn cảm thấy bi thương. Lúc chấp hành nhiệm vụ lần thứ hai, nghĩ thầm rời xa những biến thái siêu phàm nhập thánh kia đi, chính mình sẽ có tác dụng chỉ huy, kết quả lại bị một trưởng của tướng quân đánh thành trọng thương, hiện tại càng không dám làm gì, trưởng lão Phệ Hồn Tông một quyền tùy ý làm hắn trọng thương, cơ hồ suýt mất mạng tại chỗ. Cảm giác cuồng bạo và khuất nhục sinh ra trong lòng, sát khí trên người Trần Thiến Vũ không ngừng tràn ra, hai mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ bừng, kiếm khí ông một tiếng bắn ra ngoài. Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn qua hắn, dùng ánh mắt của bọn họ nhận ra hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Bình tĩnh. Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hai chữ này giống như có ma lực vô hình đảo quai. Toàn thân Trần Thiến Vũ run lên, hắn vốn cũng không phải là người cấp tiến, lập tức phục hồi từ trong trạng thái tẩu hỏa nhập ma lại. Vân Thiếu, ta thật vô dụng. Trần Thiến Vũ xấu hổ và giận dữ không thôi. Trên trán Lý Vân Tiêu tràn đầy mồ hôi. Hắn vẫn miễn cưỡng nói. Ha ha, cường giả cửu tinh đỉnh phong còn nói thật vô dụng, những lời này chết cười không biết bao nhiêu người đấy. Chỉ có thể nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta không thể tự mãn, nhưng cũng không thể tự coi nhẹ mình. Đại nhân dạy bảo phải. Sau khi biết rõ thân phận Lý Vân Tiêu, thái độ của Trần Thiến Vũ trở nên tất cung tất kính, cũng nguyện ý lắng nghe lời dạy dỗ, nói. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười lạnh, nói. Nếu hồn lưu kiếm có thể giết ta, bổn tọa đã sớm chết ngàn vạn lần rồi. Mấy câu cuối cùng này hắn vận dụng sóng âm vũ kỹ, còn ẩn chứa có một tia long uy trong đó, cả hang đá vôi chấn động mạnh mẽ, lỗ tai của mọi người bị điếc tạm thời. Thân ảnh Lý Vân Tiêu run lên, một bóng dáng trong suốt chậm rãi hiển hiện trên thân ảnh của hắn, bóng dáng này một tay cầm hồn lưu kiếm. Đây là... Công lãng hoảng hốt, sức mặt của hắn lúc này đầy vẻ khiếp sợ, giật mình nói. Ngươi có thể trực tiếp linh hồn ly thể. Tất cả mọi người hoảng sợ kinh hãi, linh hồn chính là một trong ba thứ khó nghiên cứu nhất của con người, mặc dù là bí thuật của Phệ Hồn Tông cũng không có khả năng tùy ý linh hồn ly thể. Bóng dáng toàn thân đen kịt kia, trên người tản mát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, mặc dù là hoàng phủ bật cùng vạn tinh tử cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hai người đồng thời hoảng hốt, khó có thể tin nhìn qua, chỉ uy áp của nó đã ảnh hưởng tâm thần của cường giả siêu phàm nhập thánh, đã không phải là cường bình thường có thể giải thích. Ly thể bà mẹ ngươi, bổn tọa đâu phải hồn phách của hắn. Bóng dáng màu đen này chậm rãi mở mắt ra, một ánh mắt như đoa xuyên thấu tất cả, toàn thân công lãng chấn động, hồn lưu kiếm đang run rẩy có dấu hiệu rạn nứt. A, ngươi là... Mồ hôi của Trần Thiến Vũ rơi như mưa. Toàn thân chấn động mạnh, run rẩy nói. Phổ, ma chủ phổ. Bóng đen kia chính là ma chủ phổ, hồn lưu kiếm thoáng cái đâm vào linh hồn của Lý Vân Tiêu, lập tức đâm ma chủ phổ bị thương, lúc này mới làm hắn tỉnh táo lại. Lý Vân Tiêu cũng quá sợ hãi, hắn vốn định dùng đại diễn thần quyết thôn phệ hồn lưu kiếm, nhưng hắn vừa vận chuyển thần quyết thì sát tinh này tỉnh lại. Rác rưởi, cũng dám tổn thương bổn tọa. Sắc mặt ma chủ phổ phát lạnh. Ma lực bành trướng bộc phát dữ dội, lập tức chấn vỡ hồn lưu kiếm, vô số phủ văn màu đen nhanh chóng bao phủ côn lãng rậm rạp. Phanh! Ma chủ phổ một tay bắt ấn quyết, côn lãng lập tức bị nổ tung nửa người. Sau đó hai tay của hắn không ngừng đánh ấn quyết, thân thể chậm rãi bay lên trong cơ thể Lý Vân Tiêu, dường như muốn thoát ra ngoài. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nếu như ma đầu này chạy ra ngoài thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Rắc, rắc!
Đột nhiên bộ ngực của hắn có vạn đạo kim quang bắn ra ngoài, phong ấn pháp tắc chi liên nhanh chóng khởi động, thân ảnh ma chủ phổ trì trệ, 12 đạo pháp tắc chi liên trói buộc quanh người của hắn, rốt cuộc không cách nào hành động nửa phần. Đáng chết pháp tắc chi liên. Ma chủ phổ giống to lên, cả thân ảnh không ngừng giãy giụa, kim quang vạn đạo bắn ra ngoài. Nhưng phong ấn này càng ngày càng mạnh, chậm rãi áp chế hắn trở về, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn nữa. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy giống như có một tòa cự sơn đang bao phủ tâm thần của mình, chấn động làm đầu óc của hắn thất điên bát đảo, khí huyết trong người kích động không thôi. Tất cả mọi người lúc này nhất thời không kịp phản ứng, kinh ngạc đứng trên bầu trời. Côn Lãng đã sớm nổ tung phi phấn thân toái cốt, cặn bã không thừa, 8 tên trưởng lão còn lại biến sắc, cũng cảm giác chuyện vừa rồi quá không chân thật. Ma chủ, đó là ma chủ. Thiên Tinh Tử vô cùng kinh hãi, thì thào thì thầm. Tục truyền trong thành Hồng Nguyệt, cường giả trong thiên hạ đại chiến với ma chủ một trận, cuối cùng đưa tới Hải Hoàng Ba Long dùng thần thông mới thành công phong ấn ma chủ trong cơ thể Lý Vân Tiêu, không thể ngờ đây là sự thật. Ánh mắt Hoàng Phủ bật bắn ra tinh quang sáng ngời, không biết nội tâm nghĩ cái gì. Vưu Mật Triệt để kinh ngạc đến ngây người, vậy làm sao mà đánh? Trong cơ thể đối phương có một con hung ma, chỉ khí thế của nó đã áp người ta thở không ra hơi. Sắc mặt Hoàng Phủ bật ngưng trọng, nói. Đồng loạt ra tay, bắt cổ Phi Dương lại. Cái này. Vài tên trưởng lão hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên đã bị dọa sợ rồi. Hoàng Phủ bật nói. Không cần lo lắng, nếu ma chủ thực chạy đến, bị hại đầu tiên chính là bản thân cổ Phi Dương. Hắn vào lúc này chỉ là vật chứa phong ấn mà thôi, hắc hắc, thật sự là thu hoạch to lớn, toàn bộ ra tay cho ta. Hắn ra lệnh một tiếng. Không người dám phản kháng, 8 gã trưởng lão và 2 tên phó tông chủ kiên trì ra tay, cái kia thanh thế rung trời, cả hang động chậm rãi sụp đổ. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ bật nhìn qua hắn với ánh mắt càng mạnh hơn, thân ảnh kia đột nhiên biến mất, cũng biến mất tại chỗ, nhưng chân thân cũng đã hiện thân trước mặt Thiên Tinh Tử, hắn đánh ra một quyền. Một quyền này hết sức bình thường, chỉ là phục hổ quyền đơn giản, là một hổ hình nhe răng trợn mắt rất hung tàn. Sắc mặt Thiên Tinh Tử trầm xuống, chưa bao giờ ngưng trọng như vậy, mặc dù đối mặt một vạn con hổ thật hắn cũng không có nhìn một cái, chiêu thức của Hoàng Phủ Bật đã phản phát quy chân rồi, bất kỳ vũ kỹ nào thi triển đi cũng không dưới thần thông. Thiên Tinh Tử giơ chân lên, hắn nghiêng người đá vào hổ chảo của đối phương, chân thế mang phong, cũng đơn giản đến cực điểm, chính là một chiêu La Hán Cước, cũng là một vũ kỹ trụ cột. Hừ! Hoàng Phủ Bật cười lạnh một tiếng, thuận thế đánh ra một chảo. Trực tiếp đánh thẳng vào bàn chân của Thiên Tinh Tử. 5 ngón tay đụng vào bắp chân, lập tức cảm thấy có lực dính rất mạnh, không thể rút trở về. Không chỉ như vậy, Hoàng Phủ Bật cảm thấy nguyên lực trong người đang khởi động, lại muốn dọc theo cánh tay của đối phương hấp chân nguyên của hắn. Hừ, ngây thơ. 5 ngón tay của Hoàng Phủ Bật nắm chặt, lập tức chân nguyên đông cứng ở lòng bàn tay, lại hóa quyền thành trường, thuận thế vỗ xuống. Phanh. Một đạo quang mang tuôn ra, nguyên lực chấn động dữ dội. Thiên Tinh Tử bị đập bay ra ngoài, thân thể bay lên trời, hai tay của hắn đột nhiên mở ra, lại là một vũ kỹ trụ cột bạch hạc lưỡng xí, giống như con ngỗng dương hai cánh. Hoàng Phủ Bật thu quyền lại, giờ phút này hai tay Thiên Tinh Tử mở rộng, thân thể không hề phòng ngự bày ra trước mặt hắn, khắp nơi là tử huyệt, khắp nơi là sơ hở. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, càng như thế càng không dám khinh thường. Nhìn qua toàn thân là sơ hở, khắp nơi đều là tử huyệt nhưng càng như thế lại càng hoàn mỹ. Hắn trở tay một chảo, đánh ra một chiêu hắc hổ đào tâm. Thiên Tinh Tử biến sắc, khí thế toàn thân của hắn bị hắc hổ đào tâm áp chế, một lực lượng áp chế tuôn ra trong nội tâm của hắn. Thân ảnh của hắn hướng lên, lại đánh ra một chiêu La Hán Cước. Đồng tử Hoàng Phủ Bật co rụt lại, quát. Cùng chiêu thức thi triển lần hai, dễ dùng như vậy sao? Chiêu hắc hổ đào tâm nhanh chóng đánh lên đùi La Hán Cước. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể Thiên Tinh Tử bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào vách núi, rất nhiều nham thạch rơi xuống. Ở bên kia, người Phệ Hồn Tông cùng Vạn Tinh Cốc đang hỗn chiến, Lý Vân Tiêu sau khi bị ma chủ phổ tỉnh dậy đã bị cắn trả, 12 đạo hư quang phong ấn hoàn toàn dựa vào lực lượng của hắn mà vận chuyển, thân thể của hắn bắt đầu suy yếu. May mắn uy thế của phổ quá dọa người. Tăng thêm Lý Vân Tiêu trước đó thi triển ra lực lượng không tầm thường, người Phệ Hồn Tông thật không dám tới gần, chỉ du đấu thăm dò chứ không làm gì được hắn.
mà Điêu Tu đã không chống đỡ nổi, sau mấy chiêu đã có xu thế sụp đổ. Trong công pháp của Phệ Hồn Tông rất nhiều có tính thương tổn hồn phách thật lớn, năm quân khôi không ngừng có ác quỷ tiến vào công kích, phá hư từ bên trong, hồn phách bị ăn sạch thì đình trệ bất động. Đột nhiên một đạo cự đại hào quang sáng lên, chiếu sáng cả cái động to lớn này. Túc Bình đứng trên quái thú hình lộc cực lớn, một tay bấm niệm pháp quyết, ánh sáng tinh hoàn bốn phía sáng lên không ngớt. Khí thế thần thánh bay vọt chung quanh hắn, không ngừng hút đi lực lượng trong cơ thể quái thú hình lộc. Mọi người đều cả kinh, ánh mắt bị hấp dẫn nhìn qua. Hoàng Phủ Bật đang chiến đấu với Thiên Tinh Tử, khóe mắt cũng nhìn qua, trong nội tâm hơi kinh, chợt nói. Thì ra khí tức thánh khiết tới từ cơ thể của Lộc Nghiêu, chẳng lẽ? Túc Bình một tay bấm niệm pháp quyết bất động, hắn vẫn không bị ngoại giới quấy nhiễu, trong lúc hào quang thánh khiết chiếu sáng khắp nơi, đột nhiên ấn quyết thay đổi, trong mắt bắn ra hào quang quái dị, làm cho mọi người cảm thấy nội tâm run lên. Vạn Trượng Yểm Địa. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thân ảnh của hắn thẳng tắp, một trường vỗ vào đỉnh đầu của Lộc Nghiêu, lập tức ấn quyết không ngừng sinh ra. Thân ảnh Lộc Nghiêu run lên, pháp tắc xiềng xích trói buộc bốn phía lóe lên, cả động đá vôi này không ngừng lắc lư. Hào quang thánh khiết không ngừng tuôn trào trong cơ thể Lộc Nghiêu, trong khoảnh khắc đã hấp thu không còn, yêu khí bành trướng đột nhiên tản ra. Lộc Nghiêu đôi mắt to như đèn lồng ra, tia ánh sáng màu đỏ từ trong miệng bay ra ngoài. Giống một khí tức màu xám cho đột nhiên sôi trào, cả động đá vôi này không ngừng rung chuyển, cả không gian cứng lại. Tất cả mọi người lập tức có cảm giác hít thở không thông, thật giống như cả thân thể đều bị khí tức màu xám cho bao phủ, hơn nữa sinh cơ dường như bị đoạt đi, trên làn da xuất hiện một lớp vảy. Ầm ầm. Khi Lộc Nghiêu phun ra một hơi, tinh hoàn bên người Túc Bình cũng tản ra, oanh kích bốn phía, đánh tan ngăn cách. Đất rung núi chuyển, cả hang động to lớn chậm rãi sụp xuống, không ngừng đổ vỡ. Bầu trời xuất hiện, cả chiến hồn sơn mạch không ngừng đổ vỡ. Trực tiếp vùi trong địa tầng, khí tức màu xám cho kinh người tản ra, không ngừng bộc phát khắp bốn phía. Mà người Thanh Câu Dòng binh đang ở dưới chân núi đều hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp Lý Vân Tiêu uy hiếp, bọn chúng bỏ chạy thục mạng. Tả Thừa cũng hô thiên hàm địa, mắng chửi, nói. Rốt cuộc mấy tên sát tinh đó làm cái gì vậy, cả sơn mạch bị hủy trong chốc lát. Kha An trực tiếp ném ra một đầu gỗ lớn như cánh tay, lăng không hóa thành cự mộc che trời. Tản mát ra sinh cơ nồng đậm. Tả Thừa cả kinh nói. Đây là. Kha An quát to. Bất kể, không muốn chết thì đi theo ta. Hắn nhảy lên trên cự mộc này, gương mặt tối tăm lu mờ khôi phục huyết sắc. Cự mộc tỏa ra sinh cơ nồng đậm, nhưng lúc này bị cắn nuốt hoàn toàn, nhanh chóng biến thành một cây gỗ khô héo. Người Thanh Câu Dòng binh đoàn không do dự nữa, thoáng cái nhảy lên. Nương theo ánh sáng màu xanh của cự thoát ra khỏi khí tức màu xám cho này. Chiến hồn sơn sụp đổ, trong vòng ngàn dặm không có chút sinh cơ nào, tất cả đều trở nên yên tĩnh tịch mịch. Trên di tích nứt vỡ đó, một con quái thú hình lộc đứng đó, hai sừng như đại thụ che trời, chính là cự thú Lộc Nghiêu, hai con ngươi đỏ rực như đèn lồng treo trên hư không. Lộc Nghiêu lẳng lặng đứng đó như điêu khắc, không làm cái gì cả. Trên đầu của nó tụ tập khí tức thánh khiết. Hoàn toàn không hợp với cảnh tượng tử khí, Túc Bình tỉnh táo đứng trong khí tức thánh khiết này, ánh mắt như nước nhìn qua hai thân ảnh trước mặt. Hai người nhìn qua chiến sơn sơn sụp đổ, cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng mà sắc mặt Hoàng Phủ Bật như thường, hoàn toàn không biến hóa gì cả, mà trên mặt Thiên Tinh Tử đã có mệt mỏi và chảy máu miệng. Đá vụn xốc lên, một đạo quang mang bay lên trời. Rắc, rắc, sau đó là âm thanh đá vụn rơi vỡ vang lên. Không ngừng có hào quang bay lên không trung, đúng là một gã tên võ giả, không có người nào ở núi lỡ bỏ mạng cả. Nhưng trừ sĩ Vô Song và Sa Vưu ra, sắc mặt các võ giả còn lại biến hóa, vận chuyển nguyên lực ngăn cản khí tức màu xám cho kia. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu, thiên địa nguyên lực trực tiếp ngăn cản khí tức màu xám cho, không có nửa điểm xâm nhập vào cơ thể, vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Lý Vân Tiêu không chút nào để ý. Hắn giật mình nhìn qua cự lộc, nói. Đây cũng là yêu thú biến dị sinh ra trong thổ hệ nguyên tố sao? Túc Bình gật đầu nói. Con thú này vừa ra đời đã có thiên địa dị tượng biến hóa, thập giai chân linh, hiện tại chỉ có thể dừng bước ở cửu giai đỉnh phong. Trong lời của hắn nói mang theo cảm khái và thở dài. Nội tâm mọi người chấn động, thần sắc kinh ngạc.
Yêu thú cửu tinh đỉnh phong đã là tồn tại gần siêu phàm nhập thánh, hơn nữa là yêu thú lớn như thế, nó phát ra khí tức màu xám khiến người ta không thoải mái, nếu như phối hợp với chiến lực cường đại, đủ để ảnh hưởng thậm chí là đảo ngược cuộc chiến. Vẻ mặt người Phệ Hồn Tông bạc trắng, trở nên ngưng trọng. Thiên Tinh Tử cười to, nói. Ha ha, Hoàng Phủ Bật, ngươi chỉ biết ta mượn Lộc Nghiêu chữa thương, lại không biết ta có mục đích khác chính là muốn thu phục Lộc Nghiêu, để nó biến thành hộ sơn thần thú cho Vạn Tinh Cốc, giờ phút này vừa vặn lấy các ngươi ra thử uy lực của nó. Hoàng Phủ Bật đưa mắt nhìn sang, trong mắt bắn ra tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Vưu Mật sợ hãi nói. Tông chủ đại nhân, việc này ta đúng là không biết. Hắn nổi giận nói. Thiên Tinh Tử lão thất phu ngươi, chuyện trọng yếu như vậy đi gạt ta. Thiên Tinh Tử tức giận kêu to lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ ta giết Hoàng Phủ Bật, nhất định phải lột da rút gân của ngươi ra. Vưu Mật cười lạnh nói. Nghĩ rất tốt, nhưng đầu tiên phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới được. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nhìn qua hắn, khóe miệng cười lạnh trào phúng, dường như đang nhìn qua người chết, làm cho nội tâm Vưu Mật đại chấn, trong mơ hồ có cảm giác không tốt sinh ra. Lộc Nghiêu kia bị Túc Bình khống chế, đột nhiên há miệng hét lớn một tiếng, một đạo thổ tinh hoàn bắn mạnh ra ngoài, lực lượng mênh mông bao phủ các nơi. Oanh! Mấy người Phệ Hồn Tông còn chưa kịp đề phòng, hơn nữa bụi bặm bay đầy trời, vô khổng bất nhập, tinh hoàn chi lực dâm mạnh lên đám người. Tám gã trưởng lão và hai gã phó tông chủ, trong khoảnh khắc bị đánh lui mấy trượng, hơn nữa toàn thân đầy bụi đất. Điêu Tu đứng xa bị khí thức màu xám quét qua, hắn lui ra sau trăm trượng, vẻ mặt kinh hãi. Dù Lý Vân Tiêu có thiên địa thủy nguyên hộ thể, nhưng trong va chạm này chỉ dính chút dư âm, nguyên lực cũng tiêu hao cực nhanh, nếu thật sự đối địch với yêu thú, mặc cho ai cũng không xong. Oanh! Lộc Nghiêu dẫm trận tiến lên, mỗi một bước đạp xuống đều có cho bụi bốc lên, trong vòng mấy trăm trượng chung quanh mơ hồ, ngay cả thần thức cũng bị áp chế thật lớn, chỉ có thể cảm thụ trong phạm vi 10 trượng, duy nhất có thể có làm tọa độ chính là hai mắt như chuông đồng màu đỏ của Lộc Nghiêu. Xuy! Trong mắt bắn ra lệ quang sáng ngời, bắn thẳng về phía hai gã trưởng lão Phệ Hồn Tông. Một bước lên trời. Người trưởng lão kia kinh hãi, nhưng lập tức chấn định lại, quát lên một tiếng sau đó phi thân bay lên cao, muốn tránh né hai đạo hào quang màu đỏ này. Đột nhiên oanh một tiếng, vô số khí thức màu xám ngưng tụ lại, chúng kết thành thổ tinh hoàn sau đó rơi xuống, lập tức trói tên trưởng lão này như bánh trưng. Cái gì? Tên trưởng lão này hoảng hốt. Thổ hệ nguyên tố tính ăn mòn rất mạnh tiến vào trong da thịt của hắn, lập tức hóa đá kinh mạch của hắn. Ầm ầm, hai đạo hào quang màu đỏ bắn thẳng vào tên trưởng lão này, ngay sau đó là tiếng nổ tung vang vọng, nổ thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn hóa thành tảng đá. Chi, mấy người còn lại quá sợ hãi, lực ăn mòn khủng bố như vậy, người trưởng lão kia bị thổ tinh hoàn trói chặt, cả da thịt và kinh mạch đều hóa đá, lại bị hào quang màu đỏ nổ tung. Thổ hệ chi lực bám vào mảnh vỡ thi thể đã hóa đá kia, lực lượng càng khủng bố, chúng dùng tốc độ cực nhanh ăn mòn chúng đi. Mau lui lại, đều cẩn thận. Tập Ngọc Luân cả kinh quát một tiếng, nhanh chóng rút lui mấy trăm trượng, tránh biến thành mục tiêu. Dư trưởng lão vô cùng giật mình, lực lượng khủng bố như thế, một gã cao thủ cùng giai với hắn không ngờ lại bị thuấn sát ngay lập tức, chuyện này đánh thế nào đây? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi không thôi. Lực lượng bản thân Lộc Nghiêu tuy cũng rất mạnh, nhưng ngược lại chưa đủ, kinh khủng nhất chính là nó có thể điều khiển thổ hệ nguyên tố trong thiên địa, nói trắng ra nó không cách nào biến thành kết giới tư nhân của mình. Hoàng Phủ Bật cũng phát hiện ra điểm này, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng. Hai mắt Lộc Nghiêu nhìn qua phía hắn, bắn ra hào quang màu đỏ, một đạo thổ tinh hoàn bắn ra chung quanh, khóa chặt Hoàng Phủ Bật. Hoàng Phủ Bật vỗ tay, đánh ra một chiêu phục hổ quyền. Thổ tinh hoàn còn chưa ngưng tụ xong đã bị đánh trúng, sau đó tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, hai đạo hồng quang bay lên cao cao. Hoàng Phủ Bật đã sớm tránh né đi, vừa mới ổn định thân hình, hào quang hình quạt bay lên cao cao. Phanh! Hai đấm của Hoàng Phủ Bật hợp nhất, đánh nát hình quạt kia. Thân ảnh Thiên Tinh Tử hiện ra, hai trưởng đánh xuống. Ầm ầm! Một tia sáng hiện ra ở giữa hai người, bắn vào bốn phương tám hướng. Giờ phút này Lộc Nghiêu ngóc đầu lên, hai sừng đen kịt giơ lên cao. Ầm ầm, trên bầu trời ngưng tụ cự thạch lỏm chỏm, nó không ngừng nện lên người của Hoàng Phủ Bật. Hừ,
Hoàng Phủ Bật nhìn thấy cự thạch kia không có gì, lạnh lùng nói. Cho rằng nhiều ra một con yêu thú thì có thể cải biến kết cục hay sao? Quả thực quá vô căn cứ. Vô số kim quang bộc phát trên người của hắn, không gian bốn phía như ngưng kết lại. Sắc mặt Thiên Tinh Tử đại biến, kim quang này mang theo hấp lực vô cùng, giống như muốn ngưng kết hồn phách của hắn, hắn giật mình hai trường hợp kích, lập tức đánh nát công kích đánh tới. Trên bầu trời kim quang hiện ra, giáng mạnh xuống đất, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, trong nội tâm thất kinh, không phải không gian chuyển di, chẳng lẽ là... Tất cả mọi người cảm thấy tâm thần run lên, nhìn chằm chằm vào kim quang đang giáng xuống, thân thể Hoàng Phủ Bật dần dần ngưng kết ra đầu lâu màu vàng lợt, tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Thiên cấp kim hồn, kim sắc ngữ giả. Sắc mặt Thiên Tinh Tử trầm xuống, nói. Rốt cục xuất hiện sao? Dừng lại. Hoàng Phủ Bật cười nhạo nói. Ngươi nói cứ như mình hiểu nó lắm ấy. Đột nhiên ánh mắt kim sắc ngữ giả sáng lên, hỏa diễm đang thiêu đốt trong mắt. Nhìn qua rất có linh tính, biểu hiện ra trí tuệ cực cao của mình. Người Phệ Hồn Tông đứng ở đằng xa thấy cảnh này thì biến sắc, ở dưới áp chế của thiên cấp kim hồn rất là khó chịu. Hoàng Phủ Bật, triệu hôi ta đi ra là có chuyện gì? Kim sắc ngữ giả trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Lý Vân Tiêu chấn động, chủ hồn bình thường đều bị chủ nhân khống chế, Hoàng Phủ Bật này dường như chỉ có quan hệ ngang hàng với kim hồn, hơn nữa nhìn sắc mặt theo những trưởng lão Phệ Hồn Tông khác thường. Hắn nghĩ thầm trong lòng, hẳn là chủ hồn bước vào thiên cấp thì có thể sinh ra linh trí của mình. Hoàng Phủ Bật nói, ta giết Thiên Tinh Tử và đầu lộc nghiêu cự thú trước mặt. Trong mắt kim sắc ngữ giả có hỏa diễm bốc lên, lập lòe vài cái, dường như đang quan sát cái gì, buồn bã nói. Dĩ nhiên là cốc chủ Vạn Tinh Cốc, còn có yêu thú sinh ra trong cửu u huế thổ, lại nói tới cửu u huế thổ cũng không phải ở đây, không phải chúng ta Phệ Hồn Tông lãnh địa sao. Cửu u huế thổ. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, không ngờ là sinh ở nơi như thế. Hoàng Phủ Bật nói. Đúng là Thiên Tinh Tử ngấp nghé vật của Phệ Hồn Tông ta, còn sắp sửa thu con thú này đi. May mắn ta sớm có phòng bị, tương kế tự kế kích thương hắn. Hiện tại là cơ hội tuyệt hảo có thể một lần hành động tiêu diệt Vạn Tinh Cốc. À, có việc này sao? Trong mắt kim sắc ngữ giả có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nói. Tốt. Ta liền giúp ngươi diệt trừ một người một thú này. Vô số phù văn màu vàng từ trong miệng kim sắc ngữ giả phun ra, thoáng cái bao phủ đầy trời, hoàn toàn ngăn cách khí tức màu xám, nơi nơi đều có kim quang bao phủ một ít. Đây là... Lý Vân Tiêu cả kinh, vị trí không gian của hắn hiện tại chẳng biết lúc nào biến thành hình thái dầu lâu cực lớn, là phiến thiên địa bị kim sắc ngữ giả khống chế. Túc Bằng sắc mặt trầm xuống, quát. Dung chuyển trời đất. Lộc Nghiêu mở to miệng hét lớn một tiếng, cả khô lâu không gian rung động lắc lư, vô số khí tức màu xám tuôn ra, trùng kích không gian chi lực. Kim sắc ngữ giả dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Từ trong cửu u uế thổ đi ra, đáng tiếc a, vốn là sủng vật không tệ. Hắn vừa nói ra, đầu lâu không gian phát động, há to miệng ra cắn vào Lộc Nghiêu, thiên áp địa xuống làm cho Lộc Nghiêu kêu thảm thiết. Hoàng Phủ Bật đại hỉ, nói. Như thế nào? Có thể cắn nuốt sạch. Kim sắc ngữ giả nói. Thử xem. Thiên Tinh Tử kinh hãi, hai tay đánh ra trăm đạo ấn quyết, huyền khí xoay tròn toàn thân. Đột nhiên một huyền khí hình tròn bay ra ngoài, hóa làm một đạo pháp luân. Oanh! Pháp luân chuyển động gian nan, kêu vang một tiếng thật nhỏ. Túc Bằng sắc mặt nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp vỗ vào đỉnh đầu Lộc Nghiêu, thổ hệ tinh hoàn không ngừng cuồng bạo, trùng kích vào không gian. Oanh! Oanh! Thiên Tinh Tử và Túc Bằng liên thủ, sắc mặt kim sắc ngữ giả bắt đầu vặn vẹo. Trần Thiến Vũ kinh hãi nói. Cái pháp luân, chẳng lẽ là thời không pháp luân trong truyền thuyết? Lý Vân Tiêu nói. Người nghĩ nhiều, thời không pháp luân chính là vật trong truyền thuyết, có thể thay đổi thời không, trên đời làm sao có thứ biến thái như thế tồn tại, mặc dù là thật thì hơn phân nửa cũng là thánh khí. Thiên Tinh Tử cầm vật kia là hư không pháp luân. Cũng liên quan tới thời không như thời không pháp luân nhưng lực lượng hoàn toàn không cùng cấp bậc. Hoàng Phủ Bật quát. Cái pháp luân đáng giận. Kim quang lóe lên trong tay hắn, hóa thành phệ hồn phiên ném ra ngoài. Phệ hồn phiên toàn thân màu bạc, nó có điện quang bao phủ, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào pháp luân. Phanh. Phệ hồn phiên đánh thẳng vào hư không pháp luân,
nó có đặc tính dính vào cho nên bám vào pháp luân không thoát ra. Hai tay Hoàng Phủ bật bấm niệm pháp quyết, phệ hồn phiên vừa mở ra, lập tức sát khí vô cùng khởi động, giống như thế giới chi lực đè xuống. Ầm ầm, hư không pháp luân không ngừng rung động lắc lư, nó sắp không chịu nổi, sắp đình chỉ xoay tròn. Mất đi hư không chi lực thay đổi liên tục của pháp luân, hình thể của Lộc Nghiêu lập tức dừng chấn động, bị không gian cắn nuốt hơn phân nửa, sắp chịu không nổi. Thiên tinh tử kinh hãi, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Kim sắc ngữ giả đứng cách đó không xa cũng lóe lên, tùy thời biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiên tinh tử xuất hiện trên đầu của Lộc Nghiêu, thân thể còn chưa kịp đứng vững vàng đã có một đạo kim quang bắn thẳng từ dưới chân lên, bắn vào thân hình của hắn. Thiên tinh tử hừ lạnh một tiếng, trường bào phất phơ, bắn ra vài đạo kim châm sáng ngời. Kim quang cũng nhanh chóng bị định trụ, biến hóa thành bộ dáng kim sắc ngữ giả thống khổ thét to. Lung linh ngọc châm. Vài đạo kim châm này hiện ra màu xanh biếc, giống như cây đinh đâm thẳng vào trong đập lâu, một gương mặt linh động xuất hiện, cả gương mặt bắt đầu vặn vẹo dữ dội. Thiên tinh tử cười lạnh nói. Cây châm này không thể tạo thành tổn thương thực chất cho ngươi. Nhưng vây khốn ngươi nhất thời nửa khắc thì dễ dàng. Hắn lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu của Lộc Nghiêu, bắt sầu lăng không đánh ra một chảo, hư không pháp luân kêu vang sau đó đánh bay phệ hồn phiên, cây quạt bị đánh ra xa, nó biến hóa cực lớn, sau đó lại đánh thẳng ảo đầu lâu biến dị kia. Ầm ầm, cả không gian vặn vẹo lập tức trở lại như cũ, Lộc Nghiêu thoát khốn mà ra, dường như sinh ra lửa giận khôn cùng, há to mồm bắn ra mấy đạo tinh hoàn. Giống. Giống. Phanh, phanh, phanh. Tinh hoàn đụng vào người kim sắc ngữ giả, thân thể sáng bóng kia trở nên lờ mờ. Lộc Nghiêu bước nhanh ra bên ngoài, tiến lên phía trước, mặt đất nổ vang. Hoàng Phủ bật nhướng mày, cảm thụ khí thức màu xám kia, phệ hồn phiên trong tay bay lên, mở ra trên không trung, thay trời đổi đất, nhật nguyệt xuất hiện trên bầu trời. Bàn cổ phiên, quả nhiên là bàn cổ phiên. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hơi kinh. Tương truyền tông chủ phệ hồn tông đều không thể luyện hóa phệ hồn phiên, mà là được truyền thừa, vào lúc kế thừa vị trí tông chủ thì luyện hóa bản cổ phiên thôn phệ phệ hồn phiên. Trong bản cổ phiên có nhật nguyệt, có núi sông, tuy không phải thánh khí nhưng phiến thiên địa này lại có uy lực vô cùng. Thiên tinh tử hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo bí quyết vào hư không pháp luân, lập tức thế giới căng ra mấy mẫu. Hai kiện huyền khí uy năng không ngừng tăng lên, hai thế giới xông tới. Âm thanh nổ vang không dứt vang vọng bên tai. Túc Bình một tay đặt trên trán Lộc Nghiêu, tay kia không ngừng thay đổi ấn quyết, thân hình Lộc Nghiêu dường như bắt đầu phân giải, hóa thành từng đạo khí tức màu xám cho. Chỉ trong nháy mắt trên bầu trời có năm đạo giao long đang gào thét, chúng lao tới xoắn giết Hoàng Phủ Bật. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật âm hàn, hai tay đặt trước người, hắn đánh ra năm hổ chảo, sau đó hét dài lao thẳng tới phía trước, lại bắt lấy năm đạo vòi rồng. Mặc kệ chúng giãy giụa trên không trung thế nào cũng không giãy ra được. Khí tức màu xám phiêu tán đầy trời, nhưng bàn cổ phiên thoáng cái bỏ ra rất nhiều lực lượng nhật nguyệt, tất cả tử khí nhanh chóng tiêu tán đi, thế giới trong phiên trở nên sáng sủa. Trên trán thiên tinh tử đổ mồ hôi lạnh, không ngừng đánh ấn quyết vào hư không pháp luân xông vào thế giới này, hiển nhiên là tới thời khắc kịch liệt nhất. Lộc Nghiêu phân giải ra năm đạo cầu vồng, thân hình nhỏ đi một nửa có thừa. Túc Bình càng không ngừng đánh pháp quyết ra, hai mắt đỏ rực như đèn lồng nhìn thẳng về phía trước. Âm thanh gào rú từ trong cơ thể Lộc Nghiêu truyền ra ngoài, sau đó nó chậm rãi nâng hai móng trước lên, cả thân hình lập tức ngưng lại. Ấn quyết của Túc Bình cũng dừng lại, tay phải đánh ấn quyết thật nhanh, cả thân hình bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, hiển nhiên là chiêu này uy lực quá lớn, hắn có chút khống chế không nổi. Khóe mắt thiên tinh tử nhìn thoáng qua, đại hỉ nói. Tốt. Túc Bình nói, tốt, tốt, chúng ta liên thủ một kích, lấy tính mạng của hắn đi. Thiên tinh tử lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, nói, ha ha, Hoàng Phủ Bật, hai tay cùng hợp kích đi, nhìn ngươi làm sao ngăn cản được. Hắn vẫy tay, hư không pháp luân bay trở lại đỉnh đập của hắn, cả không gian cũng trở nên vặn vẹo, thiên địa trong bàn cổ phiên vào lúc này chuẩn bị xé rách. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật trầm xuống, năm hổ chảo của hắn đang nắm chặt năm vòi rồng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, kim sắc ngữ giả cũng vượt qua thống khổ, nó thoáng cái lao vào trong cơ thể Hoàng Phủ Bật, trên người hắn tỏa ra kim quang sáng ngời. Hắn chắp tay trước ngực, thân thể bắt đầu biến lớn, kim mang sinh ra khắp toàn thân, nhìn chẳng khác gì người khổng lồ mặc kim giáp,
lộ ra cương khí vô cùng cương mãnh. Đây là hồn chiến kỹ pháp. Lý Vân Tiêu sững sờ không ít, trong kỹ pháp của Phệ Hồn Tông, hồn chiến chi thuật và phệ hồn phiên là thứ được tu luyện nhiều nhất, chưa từng nghe nói hai kỹ pháp hợp nhất. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử vào lúc này cũng lâm vào hoảng hốt, dường như cũng không đoán được đối phương vẫn còn một chiêu này, hắn hét lớn sau đó cầm lấy hư không pháp luân, cả không gian trì trệ, áp lực tăng lên tới cực điểm. Tất cả mọi người nín thở, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, dường như một kích quyết định sinh tử sắp hàng lâm, cả thiên địa biến thành nhật nguyệt vô quang, vô cùng ảm đạm. Trong mắt Hoàng Phủ bật tỏa ra tinh quang sáng ngời, khóe miệng nhếch lên, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, hai đấm giơ lên cao đánh ấn quyết, đột nhiên vỗ xuống, quát. Kinh Vân Vũ Phong Quyết. Một đám kim quang bắn ra từ trong tay của hắn, thiên địa trong bàn cổ phiên lúc này sinh ra kim quang sáng ngời, nó giống như cơn gió xoáy quét qua, quét ngang thiên địa, chấn áp tuyên cổ. Sắc mặt Thiên Tinh Tử ngưng trọng, cũng cảm nhận được uy áp to lớn kia, cắn răng nói. Đồng loạt ra tay, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Hư không chạm. Pháp Luân rời khỏi tay, trong khoảnh khắc chém ra một kích, nó phát ra tiếng chói tai chấn động màng tai của mọi người, thiên địa bị chém ra, bàn cổ phiên bị đánh bay, sau đó Pháp Luân tiến vào trong kim quang. Nhưng mà kim quang này quá mức mãnh liệt, hư không Pháp Luân cắt vào bị cắn trả mạnh mẽ. Thân thể Thiên Tinh Tử vào lúc này bành trướng ra, nguyên khí chấn động mạnh mẽ, lực lượng đã tăng lên cực hạn. Hô to. Mau ra tay. Sắc mặt Túc Bình ngưng trọng, hai con người thoáng cái trở nên trong suốt, đây chính là lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vỗ tay, một đạo ấn quyết đánh vào đỉnh đầu của Lộc Nghiêu. Phanh. Một đạo hào quang thánh khiết tỏa ra ngoài, Lộc Nghiêu hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng biến thành màu xám, hơn nữa màu sắc âm trầm đáng sợ. Cửu U Uế Khí. Ầm ầm. Trong người Lộc Nghiêu tỏa ra khí tức khủng bố. Xuyên thấu qua hai mắt muốn bắn thẳng ra bên ngoài. Phanh, phanh, phanh. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, trong cơ thể Lộc Nghiêu truyền ra tiếng nổ to lớn, cả thân thể của nó như sụp đổ xuống, cửu u uế khí khủng bố trực tiếp xuyên qua thân thể, tổn hại thân thể của hắn. Ầm ầm. Thân hình Lộc Nghiêu bị chôn vùi trực tiếp, bị một tầng màu cho bao phủ, triệt để sụp đổ mất. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Khó mà tin được vào mắt của mình, thời điểm này lại sinh ra biến cố làm cho mọi người căn bản không kịp phản ứng lại. Cái này, không, không có khả năng. Thiên Tinh Tử nổi giận giống to, trong tiếng nói mang theo vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng, cửu u uế khí tuy lợi hại, nhưng mà cách xa như thế còn không tổn thương đến hắn. Mấu chốt là một chiêu Kim Vân Vũ Phong Quyết của Hoàng Phủ Bật, hư không pháp luân của mình không chống đỡ nổi. Phốc phốc phốc. Khiếu huyệt trên người Thiên Tinh Tử trên không ngừng nổ tung, máu đen bắn ra ngoài. Phanh! Pháp Luân rốt cuộc không chịu nổi, kim quang nổ tung, kim quang như ánh trăng chút ra ngoài, lập tức nuốt Thiên Tinh Tử vào. Ầm ầm! Thiên Tinh Tử bỗng chốc bị nổ tung huyết nhục mơ hồ, thân thể bay ra ngoài như diều đứt dây. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua vô cùng quyết đoán. Sau một chiêu này, cả thiên địa trở nên an tĩnh đi rất nhiều. Trạng thái của Hoàng Phủ Bật cũng khôi phục như thường, sắc mặt lần đầu tiên biến thành tái nhợt, hiển nhiên một chiêu vừa rồi với hắn mà nói cũng hao tổn thật lớn. Bàn cổ phiên cũng mất đi sáng bóng, hắn nắm trong tay giống như nắm quải trượng trên mặt đất. Toàn thân Điêu Tu run rẩy lên, thì thào thất thanh nói. Không có khả năng, không có khả năng, vì sao đột nhiên nổ tung thế này, chẳng lẽ trời muốn vạn tinh cốc của ta vong? Phệ Hồn Tông phó tông chủ cùng các trưởng lão thì vui mừng quá đỗi, cả đám kích động không thôi, hai phái tranh giành vô số năm, rốt cục ngày hôm nay chấm dứt, mà bọn họ là người tham dự vào ngày lịch sử này. Ha ha, Thiên Tinh Tử, còn muốn giết ta, chờ phệ hồn phiên ăn hồn phách của ngươi đi. Vư Mật cười như điên, trên mặt mang theo thần thái dữ tợn, hắc hắc nói. Còn đệ tử thân mật nhất của ngươi nữa, à không đúng, tên kia tuyệt đối là con riêng, hắn cũng phải xong đời. Ha ha, vạn tinh cốc không người kế tục, triệt để chôn vùi. Ha ha, Lý Vân Tiêu nhíu mày nhìn qua Lộc Nghiêu sau tự bạo thì yếu ớt không chịu nổi, lộ ra vẻ mặt cổ quái, vụ nổ tung lúc trước dường như quá cổ quái, không hề giống như ngoài ý muốn. Khục, khục khục, Thiên Tinh Tử trong phế tích, thân ảnh run rẩy đứng lên, toàn thân của hắn là máu, thân thể hư hao tới mức khó trị, sinh cơ không ngừng trôi qua, thân thể già nua trăm tuổi. Hoàng Phủ Bật nói,
Thiên Tinh Tử, hiện tại ngươi còn cái gì để nói không? Trong mắt Thiên Tinh Tử tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, cắn răng nói. Tài nghệ không bằng người, muốn giết tùy ngươi, nhưng mà người tính không bằng trời tính, nếu không phải chiêu cuối cùng thất bại thì cục diện thay đổi rồi. Người tính không bằng trời tính. Hoàng Phủ Bật nhìn xuống, cổ cười quái dị nói. Ngươi thực cho rằng Lộc Nghiêu đột nhiên tự bạo là ngoài ý muốn. Cái gì? Thiên Tinh Tử kinh hãi, nhìn qua thân thể tàn phá của Lộc Nghiêu, nhịn không được run lên, nói. Chẳng lẽ, Hoàng Phủ Bật nói. Vưu Mật, ngươi nên nói đi. Hắc hắc, Vưu Mật mặt âm trầm, đắc ý cười lạnh nói. Lão thất phu, trong cơ thể Lộc Nghiêu đã sớm bị ta chôn bảy dập. Một chiêu này rút cửu u uế khí ra cuối cùng đã thất bại là như vậy đó. Ngươi, Thiên Tinh Tử tức giận nói không ra lời, chỉ có thể thổ huyết, sau khi thổ huyết thì khí tức của hắn yếu đi vài phần. Là một người mưu trí, giờ phút này trong khi lâm vào nguy cơ tứ phía, hắn chẳng khác gì lão nhân sắp chết, hào quang không ngừng biến mất. Ha ha, Vưu Mật dương dương đắc ý cười nói. Đừng nói trong cơ thể Lộc Nghiêu có bảy dập, cho dù là Lộc Nghiêu. Nếu không có tông chủ đại nhân xếp đặt thiết kế và an bài, các ngươi cho rằng cửu u uế thổ tự nhiên không có chuyện gì lại sinh ra một đầu yêu thú hay sao? Cái gì? Thiên Tinh Tử cả kinh nói. Lộc Nghiêu này. Không tệ. Vưu Mật trên mặt mỉa mai, lạnh lùng nói. 10 năm trước nghe nói ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma trọng thương, phải tìm yêu thú thổ hệ rất mạnh chữa thương, cho nên kế này cũng được áp dụng. Tông chủ đại nhân tính tâm an bài. Lợi dụng cửu u uế thổ luyện chế ra như vậy một con yêu thú, hơn nữa còn làm bẫy dập bên trong, chính là kết quả của ngày hôm nay. Lão thất phu, vì giết ngươi, chúng ta đã an bài hơn 10 năm, mà không phải cái gọi người tính không bằng trời tính, ngươi chết không oan đâu. Bản thân Thiên Tinh Tử lâm vào ngây ngốc, thì thào lẩm bẩm. Khó trách ta chữa thương thất bại, mặc dù không cần các ngươi hủy phân thân, ta cũng cảm nhận được không cách nào thành công. Thì ra tất cả đã được tính toán. Lý Vân Tiêu nhíu mày thật sâu, dường như có tâm sự. Một đám trưởng lão phệ hồn tông lúc này đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không nghĩ ra có mai phục sâu xa như vậy, lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, may mắn đây là người của mình. Hoàng Phủ Bật nói, Thiên Tinh Tử, ta và ngươi xem như hảo hữu nhiều năm. Ngươi còn có gì nhắn nhủ hay không? Thiên Tinh Tử nổi giận mắng. Nhắn nhủ 18 đời tổ tông của ngươi. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật lạnh lẽo, khẽ nói. Thua là thua, ngươi còn mắng chửi như lưu manh, ở làm gì còn khí thế của khiêu hùng. Cũng được, ta sẽ lấy mạng của ngươi, Vạn Tinh Cốc từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử. Hắn tiến lên phía trước từng bước, mỗi một bước đi rất vững vàng, hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản được. Điêu Tu và một gã thất tán tử khác vô lực, lảo đảo ngồi trên mặt đất, hiển nhiên đang nhận mệnh. Các trưởng lão phệ hồn tông cũng nín hơi, trên mặt mang theo hưng phấn nhìn qua thời khắc lịch sử này. Xuy, đột nhiên một đạo quang mang lăng không bay tới, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước người của Hoàng Phủ Bật, đánh xuống một quyền thật mạnh. Hoàng Phủ Bật cả kinh khó hiểu, một quyền kia rất mạnh, uy thế hoàn toàn không thua kém gì mình cả. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, vội vàng lóe lên, tránh đi. Đạo kia kinh thiên quyền mang đột nhiên lăng không nhoáng một cái. Hóa thành một chương màu vàng phù lục, phốc phốc một tiếng tự bốc cháy lên, kinh thiên uy lực theo trong ngọn lửa tán đi, trực tiếp biến mất vô tung. Cái gì, nghĩ quyền phù? Cái gọi là nghĩ quyền phù chính là dung nhập quyền ý vào trong phù, trong khi tu luyện làm người ta cảm thụ quyền ý lẫm liệt, là một phù lục phi thường thông dụng, nhưng nghĩ quyền phù có thể tạo ra uy thế kinh người như vậy đúng là hiếm thấy. Xuy. Ngay thời điểm Hoàng Phủ Bật phát hiện không đúng thì một thanh dao găm đâm xuyên qua người của hắn, đâm từ phía sau, đâm xuyên qua ngực. A, cái này. Cảnh tượng trước mặt biến đổi lớn làm người ta hoảng sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Người phệ hồn tông lập tức hóa đá, cả đám há to mồm, triệt để mất đi suy năng lực suy nghĩ, giống như biến thành người điên. Tuy người tới dựa vào thủ đoạn lừa dối và đánh lén hèn hạ. Nhưng trong thiên hạ dùng đánh lén và lừa dối có thể làm bị thương tông chủ phệ hồn tông lại có mấy người. Lý Vân Tiêu cũng vô cùng khiếp sợ, hai mắt bắn ra hào quang bảy màu, nhìn chằm chằm vào người sau lưng Hoàng Phủ Bật, chỉ cảm thấy có mây mù bao phủ chung quanh người tới, làm cho hắn không thể nhìn thấu thân phận. Sắc mặt Hoàng Phủ Bật trở nên cực kỳ khó coi, cúi đầu xuống nhìn qua thanh đao xuyên qua ngực mình,
kinh ngạc nói. Trảm hồn đao. Đúng vậy. Sau lưng có tiếng nói bình tĩnh vang lên, nó lạnh lùng như băng, hoàn toàn không mang theo cảm xúc nhân loại. Túc Bình. Vưu Mật hét lớn một tiếng, giống như có người nào đó bóp cổ của mình, hai tay phát run bụng mặt mình giống như không thể tưởng tượng nổi. Những người còn lại đưa mắt nhìn sang, hoàn toàn ngây ngốc không nói được gì. Lý Vân Tiêu dần dần thu liễm đồng quang, hắn dường như giật mình nhưng trong mắt lại mang theo kinh hãi. Thân ảnh Hoàng Phủ bật lạnh run dưới dao găm, rung giọng nói. Mặc dù có trảm hồn đao nhưng ngươi không thể làm ta bị tổn thương, ngươi cũng không phải thiếu niên 20 tuổi gì đó, rốt cuộc ngươi là người nào. Hắn trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Ngươi đoán đi. Túc Bình trả lời hai chữ lạnh như băng này, trên gương mặt lạnh giá như băng xương của hắn rất ít hiện ra biểu cảm. Khục khục, ha ha, ha ha, khục. Thiên Tinh Tử nhịn không được cười ha hả, đắc ý phi phàm, tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn, càng ngày càng quái, sinh cơ trên người trôi qua cực nhanh, nhưng hắn hoàn toàn không có buồn lo, hoàn toàn vui vẻ, nói. Nếu là Phệ Hồn Tông bởi vì ta mà vong, lão phu cũng không còn gì để nói. Tông chủ đại nhân, lão hủ đi trước một bước, ha ha ha. Tiếng cười như điên kia dừng lại, thân ảnh Thiên Tinh Tử hoàn toàn cứng ngắc, rốt cục triệt để mất đi sinh cơ. Cái gì, tông chủ đại nhân, ngươi là... Hoàng Phủ bật khó có thể tin, gian nan nghiêng đầu lại, trên gương mặt non nớt của Túc Bình trừ bình tĩnh ra, chỉ còn lại ánh mắt thâm thúy như biển. Túc Bình lại nhìn qua di thể Thiên Tinh Tử, bình tĩnh nói ra. An tâm đi thôi. Thế thân 100 năm của ta, đại ca song sinh thiên nguyệt. Chi? Tất cả mọi người đột nhiên hít khí lạnh, Túc Bình nói câu đó là thiên đại bí mật, làm mọi người chấn động thẫn thờ. Không, không có khả năng, không có khả năng. Vưu Mật lúc này gào thét, nói. Ngươi nói dối, ta ở Vạn Tinh Cốc lâu như vậy, chưa từng bao giờ nghe qua thiên nguyệt tử. Túc Bình, người đùa nghịch bịp bợm gì đó. Những kỳ dâm kỹ xảo này không có chút tác dụng gì đâu. Chỉ có thực lực mới là thứ quyết định thắng bại cuối cùng. Thiên Tinh Tử đã chết, ngươi mơ tưởng dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ cầu hòa. Hắn quát lên như kẻ tâm thần, mặc dù mọi người đều tán thành, nhưng mặc cho ai cũng sinh ra dự cảm không tốt trong lòng, biết rõ chuyện phát sinh cực biến hóa lớn. Túc Bình cũng không để ý tới hắn, trên mặt của hắn xuất hiện vết rách, sau đó là vỡ tan rơi ra chung quanh. Trong khoảnh khắc cả thân thể của hắn có ngàn vạn vết rách, chậm rãi rơi xuống. Ngàn vạn khối da người chóc ra khỏi người hắn như cây bồ công anh. Một gương mặt giống như đúc Thiên Tinh Tử bay ra trước mặt mọi người, trong con người bắn ra hàn quang thấu xương giống như xuyên thủng nội tâm của mọi người, một đạo khí phách từ từ khuếch tán ra chung quanh. Chi? Gương mặt này vừa hiển lộ ra tất cả mọi người lập tức vững tin không nghi ngờ, tất cả đều cả kinh toàn thân phát run, thoáng cái lui ra phía sau. Đặc biệt là Vưu Mật, hai chân của hắn như nhũn ra. Dưới ánh mắt của Thiên Tinh Tử hắn gần như quỳ xuống. Tông chủ đại nhân. Điêu Tu cũng triệt để phát mộng, hắn cũng không biết Thiên Tinh Tử có thân ca ca thế thân. Hắn lập tức giật mình, trách không được Thiên Tinh Tử lại nhìn chúng Túc Bình như thế, thay ra Túc Bình mới thật sự là trưởng môn Vạn Tinh Cốc Thiên Tinh Tử a. Ánh mắt Thiên Tinh Tử lạnh như băng, không có bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh không giống nhân loại, nói. Hoàng Phủ bật. Không thể không nói chỉ số thông minh của ngươi rất cao. Nhưng đáng tiếc là, chuyện ta luyện công tẩu hỏa nhập ma 10 năm trước chính là bố cục lão phu bày ra. Không thể ngờ ngươi có thể trong cục bố cục, thiên tư rất cao nha. Sắc mặt Hoàng Phủ bật trắng bệch, trảm hồn đao là huyền khí cực kỳ đặc thù, chế tạo thập phần khó khăn, chuyên chém vào hồn phách của người ta. Vốn lấy tu vị của hắn trảm hồn đao không có tác dụng gì, nhưng đao này hiển nhiên phi thường không tầm thường. Thiên Tinh Tử nói, đao này 10 năm trước đã chế tạo thành công, chưa bao giờ triển lộ qua một lần, tất cả chính là vì trận chiến ngày hôm nay. Nhưng đáng tiếc vừa mới lộ ra, thắng bại cũng đã định. Đúng như phản đồ đã nói, chết dưới tính toán 10 năm của bổn tọa, người chết không oan. Hoàng Phủ bật cắn răng nói, Vưu Mật phản bội, người đã sớm biết. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nói, ta biết rõ hắn chơi vô gian đạo, muốn từ hai phái thu lãi lớn nhất. Nhưng ta vẫn đang chờ hắn tỏ thái độ lựa chọn, vừa rồi hắn đã chọn thì tất cả đã quyết định vạn mệnh của hắn. Toàn thân Vưu Mật run lên, thân thể như rơi vào hầm băng, nhịn không được toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tuy thần sắc trên mặt Hoàng Phủ bật thống khổ,
nhưng y nguyên hắn vẫn cười nói. Thiên tinh tử, người quả nhiên không để cho ta thất vọng a. Nếu như vừa rồi chết đi thì ta chắc chắn rất thất lạc đấy. Thiên tinh tử nhướng mày, khinh thường địa hừ lạnh nói. Nói giống như ngươi có thể chuyển bại thành thắng vậy. Hoàng phủ bật hung dữ nói. Ván là đúng là ngươi thắng, nhưng ngươi cho rằng trảm hồn đao có thể giết ta hay sao? Thiên tinh tử nói. Ta không cho rằng ngươi có biện pháp nào thoát thân khỏi cục diện này. Hắn vừa mới dứt lời, sắc mặt biến đổi. Trảm hồn đao trong tay dường như bị cái gì đó định trụ, cứng như bàn thạch, không chút rung chuyển. Một tầng kim quang bao trùm trên thân đao, đồng thời toàn thân hoàng phủ bật cũng có kim quang chớp động. Thiên tinh tử cả kinh, nói. Điều này sao có thể? Thiên cấp kim hồn của ngươi chỉ là hồn phách mà thôi, tất nhiên sẽ bị trảm hồn đao làm bị thương, vì sao không có việc gì? Gương mặt của hoàng phủ bật dần dần bắt đầu vặn vẹo, thần sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành bộ dáng lạnh lùng, trực tiếp duỗi bàn tay màu vàng lớn ra, bắt lấy thân kiếm. Bàn tay màu vàng dung hợp làm một với thanh kiếm màu vàng kia, sau đầu hoàng phủ bật xuất hiện gương mặt kim sắc ngữ giả, trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Không có khả năng. Thiên tinh tử kinh hãi, trảm hồn đao bất động, hắn lúc này không dám hàm hồ, tay trái bấm niệm pháp quyết đâm và sau đầu hoàng phủ bật, đánh thẳng vào kim sắc ngữ giả. Trên mặt kim sắc ngữ giả đầy vẻ giận dữ, trong miệng gầm rú, duỗi tay trái đánh ra một trường, bàn cổ phiên xuất hiện trong tay và đánh tới. Ầm ầm, một lực lượng trung gian khủng khiếp nổ tung, trực tiếp trùng kích thân ảnh hai người. Chi chi chi, trảm hồn đao ma sát chói tai, không ngừng rút ra khỏi cơ thể hoàng phủ bật. Thiên tinh tử liên tục ra chiêu, trong khoảnh khắc vô số trưởng ấn hiện ra khắp bốn phía, không ngừng đánh thẳng vào kết giới bàn cổ phiên. Nửa thân người kim sắc ngữ giả đã hoàn toàn rời khỏi người hoàng phủ bật, trực tiếp cầm bàn cổ phiên ra khỏi kết giới. Ngàn vạn đạo trưởng ảnh đánh xuống làm hắn khó trèo trống. Thân thể hoàng phủ bật lúc này cũng không ngừng run rẩy, toàn thân chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt của hắn tái nhợt cực độ, vận chuyển nguyên công bức trảm hồn đao ra. Thiên tinh tử đánh ra một chướng ngưng kết không ít phù văn đại, ngàn vạn trưởng pháp trong nháy má hợp thành trong đó, tụ thành một đạo pháp luân đánh xuống. Ầm ầm, bàn cổ phiên lúc này sinh ra ngàn vạn đạo hào quang, từng kết giới chi lực mở ra. Oanh! Kim sắc ngữ giả rốt cục gánh không được, thân thể hoàng phủ bật bay ra ngoài, hắn phun máu tươi, trảm hồn đao trong người cũng bay ra ngoài. Thiên tinh tử một chiêu đắc thủ, trảm hồn đao trong tay chém ra ngàn vạn đạo ảnh. Một đạo đao quang lăng lệ phóng lên trời, sau đó chém xuống giống như ngân hà trên cửu thiên đổ xuống ầm ầm. Ầm ầm! Thiên địa nứt vỡ, ánh đao xuyên thẳng qua, đuổi theo hoàng phủ bật mà, chém hắn một đao. Phanh! Kim quang trên người hoàng phủ bật bỗng nhiên bị đánh tena, máu tươi bay tung tóe, hắn nhanh chóng lùi lại rồi biến mất. Cả thiên địa trở nên yên tĩnh, sắc mặt người phệ hồn tông trắng bệch, trong lòng bàn tay lạnh buốt, cái loại cảm giác này thật sự chẳng khác gì rơi xuống địa ngục cả, thân thể phát mộng, giờ phút này vẫn không thể kịp phản ứng, không thể tiếp nhận sự thật này. Thiên tinh tử cầm thao trảm hồn đao, cẩn thận đứng trên không trung, không dám có chút chủ quan. Tuy thành công ổn định đột kích, nhưng đối thủ của hắn không chỉ khó chơi nhất thiên hạ, cũng là một trong các nhân vật thông minh nhất, bất luận chi tiết nhỏ gì cũng có bố cục à. Từng đạo gợn sóng từ dưới chân thiên tinh tử khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây là thuật dò xét cực kỳ cao minh, thông qua gợn sóng biến mất trong không trung. Hắn đạp năm bước, hai chân khép lại, trực tiếp dừng lại, cau mày nói. Không thể ngờ tông chủ phệ hồn tông bản lĩnh chạy trối chết rất được, trốn đi là không ai tìm thấy. Tiếng nói vang vọng bốn phía, hoàng phủ bật hiển nhiên sẽ không bị câu nói này kích tướng. Thiên tinh tử nói, đã như vậy ta giết sạch đám trưởng lão này, không có đám cường giả đỉnh phong này, phệ hồn tông chỉ là cái xác, chờ bị diệt tộc đi. Ha ha, diệt tộc, thiên tinh tử ngươi đúng là quá đề cao mình rồi. Tập Ngọc Luân cười lạnh nói, bao nhiêu năm qua có không biết bao nhiêu người muốn diệt phệ hồn tông của ta, nhưng có ai thành công sao? Đừng nói vạn tinh cốc của ngươi, khắp thiên hạ này không ai làm được đâu. Thiên tinh tử mỉa mai nói. Thiên hạ, tự cho mình quá cao chẳng phải là phệ hồn tông các ngươi sao? Thiên hạ hôm nay sớm đã phong vân bắt đầu khởi động, các ngươi vẫn lưu một góc không cầu tiến, đã sớm nên bị thời đại chôn vùi. Thành Hồng Nguyệt có thể tiêu vong, phệ hồn tông tự nhiên cũng có thể,
nếu ngươi vô tri không sợ, bổn tọa lấy ngươi khai đao trước. Thân ảnh lóe lên, lăng không chém xuống một đao, đao mang phá không bay qua, bầu trời bị nghiền nát. Tập Ngọc Luân hoảng hốt, thân ảnh bỗng nhiên lùi lại, lực lượng cường đại tụ tập quanh người. Mọi người cùng nhau ra tay, hắn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng đánh thắng tất cả mọi người. Ầm ầm, đao quang chém thẳng vào người hắn, một đạo đao khí xuyên qua thân thể Tập Ngọc Luân. Trên người không có chút thương thế nào nhưng sắc mặt của hắn trắng bệch, phun ra một búng máu tươi. Hắn ở trạng thái đại yêu cực kỳ cường hãn, lúc này hào quang quanh người hắn ảm đạm bất định. Một đao kia làm Lý Vân Tiêu kinh hãi, Trảm Hồn đao của Thiên Tinh Tử đã chém vào dung hợp hồn phách của Tập Ngọc Luân với yêu hồn, đối với phệ hồn tộc dựa vào phệ hồn mà chiến đấu, Trảm Hồn đao quả là ác mộng của chúng. Tám tên trưởng lão và Vư Mật cũng cùng ra tay, tất cả mọi người hiểu đây là thời khắc sống còn, không thể hàm hồ. Huống hồ mặc dù Thiên Tinh Tử mạnh hơn nữa cũng không có khả năng chống lại mọi người. Chín người vừa ra tay, lập tức xu thế bài sơn đảo hải quét qua các nơi, cả bầu trời bị lật tung, khí tức màu xám chấn động mạnh. Trong đó một gã trưởng lão năm ngón tay lăng không một chảo, đánh thẳng vào hài cốt Lộc Nghiêu, ngưng tụ một đạo phong bạo. Sĩ vô song quát. Vẫn xa. Có. Ánh mắt vẫn xa phát lạnh, một thương trùng thiên, thân thể hóa thành hàn quang bay thẳng vài hài cốt Lộc Nghiêu. Phanh. Hắn nhân thương hợp nhất xuyên thẳng qua gió, thân thể kim loại không bị khí tức màu xám ảnh hưởng. Hét lớn một tiếng giống như mũi tên rời cung lao thẳng vào tên trưởng lão kia. Chết! Tên trưởng lão kia mở to mắt ra nhìn, một chiêu của mình bị phá làm hắn tức giận, hắn lập tức ra tay toàn lực. Phanh! Hai người oanh kích cùng một chỗ, năng lượng phong bạo khủng bố quét qua các nơi. Vẫn xa lòng mang quyết chí chiến tử, lúc đi tới gần vòng xoáy màu xám, chiến thương nâng lên đâm lần nữa. Làm cho quỷ, chết đi cho lão phu! Tên trưởng lão giận dữ, hắn đánh ra một quyền vào vòng xoáy. Đồng thời trong nội tâm hoảng sợ, phong bạo trùng kích giữa hai người quá mạnh, lực lượng thân thể của hắn đau đớn, đây chính là cái gọi dũng giả không sợ. Xuy, chiến thương xuyên qua lực lượng trở ngại, đám thẳng vào quyền phong. Phanh, một đạo kim quang bạo phát, hai người hoàn toàn cuốn vào, cùng bị đánh bay ra xa. Điêu Tu và Thất Tán Tử còn lại, còn có Sĩ Vô Song cùng ra tay. Mỗi người đều bộ dáng quyết tử không sờn, phân biệt ngăn cản một tên trưởng lão phệ hồn tông. Dù vậy, năm người còn lại liên thủ vây công Thiên Tinh Tử, lực lượng quét qua tất cả, từ các hướng khác nhau không ngừng đánh thẳng tới nơi này. Mỗi người biết rõ đây là thời khắc sống còn, tất cả tinh thần phấn chấn, dốc sức liều mạng lao tới trước. Sắc mặt Thiên Tinh Tử khẽ biến, hừ lạnh sau đó thân ảnh lóe lên, một đạo ánh đao chém vào khe hở liên thủ của năm người. Quanh một tiếng liền đánh bay hai người ra ngoài, bổ ra một con đường, thân ảnh của hắn bay qua đó. Ầm ầm, năm người liên thủ thất bại, vào lúc nà Thất Tán Tử bởi vì bị thương quá nặng, cuối cùng không địch lại, kêu thảm một tiếng sau đó bị đối phương rút sạch hồn phách, hút vào trong phệ hồn phiên. Điêu Tu Bi vẫn hét lớn một tiếng, trong mắt như nước ra, bộ dáng rất nguy hiểm. Đừng có ngừng, muốn mạng hắn. Vư Mật hét lớn một tiếng, hắn xông lên. Phệ hồn phi ẩn giáng xuống, vô số âm hồn tuôn ra. Trên mặt Thiên Tinh Tử đầu mỉa mai, nói. Chỏ là một tiểu sâu kiến võ đạo mà dám đong giặc, cho dù bổn tọa không địch lại thì thế nào, các ngươi có thể giết ta sao? Trảm hồn đao nhoáng cái hiện ra trước người, một đạo ánh đao chém ngang qua, âm hồn đầy trời thoáng cái biến mất không còn nữa. Đao mang thế đi không giảm chém thẳng vào trong phệ hồn phiên, tiếng hét thảm truyền ra, chủ hồn của Vưu Mật trốn ra ngoài. Bản thân của hắn cũng bị cắn trả, lúc này phun máu ra ngoài. Lúc này cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân của hắn, hắn trông thấy khóe miệng Thiên Tinh Tử cười lạnh khinh thường, đôi mắt đầy sát ý, chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, không nhịn được run lên. Năm người có thể bức lui Thiên Tinh Tử, thực sự không phải bởi vì năm người liên thủ có thể địch nổi người ta, mà là Thiên Tinh Tử lòng có kiêng kỵ hoàng phủ bật biến mất. Ầm ầm, ở xa xa có hào quang nổ vang. Vẫn xa không địch lại bị trưởng lão phệ hồn tông đánh một trưởng vào người, đánh linh hồn sơ xác, triệt để chết đi. Tên trưởng lão này đầy máu tươi và lửa giận, hắn bị vân xa đánh trúng mấy quyền, bị lực lượng khôi lỗi đánh bay vào mặt đất. Hai mắt Sĩ Vô Song vô cùng bi phẫn, khôi lỗi là tổ chức của nàng. Mà Vạn Tinh Cốc cũng chỉ còn lại có nàng và Điêu Tu càng không ngừng bại lui, miệng thổ huyết,
tùy thời có khả năng vẫn lạc. Tập Ngọc Luân quát to. Tranh thủ thời gian thanh lý hai rác rưởi cuối cùng đi, cùng vây công hắn. Sau khi điều tức ngắn ngủi, hắn cắn răng dẫn đầu xông lên. Giờ phút này khí thế không thể yếu, nếu không bị thiên tinh tử đánh bại từng người thì phiền toái. Hắn cũng hiểu mấu chốt thắng bại chính là hoàng phủ bật, bản thân mấy người chẳng là cái gì, cho nên phải chế tạo phiền toái cho thiên tinh tử sau đó bức hắn lộ sơ hở. Thiên tinh tử nhíu mày, vốn định đi cứu Điêu Tu, hắn vừa động đã bị vây công, không thể không lui lại lần nữa. Cổ Phi Dương, giúp vạn tinh cốc của ta, nếu không ta mà bại, người cũng khó trốn một kiếp. Thiên tinh tử bị vài tên trưởng lão vây công như vậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu và Trần Thiến Vũ vẫn không đếm xỉa tới, lặng lặng nhìn qua, không ngừng điều tức thương thế trong người. Lý Vân Tiêu đã sớm khôi phục hoàn toàn, khẽ cười nói. Đại nhân quá đề cao ta rồi, thực lực mấy trưởng lão không dưới ta, nếu ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ gặp tai họa. Thiên tinh tử không ngừng lóe lên và chống đỡ, lạnh lùng nói. Ngươi cần gì giả vờ chứ? Dùng hồn phách và ma chủ trong thân thể của ngươi, hoàng phủ bật sẽ bỏ qua ngươi sao? Mà hai thứ này ta không dùng được, hoàng phủ bật không chết, phiền toái của ngươi lớn lắm. Lý Vân Tiêu dùng tay nâng cằm lên, bộ dáng trầm tư, nói. Như vậy nha, nói có đạo lý, nhưng chỉ bằng một câu nói đã bảo ta bán mạng cho đại nhân, hơn nữa đắc tội là phệ hồn tông kinh khủng nhất trong bảy thế lực, ta cũng không có ngu như vậy nha. Thiên tinh tử nói. Có điều kiện cứ nói. Điêu Tu đã ý thức mơ hồ, hoàn toàn tan tác, hơn nữa trước mắt bất cứ điều kiện gì thì thiên tinh tử đều đáp ứng. Vưu Mật nội tâm khẩn trương, không ngừng công kích, muốn bức thiên tinh tử ra tay, nhưng đối phương vẫn né tránh không tấn công, bảo tồn trạng thái tốt nhất. Lý Vân Tiêu nói. Rất đơn giản, ta giờ phút này giúp ngươi. Trận chiến này cho dù thắng hay thua, vạn tinh cốc phải giúp ta hoàn thành một chuyện. Thiên tinh tử cau mày nói. Vẫn nói rõ là chuyện gì, chỉ cần không phải quá phận, ta nhất định đáp ứng ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện rất đơn giản, nếu có một ngày ta không xong, phải toàn lực bảo đảm ta an toàn. Thiên tinh tử nói. Chỉ đơn giản như vậy. Trong lời nói của hắn mang theo hoài nghi. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói ra, bộ dáng rất chân thật. Thiên tinh tử không do dự nữa, liền nói ngay. Tốt, tuyệt không vấn đề. Người phệ hồn tông thấy bọn họ đạt thành hiệp nghị, đều giận dữ, không ngừng điên cuồng tấn công. Đột nhiên một đạo kim quang hiện ra, xùy một tiếng chém Lý Vân Tiêu thành hai nửa, sắc mặt kim sắc ngữ giả lạnh như băng xuất hiện. À, đại nhân! Trần Thiến Vũ hoảng hốt, nhìn qua Lý Vân Tiêu bị chạm, trong mắt đầy giận dữ, rút kiếm công kích kim sắc ngữ giả. Xùy! Kiếm của Trần Thiến Vũ chém xuyên qua người kim sắc ngữ giả, giống như chém vào trong nước. Gương mặt kim sắc ngữ giả nhìn qua, lạnh như băng nhìn hắn, hai mắt có hàn quang chớp động. Phanh! A! À. Đột nhiên Trần Thiến Vũ kêu thảm một tiếng, cả bộ mặt bị nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Khặc khặc! Kim sắc ngữ giả cười quái dị, nói. Có hồn phách cửu tinh đỉnh phong võ đế, đại bổ. Thân ảnh hắn lóe lên, lao qua phía Trần Thiến Vũ, đột nhiên một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào người của hắn. Oanh! A! À. Kim sắc ngữ giả kêu thảm thiết, hai mắt của hắn tỏa ra vô số lôi đình, thân ảnh Lý Vân Tiêu thoáng cái hội tụ trên không trung, thần sắc mỉa mai. Kim sắc ngữ giả bị đánh biến hình, không ngừng vặn vẹo trên không trung, gào thét liên tục. Trần Thiến Vũ cả kinh nói. Đại nhân, ngươi không có việc gì. Lý Vân Tiêu nói. Chút thủ đoạn ấy mà muốn làm ta bị thương. Hoàng phủ bật, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Đôi mắt của hắn ngưng tụ hào quang bảy màu nhìn qua, nói. Khó trách thiên tinh tử tìm không thấy chân thân của ngươi, dĩ nhiên là bị chủ hồn trong người thôn phệ. Sắc mặt kim sắc ngữ giả đại biến, trong hai mắt mang theo tức giận. Phanh! Không gian trước mặt Lý Vân Tiêu nổ tung, thân thể của hắn xuất hiện một màn nước phòng ngự, bị đè xuống nhưng không làm gì được hắn. Ầm ầm! Thiên tinh tử ở xa đánh ra một chưởng kích bay đám vây công. Trảm hồn đao lăng không chém xuống. Sắc mặt kim sắc ngữ giả đại biến, hắn chừng Lý Vân Tiêu sau đó biến mất tại chỗ. Oanh! Bầu trời bị đánh tan, nhưng lại trảm không trúng. Thiên tinh tử lập tức bay tới, hai mắt tức giận nói. Người đâu?
Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Đừng giận, chờ ta giúp ngươi tìm ra hắn. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong hai mắt có màu huyết sắc, nguyệt đồng bắn ra hào quang quỷ dị. Cả không gian thay đổi, cảnh vật bốn mùa luân chuyển. Tất cả mọi người quá sợ hãi, toàn bộ cảnh giác. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hào quang trăm trượng, nó biến thành màu xanh sau đó hóa thành tấm lưới lớn, cao thấp quét qua chung quanh, lôi kéo một đạo kim quang hiện ra, đó là kim sắc ngữ giả. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, cho dù là kim sắc ngữ giả cùng thiên tinh tử cũng khó mà tin nổi. Kim sắc ngữ giả càng điên cuồng hét lớn lên. Đáng chết, giết Cổ Phi Dương. Miệng của hắn phun ra khí tức màu vàng, đốt tấm lưới xanh ra một cái động, trực tiếp hóa thành kim quang lao đi. Còn muốn đi sao? Thiên tinh tử sớm có chuẩn bị, một tay bấm niệm pháp quyết, chảm hồn đao trong tay chém xuống, truy kích tập trung vào kim sắc ngữ giả, tùy ý hắn xuyên thấu thế nào cũng không thoát khỏi đao này. Kim sắc ngữ giả quay người lại, thân thể biến lớn, bắt lấy bàn cổ phiên sau đó mở ra. Phanh! Ánh đao bị hút vào bên trong, thoáng cái đã nổ tung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số âm hồn bị diệt. Sắc mặt kim sắc ngữ giả tái nhợt, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hắn biến mất lần nữa. Thiên tinh tử đã chém ra đao thứ hai, trực tiếp xuyên thẳng vào hư không, chỉ có thể chém tàn ảnh, hắn tức giận quát. Lão thất phu đi ra. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu lập lòe, nói. Ta buộc hắn đi ra. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, cầm theo kiếm biến mất tại chỗ. Đột nhiên một đạo kiếm quang chém thẳng vào chân trời. Kiếm quang chém tới thân ảnh kim sắc ngữ giả hiện ra, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn hiện tại xác định Lý Vân Tiêu đúng là có thể nắm được hành tung của hắn, phẫn nộ quát. Chết! Thân ảnh màu vàng lóe lên, kim quang bắn ra ngoài. Ta chết cũng không phải dựa vào miệng lưỡi của ngươi. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, một tay vỗ vào thân kiếm, một đạo kiếm khí kết giới căng ra. Rầm rầm rầm, mấy đạo kết giới bắn tới, thanh kiếm bay trở về. Đột nhiên thiên tinh tử xuất hiện trên không, chảm hồn đao đánh tới. Kim sắc ngữ giả cũng không tránh né, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Xuy, một đao kia chém thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Nha, tiếng kêu thống khổ từ trong miệng kim sắc ngữ giả vang vọng các nơi, thân ảnh của hắn không ngừng biến hóa, hắn mất đi gương mặt, hóa thành kim quang sáng ngời. Đột nhiên chảm hồn đao dừng lại, dường như đã bị trở ngại thật lớn, thiên tinh tử nhướng mày, trong mắt có hàn quang bắn ra. Năng lượng màu vàng không ngừng lắc lư, nó như viên chân châu xoay tròn, trong đó nó không ngừng thu nhỏ lại, lan tràn dọc theo thân đao. Thiên tinh tử vỗ mạnh vào thân đao. Long cong một tiếng đánh sơ xác không ít kim quang, khôi phục thân đao. Tay trái của hắn bấm niệm pháp quyết vỗ vào đao, từng đạo hàn quang bắn ra, kim quang khuếch tán ra ngoài. Kim mang nhanh chóng lui ra sau, ngưng tụ cách đó không xa, lần nữa tụ thành bộ dáng đầu lâu, há miệng phun ra một cái. Oanh! Phun ra là một đạo quyền ý. Thiên tinh tử sủi cười, ánh đao chém thẳng xuống. Ầm ầm! Quyền ý bị đánh tan. Đột nhiên một đạo ấn quyết đánh tới, thân thể hoàng phủ bật lóe lên, tay bấm niệm pháp quyết. Thiên tinh tử cả kinh, vội vàng hoành đao ngăn trở. Phanh, phanh, phanh. Hoàng phủ bật xuất liên tục ba ấn, tất cả đánh vào thân đao, mỗi một đao hiện ra màu xanh sáng ngời, dường như có cái gì đó lóe lên rồi biến mất, chui vào thanh đao. Thiên tinh tử nhướng mày, thu chảm hồn đao lại. Phanh. Lần này hoàng phủ bật bắt lấy bàn cổ phiên ngăn cản. Hai huyền khí va chạm vào nhau. Trong nội tâm thiên tinh tử chấn động, kinh hãi nói. Cái gì, vừa rồi ngươi? Khóe miệng hoàng phủ bật cười lạnh, nói. Vừa rồi ta thi triển một loại thần thông, phong ấn chảm hồn đao của ngươi, bây giờ xem ngươi làm sao thắng ta được. Trên thân đao bày ra ba đạo ấn ký, thể hiện màu xanh như tranh vẽ. Sắc mặt thiên tinh tử trầm xuống, tay trái đập vào ấn ký trên đó. Hừ. Hoàng phủ bật cười lạnh một tiếng, bàn cổ phiên đánh tới, cười nhạo nói. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi phá phong sao? Kim sắc ngữ giả chui vào thân thể của hắn, khí tức của bàn cổ phiên tăng mạnh lên, quét ngang cả bầu trời. Thiên tinh tử không dám khinh thường, chỉ có thể tay trái biến chiêu, bấm niệm pháp quyết vỗ vào thân đao, lập tức đao mang tóe lên, chém ngược ra phía trước. Phanh! Hai lực lượng trùng kích, thế lực ngang nhau, hai người cùng lui ba bước.
Sắc mặt Thiên Tinh Tử cực kỳ khó coi, ưu thế vốn có đột nhiên mất đi, trong lòng của hắn khẩn trương, hắn cảm nhận được phong ấn trên Trảm Hồn đao đang bị ăn mòn, nếu không cởi bỏ thì phiền toái. Nhưng Hoàng Phủ Bật liên tục đoạt công, làm hắn không có chút cơ hội nào. Hơn nữa xa xa Điêu Tu cùng Sĩ Vô Song cuối cùng không địch lại, đều chết thảm dưới tay trưởng lão Phệ Hồn Tông, làm cho Thiên Tinh Tử tức giận tâm phiền ý loạn. Hai gã đắc thủ trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, lập tức bay đi tương trợ Hoàng Phủ Bật. Lý Vân Tiêu giờ phút này lâm vào trong nguy hiểm, còn lại tám gã trưởng lão đuổi theo hắn. Tám người liên thủ, cho dù đỉnh phong kiếp trước cũng không dám khinh thường, giờ phút này càng là không còn chiến ý, nhìn Trần Thiến Vũ nói. Đi, đi, Thiên Đại Tiếu Thoại. Vưu Mật lạnh giọng quát. Lưu lại. Phệ hồn phiên của hắn đánh qua, chủ hồn cắn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Bảy người còn lại thi triển tuyệt kỹ, bộ dáng nghiêm túc. Lý Vân Tiêu quay người đi xa, thân ảnh biến mất. Phanh. Mấy đạo quyền phong đánh ra, lôi đình nổ tung khắp bốn phía. Cái gì? Mọi người giật mình, một người cả kinh nói. Chân thân kia là... Một người trưởng lão khác quát. Bất kể, ngăn cản toàn bộ. Hắn vỗ phệ hồn phiên của mình, vô số quỷ dữ hiện ra. Ồ, quả nhiên là biện pháp tốt. Trong đó một đạo lôi quang dừng lại, hóa ra thân ảnh Lý Vân Tiêu, có chút kinh ngạc nhìn qua quỷ hồn đuổi theo, hắn một tay đánh tan nó đi. Tên trưởng lão kia cười quái dị, vung phệ hồn phiên ra, vô số quỷ phách tụ tập lại, vây quanh Lý Vân Tiêu tạo thành kim hồn thật lớn, một ngụm tựu cắn xuống. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu không lùi không tránh, trực tiếp để hồn phách ăn vào. A, à, Trần Thiến Vũ há hốc mồm, cả kinh kêu lên. Đại nhân, hồn phách màu vàng sau khi ăn tươi Lý Vân Tiêu, tên trưởng lão kia đại hỉ, bắt đầu ném phệ hồn phiên ra, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thu kim hồn vào. Ha ha, hồn phách cổ phi dương quy ta. Tên trưởng lão này vẻ mặt hưng phấn, nhìn phệ hồn phiên trong ta của mình, kích động không thôi. Vưu Mật sắc mặt âm trầm, nói. Tuy nhiên cổ phi dương bị ngươi thu, nhưng vừa rồi tông chủ đại nhân có ý rõ ràng, đạo hồn phách này là của ta. Tên trưởng lão kiêng kỵ, cầm phệ hồn phiên ngăn cản trước người, cười khẩy nói. Cho ngươi, thật sự là Thiên Đại Tiếu Thoại, ngươi cho rằng ngươi là tông chủ sao? Cho ngươi, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, hừ. Vưu Mật cực kỳ tức giận, thẹn quá hóa giận muốn phát tác. Đột nhiên phanh một tiếng. Phệ hồn phiên nổ tung, một đạo kiếm khí trực tiếp vọt lên, bổ tên trưởng lão kia thành hai nửa. A, à, tên trưởng lão kia chỉ kịp kêu một tiếng, đầu thân khác biệt, sau kiếm quang là thân ảnh của Lý Vân Tiêu, hắn đứng đó, bộ dáng khinh thường, cười nhạo nói. Thu ta, thiệt thòi ngươi nghĩ ra, hừ. Vưu Mật cũng ăn cả kinh, nhưng tinh quang trong mắt lóe lên, trực tiếp ném phệ hồn phiên ra, quát với đám trưởng lão khác. Đây là ta. Ai cũng không được đoạt với ta. Có vài tên trưởng lão ánh mắt sáng lên, nhìn nhau, tuy cực kỳ bất mãn nhưng vẫn ngăn cản xúc động. Chủ hồn trong phệ hồn phiên của Vưu Mật phệ bay ra, nuốt lấy kim quang của tên trưởng lão, về sau hai mắt tỏa ra hàn quang, hướng bay thẳng qua thi thể tên trưởng lão kia luôn. Đúng vào lúc này kim hồn cắn một hồn phách, chính là linh hồn tên trưởng lão, nó không ngừng giãy giụa trong kim hồn, nhưng mà không dùng được gì, bị ăn tươi. Ha ha. Vưu Mật cuồng thiếu không thôi, trong mắt tinh quang lóe lên. Kim hồn ăn tươi hồn phách của trưởng lão kia, thoáng cái đã lớn mạnh, bộ dáng chán trường lúc trước quét sạch, ngay cả trạng thái ma khôi của Vưu Mật cũng khôi phục. Đám trưởng lão phệ hồn tông còn lại phần lớn bất mãn cùng sắc mặt giận dữ, cũng không phải bọn họ cảm thấy tàn nhẫn, chỉ tức giận Vưu Mật độc chiếm chỗ tốt, không có phân bọn họ một chén canh. Trong phệ hồn tông chuyện thôn phệ lẫn nhau không hiếm thấy. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Buồn nôn. Hừ. Vưu Mật thu mặt cười, lạnh lùng nói. Đây là cách sinh tồn của phệ hồn tông, ngươi không ăn người khác sẽ ăn ngươi. Hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh vào chủ hồn màu vàng, quát. Hiện tại tới phiên ngươi rồi, hồn phách phá quân võ đế sẽ thành một phần trong chủ hồn của ta. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, lôi quyết hiện ra trong lòng bàn tay. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh khuếch tán ra bên ngoài. Oanh! Ánh sáng màu xanh nổ tung, lập tức hóa thành thế giới, trực tiếp vây khốn kim hồn, vô số lôi đình hóa rồng, chúng từ bên ngoài đánh thẳng vào trong. Rầm rầm rầm!
Kim hồn bị tiểu lôi giới nổ tung vặn vẹo bên trong, gào thét liên tục, toàn thân sụi lơ, sắp tiêu tán, cuối cùng trực tiếp co thành một đoàn, huyền phù bên trong không nhúc nhích. Dùng thực lực Lý Vân Tiêu giờ phút này, dưới siêu phàm nhập thánh trừ Khâu Mục Kiệt có thể đánh một trận với hắn ra, còn lại không có ai cả. Vưu Mật cũng bị cắn trả, sắc mặt tức giận trắng bệch, quát. Mọi người cùng nhau ra tay, còn thất thần làm gì? Đám trưởng lão biến sắc, quay đầu đi chỗ khác, có người nhún nhún vai cười nhạo. Lý Vân Tiêu nói, xem ra ngươi rất không được ưa chuộng, đã như vậy, ta theo ý của mọi người, tiễn ngươi quy thiên. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thanh lôi biến thành tử lôi, một ma ha cổ tự bay ra ngoài, bộc phát kim quang sáng ngời. Không tốt, trong lòng Vưu Mật run lên, cảm thụ cổ tự này quá nguy hiểm, vội vàng đánh ra mấy đạo bí quyết vào trong phệ hồn phiên. Thanh lô vây khốn kim quang lắc lư, muốn khôi phục đầu lâu nhưng vừa mở mắt đã nổ tung. Ầm ầm, lực lượng hủy thiên diệt địa xuất hiện ở bốn phía, kim hồn phấn thân toái cốt, Vưu Mật như bị búa tạ nện vào đầu, hắn phun máu tươi kèm mảnh vỡ nội tạng, tinh khí thần rút đi rất nhiều, hắn lui ra sau vài bước, toàn thân uể oải, hai mắt mất đi ánh sáng, ảm đạm vô quang. Tập Ngọc Luân quát to, đồng loạt ra tay giết hắn. Năm tên trưởng lão khác không dám hàm hồ, lập tức ra tay. Lý Vân Tiêu vừa thi triển lôi quyết làm bọn chúng rung động, có thể dễ dàng chém giết Vưu Mật, nếu đơn đả độc đấu, không ai là đối thủ của hắn cả.